xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Sogun của nhà văn Mỹ James Covell. Fujiko xuất hiện trước bếp ăn và quan sát người đầu bếp trổ tài nấu các món ăn rất ngon. cô gặp ngài Buntajo ở đấy và nói chuyện về Toranaga. Fujiko gọi Buntajo là bác một cách trịnh trọng nhưng trong lòng lại sợ ông ta vô cùng vì tính cách của ông ta rất hung bạo. Buntajo từng giết mẹ đẻ, giết con trai và đối xử khủng khiếp với các nàng hầu và Mariko. Ông ta cũng đã từng cãi nhau dữ dội dẫn đến xô sát với cha cô nữa với một con người như thế. Khi tiếp xúc, Fujiko vô cùng ngại ngần. Nàng đã đi báo tin cho Blackthorn, xin phép anh Butajo được ở cùng nhà với anh. Blackthorn không thể khước từ, nhưng anh ta rất chán nản. À. Blackthorn không biết phải ứng xử thế nào với gã này. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu thuyết Stogun của nhà văn Mỹ James Cavell, bản dịch của Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng qua giọng đọc Hải Yến. Blackthorn trong thế gươm của Buntaro và gươm của tên vệ sĩ. Và anh cảm thấy cái ấm áp của khẩu súng ngắn bôi dầu của anh. Anh thực sự hiểu, anh sẽ không bao giờ an toàn tại đất nước này, mà cũng chẳng một ai được an toàn, kể cả Toranaga. Anjin-san, Buntaro-sama hỏi, nếu ngày mai đưa người đến, ông có thể dạy họ cách làm những tên đó không? Nhưng lấy đâu ra hắc yến chứ Tôi cũng không biết Mariko hỏi lại anh thường thì người ta tìm thấy hắc yến ở đâu Trông nó như thế nào Mùi nó thế nào Và về những chất có thể thay thế được Sau đó Nàng nói lại với Buntaro rất lâu Trong suốt thời gian đó Fujiko vẫn im lặng Mắt và tai tập trung chú ý Không bỏ sót bất cứ cái gì các nữ tỳ được điều khiển khéo léo bằng một cái phẩy nhẹ của chiếc quạt Fujiko cầm ở tay, liên tiếp rót rượu sake đầy bình. Chồng tôi nói sẽ thảo luận vấn đề này với đức ông Toranaga. Có lẽ ở đâu đó trong khu có hắc yến. Chúng tôi chưa từng nghe nói đến chất đó bao giờ. Nếu không có hắc yến, chúng tôi thấy dầu đặc, mỡ cá voi có thể thay thế được chăng? Chồng tôi hỏi có khi nào các ông dùng hỏa pháo như người Trung Hoa không? Có, nhưng người ta coi chúng không có giá trị mấy, trừ khi hãm thành. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng hỏa pháo khi tiến đánh các hiệp sĩ của Thánh Rôn ở Manta. Phần nhiều, hỏa pháo dùng để gây cháy và hoảng sợ mà thôi. Chồng tôi xin ông cho biết chi tiết về trận đánh đó Chuyện xảy ra cách đây 40 năm trong... Blackthorn bỗng dừng lại. Đầu óc suy nghĩ rất nhanh. Đó là trận hãm thành có tính chất sống còn đối với châu Âu. 60.000 quân Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, tinh hoa của đế quốc Ohoman, tiến đánh 600 hiệp sĩ cơ đốc giáo, được sự hỗ trợ của vài ngàn quân Manta bị vây kín trong hệ thống lâu đài rộng lớn của họ tại San Enmo, trên hòn đảo bé nhỏ ở địa Trung Hải. Các hiệp sĩ đã cầm cự thắng lợi 6 tháng ròng rã và điều không thể nào ngờ được đã buộc quân địch phải nhục nhã rút lui. Chiến thắng đó đã cứu toàn bộ khu vực địa Trung Hải và do đó cứu cả thế giới cơ đốc giáo khỏi sự tàn phá bừa bãi của bọn sợ vô đạo. Blackthorn đột nhiên nhận ra rằng trận đó đã cho anh chiếc chìa khóa để đánh lâu đài Osaka, bao vây như thế nào, đánh phá như thế nào, xông qua cổng thành như thế nào và chiếm lĩnh như thế nào. Ông nói sao, Thơ Sanho? À, chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm, tại cái biển nằm ở giữa đất liền lớn nhất châu Âu, đó là Địa Trung Hải. Trận đánh chỉ là một cuộc bao vây giống như những cuộc bao vây khác không đáng nói đến đâu. Anh nói dối như vậy. Một sự hiểu biết như thế là vô giá, chắc chắn là không thể khinh suất nói ra được và tuyệt đối là không thể nói ra được lúc này. Mariko đã giải thích nhiều lần rằng lâu đài Osaka ngăn chặn Toranaga giành thắng lợi, dứt khoát là như vậy, không thể khác được. Blackton tin chắc rằng cách giải quyết Osaka có thể sẽ là giấy thông hành cho anh thoát ra khỏi đất nước này với tất cả các của cải anh cần đến trên đời anh nhận thấy Mariko có vẻ bối rối thưa bà không có gì đâu ạ à, thưa Seno nàng dịch những điều anh vừa nói nhưng anh biết rằng nàng biết anh giấu một cái gì đó mùi thịt hầm đã làm anh mất tập trung Fuziko-san. Hai, Anjin-san. Bao giờ ăn? Khách có thể đói rồi đấy. Blackthorn thấy cô trò vào mặt trời và hiểu rằng cô đã nói sau khi mặt trời lặn. Anh gật đầu và lào nhào theo kiểu ở Nhật Bản được coi là cảm ơn một cách lễ phép. Tôi hiểu. Mariko quay lại về phía Blackthorn. Chồng tôi muốn ông kể cho nghe về một trận đánh ông đã tham gia tất cả đều đã được ghi lại trong cuốn giáo khoa chiến tranh marico san chồng tôi nói đã đọc cuốn sách rất hứng thú nhưng trong đó chỉ có những chi tiết rất là vắn tắt những ngày sắp tới chồng tôi muốn được học hỏi tất cả mọi thứ về toàn bộ các trận đánh của ông còn bây giờ xin ông kể cho một trận ạ tất cả đều đã được ghi trong cuốn giáo khoa chiến tranh rồi có lẽ để đến mai mariko san anh muốn có thời gian để nghiên cứu ý nghĩa mới lóe lên về osaka và trận đánh đó anh cảm thấy mệt mỏi vì phải nói chuyện mệt mỏi vì bị lục vấn nhưng trên hết thảy anh muốn ăn anjin san xin ông hãy kể lại một trận thôi cho chồng tôi nghe có được không anh nghe thấy cái giọng van nài kín đáo trong lời nói của Mariko, nên anh đã mùi lòng. Được thôi, bà thấy ông ấy thích nghe trận nào? Trận đánh ở Hà Lan ấy, có phải ông đọc là New Zealand không? Vâng, anh nói. Anh bèn kể lại trận đánh đó. Nó cũng giống như hầu hết các trận đánh khác. Cũng nhiều người chết, phần lớn là vì những sai lầm và sự ngu ngốc của các sĩ quan chỉ huy. Chồng tôi nói là ở đây không thế an san ạ. À. Ở đây các sĩ quan chỉ huy phải giỏi, nếu không họ sẽ chết rất nhanh. Tất nhiên, sự chỉ trích của tôi chỉ áp dụng cho những thủ lĩnh châu Âu thôi. Buntaro Sama nói là sẽ kể cho ông nghe về các cuộc chiến tranh của chúng tôi và các thủ lĩnh của chúng tôi, đặc biệt là Đức ông Tai Cô. Kể dần dần, mọi sự trao đổi song phẳng với các thông báo của ông. Nàng nói rẻ dặt như vậy. Đô mô. Blackthorn khẽ cúi chào, cảm thấy con mắt của Buntaro xoáy vào anh. Thật sự, mày muốn gì ở tao, hả cái thằng chó đẻ kia? Blackthorn nghĩ như vậy. Bữa ăn tối là một thất bại thảm hại cho tất cả mọi người. Ngay trước khi họ rời khỏi vườn để tới hiên nhà ăn bữa tối, đã có những triệu chứng không lành mạnh rồi. Xin lỗi An San, những cái kia... Mariko trỏ. Ở đằng kia kìa, chồng tôi hỏi cái gì đó. Đâu? À, đó là con gà lôi, Blackthorn nói. Đức ông Toranaga đã gửi cho tôi cùng với một con thỏ. Chúng ta sẽ ăn thịt thỏ bữa tối nay, nấu theo kiểu anh. Ít ra thì cũng là tôi sẽ ăn, tuy tất cả mọi người cùng ăn vẫn đủ cảm ơn ông nhưng chúng tôi chồng tôi và tôi chúng tôi không ăn thịt nhưng tại sao lại treo con gà lôi ở đây nóng nực thế này có lẽ nên đưa nó ra chỗ khác mà làm đi chăng đó là cách làm thịt gà lôi đem treo lên cho thịt nó mềm ra nhưng sao lại cứ để như thế ư ừ, xin lỗi an diên san Mariko bối rối nói. Xin lỗi, nhưng rồi nó sẽ thối rất nhanh. Vẫn còn nguyên cả lông với lại chưa mổ. Mariko san, thịt gà lôi vốn khô cho nên phải treo lên vài ngày. Có thể là một hai tuần tùy theo thời tiết. Sau đó mới vặt lông, mổ ra, rửa sạch rồi nấu. Thế... Cứ để nó ở giữa trời thế kia ư, để cho nó thối ra ư, như là nan ra buntaro nóng nảy hỏi mariko nói với hắn giọng nàng có vẻ xin lỗi hắn nhịn thở rồi đứng dậy ngó con gà lôi và lấy ngón tay chọc chọc mấy con ruồi bay vù ra rồi lại đậu xuống fujiko ngập ngừng nói với buntaro và hắn đỏ bừng mặt nàng hầu của ông nói ông đã ra lệnh không ai được đụng vào con gà trừ ông ra có phải không ạ à? Mariko hỏi. Phải, ở đây không có cái kiểu treo thịt săn được lên à? Không phải ai ai cũng theo đạo Phật kia mà. Đúng, An San, tôi nghĩ không ai làm như vậy cả. Có người cho rằng phải treo lên bằng lông đuôi của con gà cho đến khi nó rụng ra. Nhưng đó là chuyện người ta nói thế thôi, Blackthorn giải thích. Phải treo cổ nó lên, như thế nước thịt không mất đi đâu hết. Có người treo như thế, cho đến khi con gà đứt cổ rơi xuống. Nhưng bản thân tôi thì không thích loại thịt quá ôi như thế. Chúng tôi thường... Anh bỗng dừng lại, vì thấy Mariko mặt tái xanh. Nandenzuka Mariko-san? Fujiko vội hỏi. Mariko giải thích. Tất cả mọi người gượng gạo cười, và Mariko đứng dậy, lẩy bẩy quyệt chán chán nàng không còn có vẻ sáng lạn tươi đẹp nữa xin lỗi an diên san xin phép ông một lát thì thức ăn của các người cũng kỳ quặc chứ có khác gì anh muốn nói như vậy hôm qua đây này mực sống trắng nhễ nhại lầy nhầy hầu như chẳng có cái vị gì hết dai ngoanh ngoách chẳng có gia vị gì khác ngoài nước sốt đỗ tương hay là tay bạch tuộc chặt nhỏ cũng lại sống nguyên ăn với cơm và tảo biển còn sứa tươi ăn với tô phu đậu lên men đóng thành bánh sền sệt nâu nâu vàng vàng trông như là một bát chó mửa ấy thì sao dù có được đưa ra trong một cái bát rất đẹp rất mỏng rất hấp dẫn nhưng vẫn cứ như là chó mửa ấy phải thề có chúa ai trông thấy cũng phải ốm người là cái chắc sau đó họ tới căn phòng mé hiên và sau những nghi thức thường lệ cúi chào nhau bất tận trò chuyện bâng quơ uống trà và sai kê thức ăn bắt đầu được dọn ra những chiếc khay nhỏ đựng canh cá cơm và cá sống như mọi bữa rồi đến món thịt thỏ hầm của anh anh nhấc cái vung nổi lên hơi bốc nghi ngút và những giọt mỡ vàng óng nhảy múa trên mặt nước sóng sánh lung linh, béo ngậy, làm người ta phải chảy nước miếng, với những miếng thịt nục nạc bên dưới. Anh hãnh diện đưa mời mọi người, nhưng tất cả đều lắc đầu và yêu cầu anh cứ tự nhiên. Đô mô, anh nói. Phép lịch sự là phải húp súp ngay ở trước bát nhỏ sơn mài và ăn những thứ đặc trong súp bằng đũa. Trên khay có một cái muôi không nén nổi cơn đói nữa anh múc đầy bát và bắt đầu ăn và nhìn thấy mặt họ họ đang ngây người chăm chú theo dõi anh vẻ như muốn nôn mửa mà họ cố sức che giấu nhưng không được anh bắt đầu cảm thấy ngon anh cố gạt họ đi không nổi mà bụng thì đói sôi sùng sục anh cố giấu sự bực tức đặt bát xuống đậy vung nổi lại rồi cộc cằn nói với họ rằng món này nấu không hợp khẩu vị với mình. Anh ra lệnh cho Nigatsu bưng cái nồi đi. Fujiko hỏi có phải đem đổ đi không? Mariko nói, trong lòng khớp khởi hy vọng. Phải. Fujiko và Buntaro rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tướng công có ăn thêm ít cơm nữa không ạ? À? Fujiko hỏi. Không, cảm ơn. Mariko phe phẩy cái quạt, mỉm cười ra điều khích lệ và lại rót sake vào chén cho anh. Nhưng Bleiton không nguôi giận. Anh quyết tâm từ nay sẽ vào trong núi nấu nướng riêng một mình, ăn riêng một mình và công khai đi săn. Quỷ tha ma bắt các người đi, anh thầm nghĩ. Nếu Toranaga đi săn được thì ta cũng đi săn được. Bao giờ thì ta đi gặp hắn nhỉ? Còn phải chờ đợi bao lâu nữa? chờ với đợi cái đống phần Toranaga đổ phân thối. Anh nói to lên bằng tiếng Anh và cảm thấy dễ chịu hơn. Sao hả Anjinsan? Mariko hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha. Không sao cả, anh đáp. Tôi chỉ tự hỏi là không biết bao giờ được ít kiến nước ông Toranaga thôi. Đức ông không nói cho tôi biết, có lẽ cũng sớm thôi. Buntaro đang uống sake, và húp canh sụp soạp như phong tục ở đây vẫn thế. Blackthorn cảm thấy khó chịu. Mariko trò chuyện vui vẻ với chồng, nhưng Buntaro chỉ lau nhào, hầu như không để ý gì đến nàng. Mariko không ăn. Blackthorn lại càng bực tức thấy cả Mariko lẫn Fujiko gần như xôm xoe ve vuốt Buntaro. Và anh cũng bực tức vì chuyện mình phải chịu đựng cái ông khách mình không muốn có này. Bà nói hộ với Buntaro Sama rằng, ở nước tôi, chủ nhà phải nâng cốc chúc mừng quý khách. Anh nâng chén lên, với một nụ cười chẳng có gì là thân thiện. Chúc ông sống lâu và hạnh phúc. Anh uống cạn chén. Buntaro nghe Mariko dịch lại. Hắn gật đầu tán thành, nâng chén lên đáp lại, nhe răng mỉm cười, rồi uống cạn. Chúc sức khỏe. Blackthorn lại nâng chén. Lại chúc. Lại nâng chén. Chúc sức khỏe. Lần này thì Buntaro không uống. Hắn đặt cái chén đầy rượu xuống. Dương cặp mắt ti hí nhìn Blackthorn. Rồi gọi một người nào đó ở bên ngoài. Cánh Soji bị đẩy sang một bên ngay lập tức. Tên vệ sĩ của hắn lúc này cũng có mặt. Cúi chào, và đưa cho hắn cái cung lớn và bao tên buntaro cầm lấy và nói rất nhanh với blackthorn giọng hung hăng sôi nổi marico dịch lại chồng tôi chồng tôi nói ông muốn xem ông ấy bắn chồng tôi nghĩ để đến ngày mai thì lâu quá bây giờ là lúc thuận tiện cái cổng của nhà ông thưa anjinsan chồng tôi hỏi ông chọn cột cổng bên nào tôi không hiểu. Blackthorn nói. Cổng cách xa chỗ họ đứng chừng 40 thước. Bên kia vườn. Nhưng lúc này hoàn toàn bị che lấp bởi bức tường xô bên tay phải của anh. Cột bên trái hay là cột bên phải? Xin ông hãy chọn cho. Giọng của Mariko có vẻ khẩn nài năn nỉ. Biết vậy. Blackthorn nhìn Buntaro, hắn có vẻ điềm nhiên quên hết mọi người, trông như là một con quỷ lùn xấu xí béo mập đang lơ đãng nhìn ra xa như bị thôi miên anh nói cột bên trái harari mariko nói lập tức buntaro lấy một chiếc tên trong bao ra đặt vào cung rồi vẫn ngồi giơ cung lên kéo dây tới ngang tầm mắt rồi buông tay hung dữ mà mềm mại hầu như nên thơ nữa Mũi tên xé gió qua mặt Mariko, chạm vào một món tóc rủ của nàng, rồi biến mất sau bức tường Soji bằng giấy. Một mũi tên khác bay tiếp theo ngay gần như trước khi mũi tên đầu tiên bị biến mất, rồi lại mũi nữa. Mũi tên nào cũng vụt qua mặt Mariko, chỉ cách có hơn 2cm. Mariko ngồi sững, như chất cứng tại chỗ, bình tĩnh và không nhúc nhích vẫn quỳ như thường lệ. Một mũi tên thứ tư, rồi mũi tên cuối cùng. Trong im lặng như tờ, chỉ nghe có tiếng dây cung bật tanh tách. Buntaro thở ra một hơi dài, rồi từ từ quay lại. Hắn đặt cung tên lên ngang đùi. Mariko và Fujiko hít vào rồi mỉm cười cúi chào, khen ngợi Buntaro. Hắn khẽ gật đầu và chào lại. Mọi người nhìn Blackthorn. Anh biết điều anh vừa chứng kiến thật cứ như là có phép thần diệu gì vậy. Tất cả các mũi tên đều bay qua cùng một cái lỗ trên vách. Buntaro đưa trả cung cho tên vệ sĩ, rồi cầm chén rượu lên. Hắn nhìn cái chén trừng trừng trong dây lát rồi nâng lên hướng về phía Blackthorn và uống cạn. Sau đó, nói với giọng gai gắt và lại trở lại cái con người thô bạo của hắn. Ông ấy, chồng tôi xin lễ phép mời ông ra xem. Bữa Lét thon nghĩ một chút, cố làm cho mình bình tĩnh trở lại. Không cần thiết, tất nhiên là ông ấy đã bắn trúng đích rồi. Chồng tôi nói muốn ông xem cho chắc chắn. Tôi biết rồi. Xin ông An Dinh San, ông sẽ làm vinh dự cho ông ấy đấy. Tôi không cần phải làm vinh dự cho ông ta. Vâng, nhưng tôi xin phép cộng thêm lời thỉnh cầu của tôi nữa được không? Trong mắt nàng lại hiện lên cái vẻ van vỉ khẩn nài ấy. Thật tuyệt diệu được xem bắn như thế, nói như thế nào nhỉ? Mariko nói cho anh rõ, anh nói lại bằng tiếng Nhật và cúi chào. Bontaro cúi chào đáp lễ một cách chiếu lệ. Bà nói hộ là xin phép ông ấy vui lòng cùng tôi đi ra xem các mũi tên ông ấy nói ông ấy muốn ông đi một mình ông ấy không muốn đi thưa an diên san tại sao nếu bắn chúng chính xác thưa sen hô thì ông phải một mình tự thấy điều đó nếu bắn không chính xác thì ông cũng phải một mình nhìn thấy điều đó như vậy cả ông cả chồng tôi đều không lúng túng ngượng ngùng thế nếu ông ta bắn trượt thì sao ông ấy không bắn trượt đâu nhưng theo phong tục của chúng tôi trong hoàn cảnh khó như thế này, chính xác hay không không quan trọng so với cái đẹp của người cung thủ, cái cao quý của động tác, sức mạnh ngồi mà bắn hoặc thái độ thản nhiên trước chuyện thua được. Các mũi tên đều cắm vào giữa cột bên trái, cái nọ, các cái kia không đến một inch. Bởi đếch thon nhìn lại ngôi nhà, và anh có thể trông thấy cách đó hơn 40 bước cái lỗ hồng nhỏ xíu, rõ và gọn trên vách giấy. Một đốm trong đêm tối. Hầu như không thể nào có được một sự chính xác đến như thế, anh nghĩ. Từ chỗ Buntaro đang ngồi, hắn không thể nhìn thấy vườn hoặc cổng và bên ngoài thì tối om. Blackthorn quay lại cái cột, dơ cao trước đèn lồng. Anh dùng tay thử nhổ một mũi tên, nhưng đầu mũi tên bị thép cắm quá sâu. Anh có thể bẻ gãy mất đốc tên bằng gỗ. Nhưng anh không muốn làm như vậy. Tên vệ sĩ chăm chú theo dõi. thon ngập ngừng. Tên vệ sĩ tiến lại để giúp anh. Nhưng anh lắc đầu. Rồi quay trở vào trong nhà. Mariko-san, xin bạn làm ơn nói với nàng hầu của tôi là tôi muốn để nguyên các mũi tên đó trên cột cổng. Tất cả các mũi tên để nhắc nhở tôi nhớ đến một cung thủ bậc thầy. Tôi chưa bao giờ thấy ai bắn như thế cả. Anh cúi chào Buntaro. Cảm ơn ông Anjin San. Mariko dịch và Buntaro cúi chào cảm ơn lại những lời khen ngợi của anh. Sake! Blackthorn gọi. Hai người lại uống nữa. Uống đậm. Buntaro lúc này uống rượu liên tục không giữ gìn gì nữa. Rượu bắt đầu ngấm. Blackthorn kín đáo quan sát hắn, rồi buông thả cho ý nghĩ của mình vẩn vơ, tự hỏi làm thế nào mà thằng cha đó lắp tên rồi bắn với một độ chính xác ghê gớm như thế, thật không tưởng nổi. Không thể được, anh nghĩ. Vậy mà ta đã rõ ràng trông thấy hắn làm được. Không biết Vinker và Bác và những người khác lúc này đang làm gì Toranaga có nói với anh là hiện giờ các thủy thủ sống tại Iedo, gần thuyền Eremus. Lạy chúa, mình ước ao được gặp họ và trở lại thuyền. Anh liếc nhìn Mariko, nàng đương nói gì với chồng. Buntaro lắng nghe. Melekton sửng sốt nhìn thấy mặt Buntaro méo sạch đi vì căm ghét. Anh chưa kịp nhìn lảng ra chỗ khác. Buntaro đã nhìn vào anh. Nen Desuka, lời lẽ của Buntaro nghe hầu như là chẳng khác gì một lời buộc tội. Nani no Buntaro, không có gì cả. Blackthorn mời mọi người uống sake, hy vọng quả lấp được sự lãng trí của mình. Các phụ nữ vẫn nhận lời mời nhưng chỉ nhấm nháp chú lệ. Buntaro uống cạn ngay chén của hắn, vẻ mặt lầm lì, rồi hắn nói một thôi một hồi với Mariko. Không nhịn được, Blackthorn buộc miệng hỏi. Ông ta có chuyện gì thế? Ông ấy nói cái gì vậy? Ồ, xin lỗi, Anjin San. Chồng tôi đang hỏi về ông, về vợ ông và các nàng hầu của ông, và về con cái ông, và về những chuyện gì đã xảy ra từ khi chúng ta rời khỏi Osaka. Ông ấy... Nàng dừng lại, đổi ý, nói thêm với một giọng khác. Ông ấy rất quan tâm đến ông và các quan điểm của ông. Tôi cũng rất quan tâm đến ông ấy và các quan điểm của ông ấy. Ông bà đã gặp nhau như thế nào? Cưới nhau khi nào? Có phải... Buntaro cắt ngang, sổ ra một chàng tiếng Nhật, giọng nói nóng nảy. Lập tức Mariko dịch lại những điều vừa nói. Buntaro vươn tay ra, rót sake đầy hai chén uống trà, đưa mời Blackthorn một chén, rồi ra hiệu cho các phụ nữ cầm lấy những chén khác. Ông ấy chồng tôi nói đôi khi chén uống sake quá nhỏ mariko rót sake đầy sang chén uống trà khác nàng nhấm nháp một chén fujiko một chén rồi buntaro lại sổ ra một chàng tiếng nhật nữa hùng hổ hơn lần trước nụ cười của mariko đọng cứng trên mặt nàng cả fujiko cũng vậy ezozo gomen uadai buntaro sama Mariko nói. Ima! Buntaro ra lệnh. Fujiko bối rối định lên tiếng. Nhưng Buntaro chừng mắt nhìn cô, bắt cô phải im miệng. sai. Fujiko thì thảo xin lỗi. Roro nasai." Ông ấy nói gì thế hả Mariko-san? Nàng có vẻ như không nghe thấy Blackthorn. Jojo nasai." Buntaro-sama, watashi. Mặt Buntaro đỏ bừng. Ima. Xin lỗi Anjin-san, nhưng chồng tôi ra lệnh tôi kể, trả lời các câu hỏi của ông, kể cho ông nghe về tôi. Tôi có nói với ông ấy rằng các chuyện gia đình có lẽ không nên đem ra bàn luận vào lúc khuya khoắt như thế này, nhưng ông ấy cứ ra lệnh là phải nói, xin ông hãy kiên nhẫn nàng uống một ngụm lớn sake, rồi lại một ngụm nữa. Tóc nàng lõa xóa trên tay phất phơ trong làn gió thoang thoảng của chiếc quả của Fujiko. Mariko uống cạn chén rượu, rồi đặt chén xuống. Tên con gái của tôi là Akechi. Tôi là con gái của tướng công đức ông Akechi Jinsan, kẻ sát nhân. Cha tôi đã phản chắc, ám sát chúa thượng của mình là nhà độc tài đức ông Goroda trời đất Tại sao thân phụ bà lại làm việc đó Dù lý do là gì đi nữa Thì thưa An Xin San Cũng không đủ để bào chữa Cha tôi đã phạm cái tội ghê gớm nhất Trong thế giới của chúng tôi Dòng máu của tôi đã bị ô nhục Cũng như dòng máu của con trai tôi Vậy thì tại sao Anh dừng lại Vâng An Xin San Tôi định nói là tôi hiểu Cái đó có ý nghĩa gì Giết chúa thượng nhưng tôi ngạc nhiên thấy họ để bà sống chồng tôi đã đem lại cho tôi vinh dự. Buntaro lại giận dữ ngắt lời vợ và Mariko xin lỗi rồi giải thích Blackthorn đã nói gì. Buntaro khinh bỉ ra hiệu cho vợ nói tiếp. Chương trình đọc truyện giải kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Shogun của nhà văn Mỹ James Clavell. Cuộc nói chuyện giữa Buntaro, Blackthorne và Mariko nhắc tới trận chiến xảy ra cách đây 40 năm. Mariko đề nghị Blackthorne kể cho chồng cô ta nghe về trận chiến này. Họ cùng nhau ăn tối tại hiên nhà Blackthorne, có sự tham dự của chồng Mariko. Bữa ăn tối diễn ra tẻ nhạt và nặng nề. Sau đó chồng của Mariko và Buntazo cùng bắn cung. Tài năng bắn cung của buntajo khiến Blackthorn vô cùng cảm phục. Sau khi bắn cung xong, họ lại tiếp tục ngồi uống rượu đến khuya. buntajo bắt tay Mariko kể cho ông ta nghe về gia đình của nàng, mặc dù chồng nàng rất khó chịu. Nhưng Mariko vẫn phải kể về cha nàng, về dòng họ của nàng. Điều này đã khiến chồng nàng và Blackthorn khó chịu, nhưng không ai dám nói gì diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết sogun của nhà văn mỹ james Cavell bản dịch ngô vĩnh viễn và bùi phụng qua sự thể hiện của giọng đọc hải yến Buntaro lại giận dữ ngắt lời vợ. Mariko xin lỗi, rồi giải thích Bletton đã nói gì. Buntaro khinh bỉ ra hiệu cho vợ nói tiếp. Chồng tôi đã đem lại vinh dự cho tôi bằng cách đưa tôi đi xa. Mariko tiếp tục, vẫn với cái giọng dịu dàng ấy. Tôi van xin được phép xếp Puku, nhưng chồng tôi không ban cho tôi đặc quyền đó. Đó là tôi cần phải giải thích chỗ này seppuku là đặc quyền của ông ấy hoặc của đức ông toranaga ban cho hàng năm năm nào tôi cũng xin phép được seppuku vào đúng ngày kỷ niệm vụ bộ phản bội đó nhưng với sự hiểu biết sáng suốt của mình chồng tôi luôn luôn từ chối nụ cười của nàng rất dễ thương chồng tôi ban vinh dự cho tôi hàng ngày từng lúc nếu tôi ở địa vị ông ấy thậm chí có lẽ tôi không thể nói chuyện được với một con người nhơ nhuốc như thế. Đó là lý do tại sao, tại sao ư, ừ, bà là người cuối cùng của dòng họ bà phải không? Anh hỏi vì nhớ lại những điều nàng đã nói về một tai họa nào đó trong lúc đi khỏi lâu đài Osaka. Mariko dịch câu hỏi cho Buntaro, rồi quay lại. Hai, Anjin-san, nhưng đây không phải là một tai họa không phải là tai họa cho cha tôi và gia đình tôi. Họ đã bị Nakamura bắt ở trong núi. Nakamura là vị tướng sau này sẽ trở thành tai cô. Chính ông đã dẫn các đạo quân phục thủ, tàn sát tất cả các thương lượng của cha tôi. Hai mươi nghìn người, không sót một ai. Cha tôi và gia đình bị vây chặt, nhưng cha tôi đã có đủ thì giờ giúp đỡ tất cả mọi người, bốn anh em trai và ba chị em gái của tôi, mẹ tôi và hai nàng hầu, rồi ông đã làm set buku. Về mặt đó, cha tôi là samurai và họ đều là samurai. nàng nói. họ cũng dũng cảm, quỳ xuống trước mặt cha tôi, lần lượt từng người, và cha tôi đã giết từng người một. mọi người đã chết một cách vinh dự và cha tôi cũng vậy. Hai người anh em cha tôi và một ông chú đã đứng về phía cha tôi của cuộc phản loạn chống lại chúa thượng của họ. Họ cũng bị mắc kẹt và họ cũng đã chết trong binh dự như thế. Không một người nào của dòng họ Akechi còn sống sót để hứng chịu sự căm thù và khinh ghét của quân thù. Trừ tôi. Không. Xin Anjin San thứ lỗi cho tôi. Tôi nói sai cha tôi, các anh em và chú của cha tôi mới đúng là quân thủ đích thực. Trong số quân thủ, chỉ còn sống sót lại mình tôi, một nhân chứng sống của sự phản bội đê tiện. Tôi, Akechi Mariko, được sống sót là vì tôi đã lấy chồng và do đó thuộc về gia đình chồng tôi. Khi ấy chúng tôi sống ở Kyoto, tôi đang ở Kyoto khi cha tôi chết sự phản loạn của cha tôi chỉ kéo dài có 13 ngày. Nhưng chừng nào còn có người sống trên các hòn đảo này, cái tên Akechi còn là nhơ nhuốc. Thế khi chuyện đó xảy ra, bà lấy chồng đã được bao lâu rồi? Hai tháng và ba ngày. Và khi ấy là bà 15 tuổi ư? Vâng, chồng tôi đã ban cho tôi binh dự là không ly hôn hay đuổi tôi đi như lẽ ra phải làm. Tôi được đưa đi xa, Đến một làng ở miền Bắc, ở đó rất lạnh. Trong tỉnh Sonai, lạnh lắm. Thế bà ở đấy bao nhiêu lâu? Tám năm. Đức ông Goroda, 49 tuổi, khi làm seppuku để khỏi bị bắt sống. Đã gần 16 năm rồi Anjinsan Và phần lớn con cháu của... Buntaro lại cắt ngang, lưỡi hắn như là một chiếc roi. Xin An Jin San thử lỗi cho tôi, Mariko nói. Chồng tôi chỉ ra rất đúng là chỉ cần nói tôi là con gái của một tên phản bội là đủ rồi, giải thích dài dòng không cần thiết. Tất nhiên, một vài lời giải thích là cần thiết. Nàng thận trọng nói thêm. Xin ông thứ lỗi cho thái độ không lịch sự của chồng tôi, và tôi xin ông hãy nhớ cho những điều tôi nói về tai để nghe và hàng rào tám lớp. Xin ông thứ lỗi cho tôi an dinh Tôi được lệnh phải rời khỏi đây. Ông có thể cứ ngồi lại cho đến khi ông ấy cáo lui hoặc xỉu đi vì say. Xin ông đừng can thiệp gì cả. Nàng cúi chào Fujiko. Dojo Gomen Nasai. Mariko cúi đầu chào Buntaro rồi rời khỏi căn phòng. Mùi hương của nàng vẫn còn phảng phất. Sake! Buntaro gọi và mỉm cười ác độc. Fujiko rót rượu đầy chén. Chúc sức khỏe, Blackthorn nói, lòng dối bời, bấn loạn. Hơn một tiếng đồng hồ, anh uống rượu chúc mừng Buntaro cho đến khi anh cảm thấy đầu mình quay cuồng. Rồi Buntaro xỉu và nằm lăn ra giữa đống chén vỡ ngổn ngang bừa bãi. Lập tức, Soji mở ra tên vệ sĩ vào cùng với Mariko. Hai người có đám đầy tớ giúp sức. Họ xuất hiện cứ như là có phép lạ vậy. Khiêng Buntaro sang phòng đối diện, phòng của Mariko. Có cô nữ tỳ Koi giúp một tay. Mariko bắt đầu cởi quần áo cho hắn. Tên vệ sĩ kéo Soji đóng lại, rồi ngồi ngay bên ngoài, tay đặt trên đốc gươm đã cởi sẵn. Fujiko ngồi đợi, mắt chăm chú nhìn Blackthorn. Đám nữ tỳ tới dọn dẹp. Blackthorn uể oải lấy hai bàn tay vuốt tóc, rồi buộc lại rẻ băng trên đuôi sam của anh. Rồi anh loạn choạng đứng dậy và đi ra hiên. Nàng hầu của anh đi theo sau. Không khí ngát thơm đã làm anh tỉnh lại, nhưng không tỉnh táo hẳn. Anh nặng nề ngồi xuống hiên và uống rượu trong đêm tối fujiko quỳ xuống đằng sau anh và nghiêng người về phía trước gomen sai anjinsan cô thì thầm hất đầu về phía nhà wakari masuka ông có hiểu không wakari masu shigata ganai rồi nhìn thấy vẻ sợ hãi khác thường của cô anh bút ve tóc cô arigato arigato Anjin Sama, Anantawa, Sumin Ima, Fujiko San. Anh nói, tìm chữ một cách khó khăn. Cô đi ngủ đi. Jojo Gomen Nasai, Anjin San, Sumin Nac Cô nói, và ra hiệu cho anh về phòng của anh. Đôi mắt cô lộ vẻ van nài. Tôi không đi bơi. Hai Anjin Sama. Fujiko ngoan ngoãn quay lại lên tiếng gọi. Hai người đầy tớ chạy ra. Cả hai đều là những thanh niên trong làng khỏe mạnh và có tiếng là bơi giỏi. Blackthorn không phản đối. Đêm nay, anh biết những lời phản đối của anh sẽ vô nghĩa. Cũng được. Anh nói to trong khi loạn troạn đi xuống chân đồi. Hai thanh niên theo sau. Đầu óc anh mụ mẫm bị say rượu Dẫu sao thì ta cũng đã làm cho nó phải ngủ, nó không còn làm khổ được nàng nữa lúc này. Blackthorn bơi một tiếng đồng hồ và cảm thấy dễ chịu. Khi trở về, anh thấy Fujiko đợi ở hiên với một ấm trà mới. Anh uống một ít trà rồi về phòng và ngủ ngay lập tức. Giọng nói của Buntaro đầy độc ác đánh thức anh dậy tay phải anh nắm ngay lấy báng khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn anh luôn luôn giấu dưới đệm tim đập thình thịch do bị đánh thức đột ngột tiếng nói của buntaro bỗng ngừng lại Mariko bắt đầu nói blackthorn chỉ hiểu được lõm bõm một vài từ nhưng anh cảm thấy được giọng nàng tỏ ra biết điều và van nài nhưng không phải van nài một cách hèn hạ hay rền rĩ khóc lóc mà vẫn là một cái giọng thanh thản, vững vàng, thường nhật của nàng. Buntaro lại hét lên. Blackthorn cố gắng không nghe. Xin ông đừng can thiệp. Nàng đã bảo anh và nàng là con người thông minh sáng suốt. Anh không có quyền gì hết, nhưng Buntaro thì có rất nhiều quyền. Tôi xin ông San hãy thận trọng Hãy nhớ những điều tôi nói về những cái tai nghe và hàng rào tám lớp. Anh nhớ lại như vậy. Anh lặng lẽ nằm xuống, người đẫm mồ hôi lạnh và cố buộc mình nghĩ đến những điều Mariko đã nói. Ông thấy không, Anjin San? Nàng đã nói với anh, vào cái tối rất đặc biệt, khi họ đang uống nốt chai sake cuối cùng sau nhiều chai cuối cùng khác và anh đã nói đùa về tình trạng thiếu sự riêng biệt ở khắp nơi lúc nào cũng có người ở quanh ta và những bức tường giấy tai mắt luôn luôn tò mò soi mói ở đây ông cần phải học cách tạo ra cái riêng biệt của mình chúng tôi đã được dạy dỗ từ thuở nhỏ để biết biến vào bên trong bản thân dựng lên những bức tường không thể xuyên qua được để sống bên trong những bức tường ấy nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên hết, rồi giết lẫn nhau và tự giết luôn cả bản thân mình. Tường gì vậy? Ồ, chúng tôi có cả một mê cung mênh mông để ẩn náu, những nghi thức, những phong tục, những kiên kỵ đủ các loại, ồ nhiều lắm. Ngay cả ngôn ngữ của chúng tôi cũng có những sắc thái âm điệu mà các ông không có Chúng cho phép chúng tôi lễ phép né trắng bất cứ câu hỏi nào nếu chúng tôi không muốn trả lời. Nhưng làm thế nào mà bịt kín tay được hả Mariko San? Không thể làm được. Ồ, dễ thôi, rất dễ, nếu biết tập luyện. Tất nhiên là sự tập luyện bắt đầu ngay từ khi đứa trẻ biết nói, cho nên cái đó đã nhanh chóng trở thành bản chất thứ hai của chúng tôi. Nếu không làm thế nào mà sống sót nổi trước hết là bắt đầu tẩy sạch đầu óc mình hết mọi người, tự đặt mình lên một cái bình diện khác. Ngắm cảnh chiều tà là rất tốt cho cái đó, hoặc lắng nghe mưa rơi, an dinh san. Ông có để ý thấy những tiếng mưa rơi khác nhau không? Nếu không thực sự lắng nghe, hiện tại sẽ biến mất. Nếch Nghe hoa rơi, nghe đá mọc, và những cách tập luyện rất tốt. Tất nhiên là phải không nhìn thấy sự vật mới được. Chúng chỉ là những ký hiệu, những thông báo cho Hara của ông, cái trung tâm của ông, nhắc nhở ông về cuộc đời ngắn ngủi thoáng qua. Giúp ông giành được hoa, sự hài hòa, đó là phẩm chất mà toàn bộ cuộc sống của người Nhật, mọi nghệ thuật đều cố gắng đạt tới. Nàng cười. "Đấy, ông thấy không, tại uống nhiều sake quá đấy." chót lưỡi của nàng chạm vào đôi môi nàng trông thật quyến rũ tôi xin nói nhỏ với ông một bí mật nhé đừng có mắc lừa những nụ cười và thái độ dịu dàng hòa nhã của chúng tôi những nghi thức cúi chào ngọt ngào ân cần chu đáo bên dưới chúng tôi có thể ở tận đâu đâu ấy cách xa nơi đó hàng triệu ri an toàn và cách biệt vì đó là cái mà chúng tôi tìm kiếm quên lãng một trong những bài thơ đầu tiên được viết ra ở đất nước chúng tôi, có ghi trong Kojiko, cuốn sách sử đầu tiên được viết ra cách đây khoảng một nghìn năm, có lẽ sẽ giải thích những điều tôi vừa nói. Tám đám mây rông dâng lên, cho những người yêu nhau trốn vào trong đó. Hàng rào tám lớp của tỉnh Udumo, vây quanh tám lớp mây đó. Ôi tuyệt vời sao, hàng rào tám lớp chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên phát rồ nếu không có cái hàng rào tám lớp ấy ồ chắc chắn là như thế đấy hãy nhớ đến hàng rào tám lớp anh tự nhủ như vậy trong khi tiếng buntaro vẫn điên cuồng rít lên ta không biết gì hết về nàng hoặc về hắn thật vậy hãy nghĩ đến trung đoàn hỏa mai hoặc nghĩ về quê hương hoặc facility hoặc cách làm thế nào lấy lại chiếc thuyền, hoặc về Bacchus, hoặc Toranaka hoặc là Omisan. Omi thế nào nhỉ? Ta có cần trả thù không? Nó muốn làm bạn với ta, và sau những chuyện khẩu súng ngắn, nó đã tỏ ra tốt và tử tế. Tiếng đánh như xoáy vào đầu óc anh, rồi tiếng Mariko lại cất lên, và có tiếng đánh thứ hai ngay lập tức, Blackthorn vùng dậy, mở Soji. Tên vệ sĩ hầm hầm đứng trước mặt anh, trong hành lang, bên ngoài cửa buồng Mariko, gươm tuốt trần. Blackthorn sắp lao vào tên Samurai, thì cửa ô cuối hành lang bật mở. Fujiko tóc xóa, với chiếc kimono ngủ chạy tới, tiếng vải bị xé toạc và tiếng một cái tát nữa hình như không hề làm cho cô xúc động gì hết. Cô lễ phép cúi chào tên vệ sĩ, rồi đứng xen vào giữa hai người, dịu dàng cúi chào thon, và cầm lấy cánh tay anh, kéo anh trở lại phòng. Anh trông thấy rõ thái độ căng thẳng sẵn sàng của tên samurai. Anh chỉ có một khẩu súng ngắn và một viên đạn nên anh đã lùi lại. Fujiko đi theo vào phòng và đóng cánh shoji lại ngay tức khắc. Rồi rất hoảng sợ, cô bắt đầu can ngăn anh đặt một ngón tay lên môi rồi lại lắc đầu nữa. Ánh mắt khẩn khoản van nài. Gomen Nasai Wakari Nesuka, cô thì thào. Nhưng anh tập trung chú ý vào bức vách của căn phòng kế cạnh. Anh có thể rất dễ dàng đập tan nó ngay. Cô cũng nhìn bức vách, rồi đứng vào giữa anh với bức vách, ngồi xuống và ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống. Nhưng anh không thể ngồi được. Anh đứng đó trong lòng sôi lên vì một tiếng rên rỉ tiếp theo sau một tiếng đánh nữa. Sẵn sàng lao sang, một cử chỉ sẽ làm cho họ chết hết. Tất cả. Fujiko run bắn lên vì hoảng sợ. Anh vẫy tay cô sang một bên. Cô lại van vỉ anh. Ima. Lập tức, Fujiko đứng dậy, ra hiệu cho anh đợi một chút cô lặng lẽ chạy vào lấy các thanh gươm đặt trước ta cô mana các hốc tường danh dự cô cầm thanh gươm dài lên hai bàn tay run lẩy bẩy rút gươm ra khỏi vỏ và chuẩn bị đi theo anh xông qua vách vừa lúc ấy một tiếng đánh cuối cùng và một chàng lời nói điên cuồng giận dữ cánh xô di bên kia mở ra rầm rầm rồi buntaro mà họ trông thấy huỳnh huỵch đi ra theo sau là tên vệ sĩ. Căn nhà vắng lặng một lát, rồi có tiếng cổng vườn đóng sầm lại. Blackthorn đi ra cửa buồn mình. Fujiko lao tới ngăn anh lại, nhưng anh đã gạt cô sang một bên, kéo cửa mở ra. Mariko vẫn còn quỳ ở một góc buồng bên cạnh, một vết tím bầm trên má, tóc xõa rũ rượi, rối bùi, kimono tơi tả những vết thâm tím trên lưng trên đùi anh lao tới đỡ nàng dậy nhưng nàng kêu lên đi đi an diên san xin ông đi khỏi đây cho anh nhìn thấy một vết máu rỉ ra ở mép nàng lạy chúa bà có bà có làm sao không tôi đã nói ông đừng can thiệp xin ông đi đi cho nàng nói vẫn với cái giọng bình tĩnh đó nó ngược lại với ánh mắt dữ dội của nàng. Rồi nàng trông thấy Fujiko đứng ở ngưỡng cửa. Nàng nói với cô điều gì đó. Và Fujiko ngoan ngoãn cầm cánh tay Blackthorn kéo anh đi. Nhưng anh vùng tay ra. Không! Mariko nói. Sự có mặt của ông đã làm tôi mất thể diện, không đem lại cho tôi sự bình tâm hay an ủi gì cả, mà chỉ làm cho tôi thêm nhục nhã. Ông đi đi! tôi muốn giúp bà bà không hiểu ư ông không hiểu ư ông không có quyền gì hết trong việc này đây là chuyện cãi nhau riêng tư giữa hai vợ chồng tôi nhưng không có lý do gì để đánh tại sao ông không nghe nhỉ an diên san ông ấy có thể đánh chết tôi nếu ông ấy muốn ông ấy có quyền và tôi mong ước ông ấy sẽ ngay cả hơn thế nữa tôi sẽ không còn phải chịu đựng sự tủi nhục Ông tưởng sống với sự tủi nhục của tôi dễ lắm sao? Ông không nghe thấy những điều tôi đã kể với ông sao? Tôi là con gái của Akechi sai. Cái đó không phải lỗi của bà. Bà đã không làm gì hết. Đó là lỗi tại tôi. Và tôi là con gái của cha tôi. Mariko định dừng lại ở đó. Nhưng nhìn lên, thấy vẻ thương xót của anh. Thái độ lo lắng và tình yêu của anh. Biết anh coi trọng sự thật như thế nào nàng đành lộ ra một vài chi tiết. Tối nay là lỗi tại tôi, an Anzin San ạ. À? Nàng nói. Nếu tôi đã khóc như ông ta mong muốn, xin tha tội như ông ta mong muốn, khúm núm kinh hãi và mơn trớn như ông ta mong muốn, giả vờ khiếp sợ, dạng chân ra như ông ta mong muốn, làm tất cả những cái trò của đàn bà mà bổn phận đòi hỏi thì ông ta sẽ trở thành một đứa trẻ con trong tay tôi, nhưng tôi đã không làm như vậy. Tại sao? Vì đó là sự trả thù của tôi, để trả đũa việc ông ta để tôi sống sau vụ phản loạn đó, để trả đũa ông ta đã bắt tôi đi xa 8 năm trời và suốt thời gian đó cứ để tôi sống. Và để trả đũa ông ta đã ra lệnh cho tôi trở lại cuộc sống và để tôi sống nàng khó nhọc ngồi lên và kéo chiếc kimono tơi tả che kín người tôi sẽ không bao giờ trao thân tôi cho ông ta nữa có một lần tôi đã tự nguyện làm vậy tuy tôi căm ghét ông ta ngay từ phút giây đầu tiên trông thấy ông ta thế thì tại sao bà lại lấy ông ta bà còn nói rằng phụ nữ ở đây có quyền từ chối kia mà rằng họ không phải lấy chồng trái với mong muốn của họ mà tôi lấy ông ta là để chiều lòng đức ông goroda và cha tôi tôi còn trẻ quá nên khi ấy không biết gì về goroda nhưng nếu ông muốn biết sự thật thì goroda chính là con người tàn ác nhất đáng khinh ghét nhất xưa nay trên cõi đời này hắn đã đẩy cha tôi đi vào phản loạn đó là sự thật đích thực goroda nàng nói như nhổ cái tên đó ra khỏi miệng không có hắn tất cả chúng tôi vẫn còn sống và được trọng vọng tôi cầu chúa cho goroda bị giam vào hỏa ngục muôn đời muôn kiếp nàng cử động thận trọng tìm cách làm cho người đỡ đau đớn giữa chồng tôi và tôi chỉ có sự căm thù mà thôi đó là ca ma của chúng tôi ông ấy cho phép tôi đi vào chỗ chết thì tôi chết dễ dàng biết bao Thế tại sao ông ta không để cho bà đi Ly dị bà Thậm chí là cho phép bà làm cái việc mà bà muốn Bởi vì ông ta là đàn ông Một cơn đau dội lên Và nàng nhăn mặt Bởi lét thon quỳ xuống bên cạnh nàng Đỡ nàng trong vòng tay Nàng đẩy anh ra Gắng gượng nén đau Fujiko đứng ở ngưỡng cửa Cố giữ thái độ bình tĩnh nhìn họ Tôi không sao cả Anjin San xin ông hãy để tôi một mình. Ông không làm thế được, ông cần phải thận trọng. Tôi, tôi không sợ ông ta. Mariko mệt mỏi vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống mắt và chăm chú nhìn lên. Tại sao không để Anjin San đi gặp số kiếp, Kama, của ông ta? Mariko tự hỏi. Ông ấy không phải người của thế giới chúng ta, Buntaro sẽ giết chết ông ấy một cách rất dễ dàng. Cho đến nay, chỉ có sự bảo vệ của đích thân Toranaga mới che chở được cho ông ta. Iabu, Omi, Naga, Buntaro có thể dễ dàng khiêu khích bất cứ ai trong bọn họ để giết ông ta. Ông ta từ khi tới đây chỉ toàn gây sự rắc rối, nách, kể cả các kiến thức của ông ta cũng vậy, cũng chỉ gây ra sự rắc rối naga nói đúng al có thể hủy diệt thế giới chúng ta nếu không giam chân ông ta lại nếu buntaro biết sự thật thì sao hay toranaga về chuyện ân ái đêm ấy bác điên à đêm đầu tiên ấy fujiko đã nói như vậy không vậy tại sao bác lại đi thế chân tên nữ tỳ vì kê và vì vui thôi, Fujiko-san ạ, à, và vì tò mò. Nàng đã nói dối, giấu kín lý do thật. Vì chính anh đã kích thích nàng, nàng muốn anh, nàng chưa bao giờ có người yêu. Nếu không phải đêm nay thì sẽ không bao giờ nữa và phải là Anjin-san và chỉ Anjin-san thôi. Cho nên, nàng đã đến với anh, đã cảm thấy sung sướng rồi hôm qua khi chiếc ga lê tới fujiko đã nói riêng với nàng nếu bác biết chồng còn sống thì đêm ấy bác có đi không không tất nhiên là không rồi và nàng đã nói dối nhưng bây giờ bác sẽ nói lại cho buntaro biết chứ nết về cái chuyện chăn gối với an đấy. san ấy tại sao lại phải nói chứ cháu nghĩ có thể kế hoạch của bác là như vậy nếu bác nói lại với Bundaro Sama vào đúng lúc thì cơn cuồng nộ của bác cháu sẽ nổ ra và bác sẽ hài lòng được chết trước khi bác cháu tỉnh ra biết mình đã làm gì. Không, Fujiko-san, ông ta sẽ không bao giờ giết bác, bất luận là thế nào. Ông ta sẽ đem bác cho bọn Eta nếu ông ta có đủ lý do, nhưng ông ta không bao giờ giết bác ngoại tình với anjin san như thế là không đủ sao ồ đủ chứ chuyện gì sẽ xảy ra với con trai bác nó sẽ thừa kế sự ô nhục của bác nếu bác bị làm nhục Nết. nếu bác nghĩ buntaro sama có ý nghi ngờ chuyện đã xảy ra thì bác cho cháu biết nhé cháu là nàng hầu của anjin san bổn phận của cháu là phải bảo vệ ông ấy phải fujiko ạ à bổn phận của cháu là như vậy Mariko khi ấy nghĩ thầm Và do đó Cháu có đủ lý do để công khai trả thù Kẻ đã buộc tội cha cháu Một việc mà cháu khao khát mong đợi Nhưng xin lỗi Rất tiếc cha cháu lại đúng là một kẻ hèn nhát Tội nghiệp cho Fujiko Hiromatsu có mặt ở đấy Nếu không thì giờ đây Cha cháu vẫn sống Và Buntaro thì chết rồi và buntaro bị họ căm ghét còn hơn họ khinh bỉ cha cháu nhiều ngay những thanh gươm mà cháu quý như thế chúng đã không được ban tặng như một phần thưởng vinh dự trong chiến đấu mà là mua của một samurai bị thương rất tiếc chúng ta sẽ không bao giờ nói cho cháu biết những chuyện đó mặc dù là sự thật Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Stogun của nhà văn Mỹ James Cervell. Cuộc rượu kéo dài suốt đêm, Buntaro bắt đầu say và bắt Mariko phải ngồi nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng thuyết phục ông ta nên nghỉ ngơi. Cả Blackthorn cũng nói thế, nhưng Buntaro không nghe. Buntaro liên tục đặt ra những câu hỏi về đời tư của Mariko, về chồng nàng. Mariko buộc phải trả lời một cách nhã nhặn nhưng trong lòng nàng rất bực bội. Blackthorn tỏ ý phản đối, anh bỏ ra ngoài và lao xuống hồ bơi. Sau một tiếng bơi, cảm thấy dễ chịu hơn, anh về nhà. Nhưng Buntaro vẫn còn nói chuyện với Mariko. Blackthorn vô cùng tức giận, tay anh đã lăm lăm khẩu súng, nhưng Fujiko xuất hiện ngăn lại sự nóng giận của anh. Fujiko van xin Blackthorn đừng manh động. Anh im lặng và đứng chờ ngoài cửa, trong tay vẫn khư khư khẩu súng. Anh căm ghét kẻ hống hách ngang ngược Buntaro. Trong khi đó, Mariko vẫn nhẫn nại tiếp chuyện bằng một thái độ khiêm nhường và khôn khéo. Cuối cùng, Buntaro cũng đứng dậy, ra về. Thái độ ung dung, ông ta cúi chào Blackthorn đang đứng ngoài cửa. Blackthorn đành phải cúi đầu chào lại một cách miễn cưỡng. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Stogun của nhà văn Mỹ James Cavell. Bản dịch của Ngô Vinh Viễn và Bùi Phụng qua sự thể hiện của giọng đọc Hải Yến. Rồi hôm qua khi chiếc ga lê tới Fujiko đã nói riêng với Mariko: Nếu bác biết chồng bác là Buntaro còn sống, thì đêm ấy bác có sang ngủ với Blackthorn không? Không, tất nhiên là không rồi. Nàng đã nói dối như vậy. Nhưng bây giờ bác sẽ nói lại với Buntaro biết chứ, Nick? Về cái chuyện chăn gối với Anjinsan ấy. Tại sao lại phải nói? Nhỉ? Cháu nghĩ có thể kế hoạch của bác là như vậy nếu bác nói lại với Buntaro Sama vào đúng lúc thì cơn cuồng nộ của bác cháu sẽ nổ ra và bác sẽ hài lòng được chết trước khi bác cháu tỉnh ra biết mình đã làm gì. Ồ không, Fujiko-san, ông ta sẽ không bao giờ giết bác, bất luận là thế nào. Ông ta sẽ đem bác cho bọn Eta nếu ông ta có đủ lý do, nhưng ông ta không bao giờ giết bác ngoại tình với An Jin San như thế là không đủ sao ồ đủ chứ thế chuyện gì sẽ xảy ra với con trai bác nó sẽ thừa kế sự ô nhục của bác nếu bác bị làm nhục nếch. nếu bác nghĩ buntaro sama có ý nghi ngờ chuyện đã xảy ra thì bác cho cháu biết nhé cháu là nàng hầu của An Jin San, bổn phận của cháu là phải bảo vệ ông ấy phải fujiko ạ à? bổn phận của cháu là như vậy. Mariko khi ấy nghĩ thầm. Và do đó, cháu có đủ lý do để công khai trả thù kẻ đã buộc tội cha cháu. Một việc mà cháu khao khát mong đợi. Nhưng xin lỗi, rất tiếc cha cháu lại đúng là một kẻ hèn nhát tội nghiệp cho Fujiko. Hiromatsu có mặt ở đấy. Nếu không thì giờ đây cha cháu vẫn còn sống và Buntaro thì đã chết rồi vì Buntaro bị họ căm ghét còn hơn họ khinh bỉ cha cháu nhiều. Ngay những thanh gươm mà cháu quý như thế, chúng đã không được ban tặng như một phần thưởng binh dự trong chiến đấu, mà là mua của một samurai bị thương. Rất tiếc, nhưng ta sẽ không bao giờ nói cho cháu biết những chuyện đó, mặc dù đó là sự thật. Tôi, tôi không sợ ông ta, Blackthorn lại nói. Tôi biết, nàng nói, cơn đau lại dội lên. Nhưng tôi xin ông, tôi van ông, hãy sợ ông ta vì tôi đi. Blackthorn đi ra cửa. Buntaro đứng đợi anh cách đó một trăm bước, ở giữa con đường mòn dẫn xuống làng. Người hắn to bè bè lù lù và trông dữ dằn. Tên vệ sĩ đứng cạnh hắn. Lúc ấy là một buổi bình minh u ám. Thuyền đánh cá đã hoạt động ở những chỗ nông biển lặng. Blackthorn nhìn thấy Buntaro cầm cây cung lỏng lẻo trong tay, thấy những thanh gươm của hắn và những thanh gươm của vệ sĩ. Buntaro đứng hơi lắc lư và anh thầm hy vọng hắn sẽ không nhằm chúng. Do đó, cho anh có thời gian lại gần vừa tầm súng. Bên cạnh con đường mòn không có chỗ nào để ẩn nấp. Chẳng cần gì nữa, anh kéo cò cả hai khẩu súng ngắn và xông tới mẹ kiếp chẳng phải ẩn đấp gì hết anh nghĩ trong cơn khát máu làm mờ hết mọi ý nghĩ đồng thời vẫn biết việc anh đang làm là điên rồ rằng anh không có lấy một chút hy vọng gì chống lại hai tên samurai hoặc chiếc cung có tầm bắn xa rằng anh không có bất cứ quyền gì để can thiệp khi ấy anh đang còn ở ngoài tầm súng ngắn Buntaro bỗng cúi dạp đầu chào. Tên vệ sĩ cũng chào theo. Blackthorn đứng sững lại, cảm thấy có cạm bẫy gì đây. Anh nhìn quanh, nhưng gần đó không có một ai. Như trong một giấc mơ, anh nhìn thấy Buntaro nặng nề quỳ xuống, đẩy cây cung sang một bên. Hai bàn tay áp lên mặt đất, cúi chào anh như một nông dân chào lãnh chúa của mình. Và tên vệ sĩ cũng làm y như thế. Blackthorn chân chân nhìn họ, sừng sốt. Khi anh chắc chắn mắt mình không nhìn nhầm, anh từ từ đi tới. Súng sẵn sàng, nhưng không nâng cao ngang tầm, chờ đợi một sự phản trắc Đến tầm bắn dễ dàng, anh đứng lại. Buntaro vẫn không nhúc nhích. Theo tục lệ, anh cũng phải quỳ xuống, chào đáp lễ bởi vì họ bằng vai bằng vế hoặc gần như thế. Nhưng anh không hiểu được tại sao lại phải có một nghi lễ trịnh trọng không thể tưởng tượng nổi trong một tình huống như thế này, khi máu sẽ đổ ra. Đứng lên, đồ chó đẻ. Bởi Lacton sẵn sàng bóp cò cả hai khẩu súng. Buntaro không nói gì cả, không làm gì cả, vẫn cúi dạp đầu, hai bàn tay áp lên mặt đất. Lưng áo kimono của hắn ướt đẫm mồ hôi. Nan ra! Black cố tình dùng cách hỏi có tính chất lăng nhục nhất. Cái gì thế? Anh muốn nhử cho Buntaro đứng dậy, động thủ trước, biết rằng anh không thể bắn hắn như thế này được khi hắn đang cúi đầu xuống đất thế rồi thấy rõ mình cứ đứng sừng sững trong khi họ quỳ là lỗ mãng vô lễ và nan ra là một lời nhục mạ hầu như không thể khoan thứ được và chắc chắn là không cần thiết blackthorn đã quỳ xuống và tay vẫn nắm chắc hai khẩu súng đặt hai bàn tay lên mặt đất và cúi chào đáp lễ lại xong anh ngồi lên gót chân mình hai anh hỏi với một thái độ lễ phép gắng gượng lập tức. Buntaro bắt đầu nói lầm rầm một cách hèn hạ. Xin lỗi, về cái gì và đích xác tại sao thì Blackthorn không rõ. Anh chỉ hiểu lõm bõm được vài từ và nghe thấy nói đến từ sa kê nhiều lần. Nhưng rõ ràng đây là một lời tạ lỗi và khúm núng van xin được tha thứ. Buntaro cứ nói, nói mãi, rồi hắn dừng lại và gục đầu xuống đất. Lúc này thì cơn điên giận dữ mù quáng của Blackthorn đã tan biến. Sigata Ganai, anh nói giọng khàn khàn, có nghĩa là không thể tránh được, hoặc chẳng thể làm thế nào được, hoặc làm sao được. Anh vẫn chưa biết rõ có việc tạ lỗi này chỉ là chuyện nghi thức trước khi tiến công không? Không thể tránh được, tôi không hiểu rõ, nhưng ông đừng lo, Buntaro nhìn lên rồi ngồi dậy nói Arigato, Arigato, Anjinsan, domo gomen Nasai Shigata Ganai Blackthorn nhắc lại Và lúc này đã rõ ràng đây là tạ tội thật sự Anh cảm ơn Chúa đã cho anh cơ hội kỳ diệu để bãi bỏ cuộc quyết đấu Anh biết mình không có quyền gì cả Và anh đã hành động như một thằng điên và cách duy nhất là để giải quyết chuyện gây cấn với buntaro là phải theo luật lệ và như thế có nghĩa là toranaga nhưng tại sao lại phải tạ lỗi nhỉ anh bối rối tự hỏi hãy suy nghĩ mày cần phải học cách suy nghĩ của họ thế rồi trong đầu óc anh bật ra lời giải đáp chắc chắn vì ta là hatamoto và Buntaro khách của ta đã phá rối qua sự hài hòa của nhà ta. Do gây lên cãi lộn ẩm ý với vợ hắn trong nhà của ta, Buntaro đã sỉ nhục trong nhà ta. Do đó, hắn hoàn toàn sai trái và phải tạ lỗi dù cho hắn thành thật hay không thành thật. Giữa samurai với nhau, giữa khách và chủ, tạ lỗi là bắt buộc. Nhưng khoan, và chớ quên rằng, theo phong tục của họ, tất cả các đàn ông đều được phép say, đều thỉnh thoảng phải say. Và khi đã say, thì trong phạm vi phải chăng, họ không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chớ quên rằng, không hề có chuyện mất thể diện nếu say bí tỉ. Hãy nhớ lại Mariko và Toranaga đã tỏ ra thản nhiên như thế nào trên ga lê khi ta say bất tỉnh nhân sự. Họ chỉ thấy vui vui, buồn cười, chứ không kinh tởm như chúng ta. Với lại, chẳng phải thật sự chính ta mới đáng trách sao? Chẳng phải chính ta đã khơi ra cái chuyện đấu rượu đó sao? Chẳng phải chính ta thách thức đó sao? Anh nói to. "Phải. Nandemka Anjinzan." Butaro hỏi, hai mắt vằn đỏ lên. Blackthorn nói, "Không có gì cả, chuyện đó là lỗi tại tôi." Butaro lắc đầu và nói, không, đó chỉ là lỗi riêng hắn, và hắn lại cúi chào xin lỗi một lần nữa. Sa kê, nói một cách dứt khoát và nhún vai. Sigata ganai sa kê. Buntaro cúi chào và cảm ơn anh lần nữa. Blackthorn cảm ơn, rồi đứng dậy. Buntaro đứng dậy theo, rồi đến lượt tên vệ sĩ. Cả hai lại cúi chào anh một lần nữa, Blackthorn lại đáp lễ lại. Cuối cùng, Buntaro quay gót và lào đảo bước đi. Blackthorn đợi cho đến khi hắn ra khỏi tầm tên bắn, tự hỏi không biết hắn có say thật như hắn tỏ ra bề ngoài không, rồi anh quay về nhà mình. Fujiko đứng trên hiên, vẫn lại trong cái vỏ lễ phép tươi cười của cô. Thật sự cô đang nghĩ gì vậy, anh tự hỏi khi chào cô và được cô chào đón. Cửa buồng của Mariko đóng kín. Nữ tỳ của nàng đứng bên cạnh cửa. Mariko San, anh gọi. Vâng, thưa Anjin San. Anh đợi, nhưng cửa vẫn đóng im ỉm. Bà có sao không? Tốt thôi, tôi cảm ơn ông. Anh nghe tiếng nàng hắng giọng, rồi giọng nói yếu ớt lại tiếp. Fujiko đã cho người báo tin cho Iyabusan và Đức ông Toranaga là hôm nay tôi mệt, không thể làm thông ngôn được. Bà nên gọi thầy thuốc xem thế nào. Ồ, cảm ơn ông, nhưng Sugo là được rồi. Tôi đã cho người đi gọi ông ta. Tôi đã tôi chỉ bị trẹo bên hông thôi, thật sự là tôi không sao cả, ông không phải lo lắng gì hết. À, tôi có biết chút ít về ngành y bà không ho ra máu đấy chứ? Ồ không, tôi trượt ngã lên đập má xuống sàn, thật tình là tôi hoàn toàn không làm sao cả. Im lặng một lát, anh nói. Buntaro đã xin lỗi. Vâng, Fujiko đứng ở cổng có trông thấy. Tôi xin cảm ơn ông đã chấp nhận lời tạ lỗi của ông ấy, cảm ơn ông Anjin-san. Tôi rất lấy làm buồn và đã làm phiền ông, thật không thể tha thứ được cho sự hài hòa xin ông nhận cho cả lời tạ tội của tôi nữa lẽ ra tôi không bao giờ được để cho cái miệng tôi tự do nói năng bừa bãi thật là hết sức vô lễ xin ông hãy thứ lỗi cho cả tôi nữa cuộc cãi lộn là do lỗi của tôi xin ông nhận cho lời tạ tội của tôi bà xin lỗi vì bà đã bị đánh à không vì tôi đã không tuân lời chồng tôi vì đã không giúp ông ấy ngủ ngon yên lành, đã thiếu sót đối với ông ấy và với chủ nhà của tôi, và cũng vì những điều tôi đã nói. Bà chắc chắn là tôi không thể làm gì được sao? Ồ, không có gì đâu. Không, cảm ơn ông An Zin San, chỉ hết hôm nay thôi. Nhưng tám ngày sau đó, Blackthorn gặp nàng. Nagasan, cha rủ con đi săn chứ không phải là để nhắc lại những quan điểm cha đã nghe rồi toranaga nói thưa phụ thân một lần nữa con xin người hãy ngưng mọi chuyện luyện tập cấm súng thủ tiêu tên rợ tuyên bố cuộc thử nghiệm thất bại và chấm dứt cái trò tà dâm này đi ạ không lần cuối cùng trên bàn tay đi găng của toranaga con chim ưng có mũ chùm đầu cựa quậy một cách khó chịu Trước sự ham dọa bốn xa lạ trong giọng nói của chủ nó, nó giết lên bực tức. Họ ở trong bụi cây, những người xua thú và những người gác ở ngoài tầm tay. Trời oi ả à ẩm ướt và đầy mây. Cầm naga nhô ra. Được lắm, nhưng nhiệm vụ của con vẫn là phải nhắc nhở phụ thân rằng, tại đây, người đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Và với sự lễ độ cần có một lần nữa lần cuối cùng đòi phụ thân rời algiro ngay hôm nay không cũng là lần cuối cùng vậy thì phụ thân hãy chém đầu con đi ta đã có đầu của ngươi rồi vậy thì hãy lấy nó ngay trong ngày hôm nay ngay bây giờ hoặc để con tự kết liễu đời mình bởi vì phụ thân không nghe những lời khuyên phải hãy học kiên nhẫn hỡi kẻ hợm mình. Làm sao con có thể kiên nhẫn được khi con thấy phụ thân đang tự tàn phá mình? Nhiệm vụ của con là phải chỉ ra cho phụ thân rằng người đang tiêu phí thì giờ. Đi săn ở đây trong khi kẻ thù của người đang kéo sụp cả một thế giới xuống người. Ngày mai, các quan nhiếp chính sẽ họp. Bốn phần năm tổng số các đai miêu Nhật Bản hoặc đã đến Osaka hoặc đang trên đường tới đó Phụ thân là người quan trọng duy nhất từ chối. Giờ đây, phụ thân sẽ bị kết tội. Không còn gì có thể cứu nổi phụ thân được. Ít nhất, phụ thân cũng phải tới Iedo, nơi được các binh đoàn bao bọc. Ở đây, người trần trụi, chúng con không thể bảo vệ người được. Chúng con chỉ có chưa đầy một nghìn người. Mà phải chăng, Yabusan đã động viên cả Izu? Ông ta có hơn tám nghìn người trong vòng hai mươi lý, sáu nghìn nữa ở biên giới. Phụ thân đã biết, do thám nói, ông ta có một hạm đội ở phương Bắc để nhận chìm phụ thân nếu người tìm cách trốn bằng ga lê. Phụ thân lại là tù nhân của ông ta, phụ thân không nhận thấy điều đó sao? Chỉ một con chim đưa thư của Isido tới Iabu có thể tiêu diệt phụ thân bất cứ khi nào ông ta muốn. Làm sao phụ thân biết ông ta không bày mưu phản bội cùng với Isido chứ? ta à, chắc ông ta đang cân nhắc điều đó nếu ta là ông ấy ta cũng sẽ làm như vậy còn con thế nào không con sẽ không làm vậy thì ngươi sắp chết và điều ấy là hoàn toàn đúng cả gia đình ngươi tộc hệ ngươi tất cả chư hầu của ngươi và như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ được ngươi là một thằng điên ngu ngốc và hung hăng ngươi không dùng đầu óc của ngươi không nghe không học ngươi không biết bẻ cái lưỡi cái tính tình ngươi ngươi để cho mình bị cuốn đi một cách trẻ con nhất và tin rằng mọi cái đều có thể giải quyết được bằng lưỡi kiếm của ngươi lý do duy nhất ta không lấy cái đầu ngu ngốc của nhà ngươi hoặc để ngươi kết thúc cuộc đời vô giá trị của ngươi bởi vì ngươi còn trẻ và ta vẫn thường nghĩ ngươi cũng có một vài khả năng những sai lầm của ngươi không có ác tâm trong con người của ngươi không có sự lừa gạt, và lòng trung thành của nhà ngươi là không còn nghi ngờ gì. Nhưng nếu ngươi không nhanh chóng học kiên nhẫn và kỷ luật tự giác, ta sẽ tước danh hiệu Samurai của nhà ngươi, đồng thời ra lệnh cho ngươi và tất cả dòng giống nhà ngươi làm giai cấp nông dân. Nắm tay phải của Tonaga đấm vào yên ngựa, làm con chim ưng buông một tiếng kêu sợ hãi và chói tai ngươi có hiểu không naga choáng váng suốt đời chưa bao giờ naga thấy bố mình hét lên vì tức giận hay nổi nóng hoặc ngay người ta nói ông làm như thế nhiều lần anh từng thấy miệng lưỡi cay độc của ông nhưng điều đó có thể biện minh được naga biết mình làm nhiều điều sai lầm nhưng cha anh luôn luôn xoay chuyển để những điều anh làm dường như không còn ngu ngốc như lúc đầu nữa ví dụ như khi Toranaga nói cho anh biết anh đã rơi vào cạm bẫy của Omi hoặc Iabu về Joden, Naga đã được ngăn lại, không cho lao đi để giết cả hai tên đó. Nhưng Toranaga đã ra lệnh cho những cận vệ riêng của ông đổ nước lạnh vào Naga cho đến khi anh biết điều hơn. Ông đã giải thích một cách bình tĩnh là anh, Naga đã giúp đỡ cha mình hết sức to lớn bằng cách vô hiệu hóa sự đe dọa của đen. nhưng giá như mà con biết được con đã bị lái vào một hành động như vậy thì tốt hơn hãy kiên nhẫn con trai của ta có kiên nhẫn là có tất cả toranaga đã khuyên naga như vậy chẳng bao lâu con sẽ có thể lái được họ điều con làm là rất tốt nhưng con phải học để lập luận cái gì đó có ở trong đầu của một người đàn ông nếu con muốn có ích cho chính con hoặc chúa công của mình. Ta cần những người lãnh đạo, còn những kẻ cuồng tín thì đã đủ rồi. Cha anh bao giờ cũng hợp tình hợp lý và khoan dung. Nhưng hôm nay... Naga nhảy xuống ngựa và quỳ mọp xin phụ thân tha thứ cho con con không bao giờ có ý làm phụ thân phật ý bởi vì con mê dại vì lo lắng cho sự an toàn của phụ thân xin tha thứ cho con đã xáo trộn sự hài hòa câm mồm toranaga giống lên làm cho con ngựa của ông nhảy tạt sang một bên mất thăng bằng con chim ưng bắt đầu bay giật lên nhảy ra khỏi nắm tay ông cánh đập loạn xạ bật lên những tiếng kêu chói tai bực bội vì sự kích động khác lạ chung quanh nó nào cưng nào toranaga cố gắng an ủi nó một cách tuyệt vọng đồng thời cố kìm con ngựa lồng naga đã nhảy lên giữ đầu ngựa anh nắm dây cương và giữ được con ngựa khỏi nhảy dựng lên con chim ưng kêu thét điên cuồng cuối cùng nó miễn cưỡng đỗ lại trên bao tay một cách thành thục của toranaga chân được buộc chắc bằng dây da nhưng đôi cánh nó vẫn run rẩy sợ hãi chuông ở chân vẫn rung lên nó rít lên một lần cuối nào cưng nào tất cả đều tốt đẹp mà toranaga nói đựng trong khi mặt ông vẫn còn bừng bừng lửa giận rồi ông quay sang naga vì con chim ưng mà cố giữ cho giọng nói khỏi bùng lên. Nếu hôm nay, ngươi làm hỏng mất tâm trạng của nó, ta sẽ... Vừa lúc đó, tiếng một người xua dã thú hú lên báo hiệu. Ngay lập tức, Toranaga lấy tay phải bỏ chiếc mũ chùm đầu chim ra, cho nó một phút để làm quen với cảnh vật xung quanh rồi tung nó lên. Con chim ưng cánh dài, loài nhập nội, tên là Tetsuko, nàng thép. Nó bay vút lên, lượn vòng trên đầu Toranaga, cách xa 600 phút, đợi con mồi. Nỗi sợ hãi bị lãng quên đi, rồi quay về phía hẻm núi. Nó trông thấy đàn chó được đưa đến và bầy gà lôi đập cánh loạn xạ. Nó nhắm con mồi, nghiêng đi rồi xà xuống. Hai cánh khép lại nhào vào không thương xót. Móng vuốt của nó sẵn sàng xé thịt nó lao xuống, nhưng con chĩ trống già to gấp hai lần nó trượt sang một bên kinh hoàng lao như tên bắn vào chỗ an toàn của một bãi cây nhỏ cách đó hai trăm bước. Tetsuko quay lại giang rộng cánh lao đầu đuổi theo con mồi. nó tăng tốc độ cao rồi một lần nữa bay thẳng đứng phía trên con chĩ. nó lại xà xuống quật một cách hung bạo và lại trượt mồi một lần nữa. Toranaga hò reo khuyến khích, báo sự nguy hiểm trước mặt, quên khuấy cả Naga. Cánh đập điên loạn, con chỉ lùi vào tìm chỗ nấp ở cây. Con chim ưng lại lượn vòng bên trên, lao xuống vồ, nhưng đã quá muộn. Con chỉ quỷ quyệt đã biến mất. Bất chấp sự an toàn, con chim ưng lách qua lá cành, hung hăng tìm nạn nhân của nó, rồi chấn tĩnh lại và vút lên không một lần nữa, nó rít lên giận dữ bay trên bụi cây lúc đó đàn trĩ ùa đi chạy sát mặt đất tìm chỗ nấp. chúng lao từ chỗ này sang chỗ khác khôn ngoan theo đường vòng của đất tetsuko nhằm một con cụp cánh vào rơi xuống như là một tảng đá lần này nó không trượt bằng một cái móc từ móng bút phía sau nó bẻ gãy cổ con trĩ con vật nằm bẹp xuống đất trong mớ lông tung tóe nhưng con chim ưng không theo con vật bị giết, quáp lấy nó hoặc dẫm lên mà bay vút lên trời, độ cao cứ tăng lên mãi. Toranaga lo ngại lôi mồi nhự ra, tung lên phía trên đầu mình. Đó là một con chim nhỏ đã chết, buộc vào sợi dây thừng. Nhưng Tetsuko không bị nhự quay lại. Bây giờ, nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu trên trời. Toranaga nghĩ chắc là đã mất nó. Con chim đã quyết định bỏ ông, trở về nơi hoang dã, giết chóc theo ý thích, chứ không phải là theo ý ông. Ăn khi nó muốn ăn, chứ không phải khi ông cho nó. Và nó bay về nơi gió cuốn, nơi nó mơ mộng, không có ai là chủ và muôn đời tự do. Toranaga nhìn theo con chim ưng. Ông không buồn, chỉ hơi cô đơn. Nó là một con vật hoang. Và Toranaga như tất cả những người nuôi chim ưng khác. Ông biết mình chỉ là người chủ tạm thời trên mặt đất. Ông đã trèo lên đỉnh núi Itakone một mình, bắt nó ở tổ khi nó còn là một chú chim non. Ông đã huấn luyện nâng niu và tạo dịp cho nó giết con mồi đầu tiên. Giờ đây ông hầu như không nhìn thấy nó bay lượn trên không, cưỡi trên vùng ấm nóng thật huy hoàng và ông ao ước nhói lòng rằng mình cũng có thể cưỡi trên thiên cung lánh sai những điều tội lỗi của mặt đất thế rồi con chị già tự nhiên ra khỏi lùm cây nhởn nhơ ăn một lần nữa và từ trên trời cao tetsuku lao thẳng xuống một vũ khí của tử thần thuôn nhỏ xíu móng vuốt của nó sẵn sàng bổ một đòn trí mạng con trị trống chết ngay, lông bắn tung tóe. Nhưng con chim ưng vẫn bám chặt lấy, đôi cánh nó quạt mạnh, rồi nó khép cánh lại, dẫm chân lên con vật vừa bị giết. Nó giữ con vật trong móng vuốt của mình, bắt đầu dùng mỏ để mổ. Nhưng trước khi nó kịp ăn thịt, Toranaga đã phi ngựa tới. Con chim ưng ngừng lại, lơ đáng, đôi mắt nâu tàn nhẫn viền những đường da gốc mỏ màu vàng nhìn ông xuống ngựa ta lắng nghe những lời ca ngợi êm ái về tài năng và lòng dũng cảm của nó thế rồi vì nó đói và ông là người cho thức ăn và cũng bởi ông kiên nhẫn không làm những cử động đột ngột mà quỳ xuống nhẹ nhàng nó cho phép ông đến gần toranaga dịu dàng khen ngợi nó ông rút con dao săn và bổ đôi đầu con chĩ để cho tetsuko ăn óc khi nó bắt đầu ăn cái món cao lương mỹ vị đó theo sở thích của ông toranaga chặt đầu con chĩ con chim ưng nhảy lên tay ông nơi nó vẫn thường được cho ăn như vậy toranaga không ngớt lời khen ngợi khi nó đã ăn hết ông ca tụng nó không chán con chim ưng nhảy lên nhảy xuống kêu rít vẻ hài lòng sung sướng được an toàn trở lại trên cánh tay ông một lần nữa nơi nó có thể ăn bởi vì tất nhiên từ khi nó được đưa ra khỏi lồng nắm tay là nơi duy nhất nó được phép ăn đích thân toranaga cho nó ăn nó bắt đầu trang điểm lại sẵn sàng lao vào cuộc giết chóc mới Blackthorn sẵn sàng cho một cuộc quyết đấu sinh tử với Buntaro vì hắn đã đánh Mariko. Thế nhưng, anh kinh ngạc khi thấy Buntaro và vệ sĩ của hắn lại quỳ xuống làm nghi lễ xin lỗi với mình. Dù không biết lý do tại sao hắn lại làm vậy, nhưng Blackthorn cũng quỳ xuống để đáp lễ và chấp nhận lời xin lỗi của Buntaro. Trong lúc này, Toranaga đang đi săn cùng con trai là Naga. Naga van xin cha hãy rời khỏi Anjuro để quay trở lại Yedo. Naga thấy cha mình tiêu phí thời gian vào những việc vô bổ trong lúc kẻ thù của ông đang tranh thủ tạo dựng thế lực. Toranaga giận dữ mắng con trai phải biết kiên nhẫn và vâng theo mệnh lệnh. Naga sợ hãi khi chưa bao giờ thấy cha nổi giận với mình như vậy. Cơn giận dữ của Toranaga nguê ngoai phần nào khi cuộc đi săn bắt đầu. Bây giờ, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Clavell qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Vì Tetsuko hôm nay đã bay rất giỏi, Toranaga quyết định không cho nó bay tiếp nữa để cho nó ăn. Ông cho nó một con chim nhỏ đã vặt lông sẵn và bổ ra cho nó. Khi nó ăn được một nửa, ông chùm cái mũ lên đầu nó. Nó vẫn tiếp tục ăn một cách hài lòng qua cái mũ. Khi nó ăn xong và lại bắt đầu tỉa tót, ông cầm con trĩ lên, bỏ vào túi săn và ra hiệu cho người nuôi chim ưng đã trực sẵn cùng với những người xua dã thú. Họ say mê bàn tán về cuộc săn tuyệt vời và đếm những túi săn. Có một con thỏ, một đôi chim cun cút và một con trĩ trống. Toranaga cho người nuôi chim ưng và những người xua dã thú lui cùng tất cả chim ưng. Các cận vệ của ông đợi dưới đồi. Bây giờ, ông chú ý tới Naga. Sao? Naga quỳ bên cạnh ngựa, đầu cúi thấp. Những điều đại nhân nói về con là hoàn toàn đúng. Con xin lỗi đã làm phật ý đại nhân. Chứ không phải vì đã đưa ra những lời khuyên tồi à? Con... Con xin đại nhân cho con ở với người nào có thể dạy bảo con để con không bao giờ làm như thế nữa. Con không bao giờ muốn khuyên phụ nhân những lời khuyên không hay, không bao giờ. Tốt. Mỗi ngày con sẽ dành một phần thì giờ nói chuyện với An Jin San, học những điều ông ta biết Ông ấy có thể là một trong những thầy giáo của con đấy. Ông ta ư? Đúng, ông ấy có thể dạy cho con một chút kỷ luật và nếu có thể xuyên qua được cái tảng đá bịt tai khiến con không nghe được, chắc chắn con sẽ học được những điều có giá trị với con. Con cũng có thể học được đôi điều có giá trị đối với ta. Naga ủ rũ cúi nhìn xuống đất ta muốn con biết tất cả những điều ông ấy biết về súng đại bác và nghệ thuật chiến tranh con sẽ trở thành chuyên gia của ta phải và ta muốn con trở thành người có chuyên môn naga không nói gì và ta muốn con trở thành bạn của ông ấy nữa làm thế nào con có thể làm được như vậy thưa đại nhân tại sao ngươi không nghĩ ra được một cách tại sao ngươi không dùng cái đầu của ngươi vâng con sẽ cố gắng. Con xin thề là sẽ cố gắng. Ta muốn con còn phải làm hơn thế nữa. Con được lệnh phải thành công. Hãy dùng lòng từ thiện cơ đốc giáo. Lẽ ra, con đã phải học đủ để làm điều đó rồi. Nách. Naga cau mặt. Không thể nào học được dù con đã cố gắng đến mấy. Đó là sự thật. Tất cả những điều Thư Xúc San nói là giáo điều là phi lý nó làm cho bất cứ ai cũng phải lộn mửa cơ đốc giáo là cho nông dân chứ không phải là samurai không được lấy quá một người đàn bà và hành động những điều ngu ngốc khác lúc ấy con đã tuân theo lời cha bây giờ con cũng sẽ tuân theo lời cha con luôn luôn tuân lời thưa đại nhân tại sao không để cho con cứ làm những điều con có thể làm con sẽ trở thành người theo đạo cơ đốc nếu đó là điều cha muốn nhưng con không thể tin được, vì đó như là... Con xin lỗi đã nói điều đó, con sẽ trở thành bạn của An Jin San, con sẽ... Tốt, và hãy nhớ, ông ấy xứng đáng gấp 20.000 lần trọng lượng lụa là của ông ấy, và ông ấy có nhiều tri thức hơn cả con có trong 20 cuộc đời đấy. Naga tự kiềm chế và gật đầu đồng ý đúng như bổn phận. Tốt, còn sẽ thống lĩnh hai tiểu đoàn, Omisan 2, còn một tiểu đoàn dự trữ dưới quyền của Buntaro. Còn bốn tiểu đoàn nữa thưa đại nhân. Chúng ta chưa có đủ súng cho họ, đó là một đòn nghi binh để đánh lạc hướng Yabu. Thưa đại nhân, đó chính là cái cớ để đưa một nghìn người nữa đến đây. Có phải ngày mai họ đến đây không? Với hai nghìn người, ta có thể giữ Anjiro và trốn nếu cần. Next. Nhưng Yabusan có thể... Naga cố kìm lời bình luận. Anh biết chắc chắn một lần nữa mình sẽ phạm sai lầm trong nhận định. Tại sao con lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Anh cay đắng hỏi. Tại sao con lại không thể nhìn được những điều như phụ nhân hay như Sudarasan? Con muốn giúp đỡ, muốn có ích, con không muốn lúc nào cũng làm phật ý phụ nhân. Vậy thì hãy học kiên nhẫn con trai tả phải uốn tính nết của mình thời gian của con cũng sẽ đến sớm thôi trình đại nhân toranaga đột nhiên mệt mỏi vì đã kiên nhẫn ông nhìn lên trời cha nghĩ cha phải ngủ một chút thôi lập tức naga tháo yên và chăn ngựa trải lên cỏ làm giường của samurai toranaga cảm ơn và nhìn anh cắt gác. Khi ông đã chắc tất cả mọi thứ đều đúng và an toàn, ông nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng ông không muốn ngủ, mà chỉ muốn suy nghĩ. Ông biết mình nổi nóng là một dấu hiệu xấu. Thật là may, điều đó chỉ xảy ra trước mặt Naga. Nó không biết gì khác cả, ông tự nhủ. Nếu gần Omi hoặc Kiabu, hẳn họ đã nhận ra ông đã cuồng lên vì lo lắng một sự hiểu biết như vậy sẽ thúc đẩy họ đến chỗ phản bội. Lần này, người may đó, Tetsuko đã lập lại sự cân bằng. Nếu không có nó, thì có thể ngươi đã để cho người khác thấy được sự giận dữ của mình, và như vậy thật là điên rồ. Nó bay thật đẹp, hãy học nó. Naga phải được đối xử như một con chim ưng. Nó chẳng đã kêu thét lên và nổi giận như những người tốt nhất đó sao vấn đề duy nhất của naga là nó bay lầm chỗ chỗ của nó là chiến trận và cái chết thình lình nó sắp sửa được điều đó nỗi lo ngại của toranaga bắt đầu trở lại cái gì đang xảy ra ở osaka ta đã tính toán hết sức sai lầm về các daimyo ai chấp nhận ai từ chối sự triệu tập Tại sao ta lại không nghe thấy? Ta đã bị phản bội ư? Có quá nhiều nguy hiểm chung quanh ta. Thế còn Anzin San? Ông ta cũng là con chim ưng. Nhưng ông ta không dã rời như Iabu và Mariko nói đâu. Con mồi của ông ta là gì? Mồi của ông ta là tàu đen, thuyền trưởng Rodriguez và tên hạm trưởng nhỏ con xấu xí. Con người sẽ không tồn tại lâu trên mặt đất này. Tất cả những thầy tu áo đen, những thầy tu lông lá, có mùi, tất cả những người Bồ Đào Nha, tất cả Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể họ là ai, những người Islam, bất kể họ là ai, không quên Omi, Iabu, Buntaro, Isido và ta nữa. Toranaga trở bình cho thoải mái hơn và mỉm cười một mình. Nhưng An Jin San không phải là một con chim ưng cánh dài, một con diều hâu để mình thả bay cao trên đầu để chộp một con vật bị săn nào đó. Ông ta giống như một con diều hâu cánh ngắn hơn, một con diều hâu buộc vào nắm tay mình, thả trực tiếp từ tay để diệt bất kỳ một cái gì đang chuyển động. Có lẽ nó là con chim ó, sẽ lao vào con đa đa, chuột, mèo, chó dê gà sáo sậu quạ hoặc con thỏ nặng gấp ba lần nó lao vào chúng với một tốc độ ngắn nhưng khủng khiếp giết chúng bằng một nhát bổ bằng móng vuốt con diều hâu ghét cái mũ chùm đầu và không chấp nhận nó chỉ ngồi trên cổ tay mình kiêu ngạo nguy hiểm tự mãn không xót thương mắt vàng một người bạn tốt và khó tính khó nết nếu bị chạm nọc phải. An San là con chim ưng cánh ngắn. Mình sẽ thả cho nó lao vào ai? Omi? Chưa. Yabu? Chưa. Hay Buntaro? Tại sao An San lại cầm súng đi sau Buntaro? Vì Mariko à? Tất nhiên. Nhưng họ đã chung chăn chung gối chưa? Họ có rất nhiều cơ hội mà. Ta nghĩ là rồi nhiều, nàng đã nói hôm đầu tiên. Tốt, chuyện chăn gối chẳng có gì sai trái. Buntaro kể như đã chết, miễn đó là điều bí mật mãi mãi. Nhưng Anjin San thật ngu ngốc, mất mát quá nhiều đối với vợ của một người khác. Phải chăng lúc nào cũng có hàng nghìn người khác tự do không ràng buộc, cũng đẹp như thế, cũng nhỏ hoặc lớn như thế, cũng thanh tú hoặc cao sang như thế? hoặc gì gì nữa mà không thuộc về ai hết. Ông ta hành động như một kẻ man rợ ngu ngốc. Hãy nhớ lại Rodrigo Anzin. Phải chăng ông ta thách đấu và giết chết một rợ khác theo phong tục của họ chỉ để lấy con gái một thương nhân tầm thường ở Nagasaki? Phải chăng Taiko đã để mặc cuộc giết chóc ấy trái với lời khuyên của ta bởi vì đó chỉ là cái chết của một tên rợ, chứ không phải là một người trong chúng ta. Thật ngu ngốc. Có hai luật pháp. Một là cho chúng ta, và một là cho họ. lý ra chỉ có một. Phải, có một luật pháp mà thôi. Không, ta sẽ không thả Anjin San lao vào Buntaro. Ta cần cái thằng ngu đó. Nhưng Anjin San và Mariko có chung chăn gối hay không? Ta cũng hy vọng chuyện này không bao giờ đến tai Buntaro. Nếu vậy, thì ta sẽ phải nhanh chóng giết Buntaro, bởi vì không một sức mạnh nào trên mặt đất này có thể ngăn được hắn giết Anjinsan và Mariko. Mà ta lại cần họ hơn là Buntaro. Mình có nên loại trừ Buntaro bây giờ không nhỉ? Khi Buntaro đã chấn tĩnh lại được, Toranaga đã cho gọi anh ta. Tại sao? Ngươi dám để lợi ích của ngươi lên trước lợi ích của ta. Mariko sẽ không phiên dịch được trong bao lâu nữa. Dạ, bác sĩ nói, vài ngày nữa thưa đại nhân, tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện rắc rối. Ta đã nói rất rõ, ta cần sự phục vụ của nàng trong hai mươi ngày nữa, ngươi không nhớ sao? Dạ có, tôi xin lỗi. Nếu nàng làm phiền ngươi, thì phát vào mông nàng mấy cái cũng là quá đủ rồi. Phụ nữ nào cũng thỉnh thoảng cần phải như vậy. Nhưng người thô bạo quá nông dân. Ngươi đã làm hại một cách ích kỷ tới công việc huấn luyện và hành động như là một thằng nhà quê. Không có nàng, ta không thể nói chuyện với An Diên San được. Vâng, tôi biết, thưa chúa công, cúi xin người tha lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi đánh nàng, đó là thỉnh thoảng nàng làm tôi phát điên, đến nỗi, đến nỗi tôi không còn nhìn thấy cái gì nữa. Thế tại sao ngươi không ly dị nàng đi, hoặc đuổi nàng đi, hoặc giết nàng, hoặc ra lệnh cho nàng cắt cổ khi ta không cần dùng nàng nữa? Tôi không thể làm được như vậy, thưa chúa công. Tôi không thể làm được như vậy, Buntaro nói. Nàng là... Tôi cần nàng ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ, khi chúng tôi lấy nhau nàng là tất cả mọi thứ mà một người đàn ông cần. Tôi đã nghĩ, mình thật tốt phúc. Chúa Công hẳn còn nhớ tất cả các đai mi ô trong vương triều khao khát nàng đến như thế nào. Rồi, rồi tôi đã để nàng đi, để bảo vệ nàng khỏi cuộc tàn sát bẩn thỉu đó. Giả vờ là tôi đã chán ngấy nàng để cho nàng được an toàn. Và rồi nhiều năm sau, khi tay cô bảo tôi đem nàng trở về, thậm chí nàng còn làm tôi bị quyến rũ thêm sự thật là tôi mong đợi nàng biết ơn và yêu nàng như một người đàn ông phải yêu, không để tâm tới những điều nhỏ nhặt mà một người đàn bà muốn như thơ ca và hoa. Nhưng nàng đã thay đổi. Nàng vẫn trung thành như xưa, nhưng băng giá. Lúc nào cũng xin được chết, xin được tôi giết nàng. Buntaro điên cuồng nói như vậy. Tôi không thể giết nàng hoặc cho phép nàng tự sát nàng đã làm hỏng con trai tôi, làm tôi ghét những người đàn bà khác, nhưng tôi không thể thoát khỏi nàng. Tôi đã, tôi đã cố gắng tử tế, nhưng lúc nào băng giá cũng ở đó, và nó làm cho tôi phát điên lên. Khi từ Triều Tiên trở về, tôi nghe nói nàng đã cải đạo theo cái tôn giáo cơ đốc vô nghĩa ấy. Tôi lấy lý thú, bởi vì một tôn giáo ngu ngốc thì có gì là hệ trọng đâu, Tôi đã trêu nàng về chuyện đó, nhưng tôi đã kề dao vào cổ họng nàng và thề sẽ cắt họng nàng nếu nàng không từ bỏ cái tôn giáo đó. Tất nhiên là nàng không bỏ. Trước mọi sự đe dọa như vậy, một samurai sẽ làm gì? Nách. Nàng chỉ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản và bảo tôi cứ tiếp tục đi. Xin chúa công hãy cắt cổ tôi, nàng nói đây để tôi ngửa cổ cho đại nhân, cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi chảy máu đến chết. Nàng nói như vậy. Thưa Chúa Công, tôi không cắt cổ nàng. Tôi đã làm tình với nàng, nhưng tôi cắt tóc và tai một số thị nữ của nàng vì họ đã khuyến khích nàng trở thành người theo đạo và đuổi họ ra khỏi lâu đài. Tôi cũng làm như vậy đối với mẹ nuôi của nàng, cắt cả mũi mụ mũ ta nữa, con mụ già khốn kiếp sau đó Mariko có nói với tôi, bởi vì tôi đã trừng phạt các thị nữ của nàng. Lần sau tôi mà đến cửa phòng nàng mà không được mời, nàng sẽ tự tử, bằng bất cứ cách nào có thể ngay lập tức. Mặc dù bổn phận của nàng đối với chúa công, mặc dù nhiệm vụ của nàng đối với gia đình, ngay cả với những lời răn của đức chúa cơ đốc của nàng nữa. Buntaro không hề che đậy những giọt nước mắt căm giận chảy xuống đôi má, Tôi không thể giết nàng, dù tôi có muốn đến thế nào. Tôi không thể giết chết con gái của Akechi San, cho dù nàng có đáng tội. Toranaga để cho Buntaro nói làm nhảm cho đến khi anh ta kịt sức rồi đuổi ra, ra lệnh cho anh ta hoàn toàn tránh xa Mariko cho đến khi ông quyết định sẽ làm gì. Ông phái bác sĩ riêng của mình đến khám cho nàng, báo cáo tốt đẹp, là nàng chỉ bị những vết thâm tím, nhưng nội tạng không hề gì. Vì sự an toàn của bản thân, Toranaga chờ đợi sự phản phúc và cái thời gian đang chảy hết. Ông quyết định gia tăng áp lực đối với tất cả bọn họ. Ông ra lệnh cho Mariko đến nhà Omi, chỉ thị nàng phải nghỉ ngơi, nội bất xuất, ngoại bất nhập và hoàn toàn tránh xa Anjin San. Sau đó, ông cho gọi An Jin San đến, giả vờ tức giận trong khi rõ ràng là họ hầu như không nói chuyện gì với nhau. Ông cho anh lui ra ngay lập tức. Tất cả mọi sự luyện tập đều gia tăng. Các lực lượng nòng cốt buộc phải hành quân. Naga được lệnh đưa An Jin San vào thao trường. Nhưng Naga đã không đưa anh vào. Vì vậy, ông phải tự làm. Ông dẫn tiểu đoàn 11 tiếng đồng hồ trên đồi, Anjin san cố theo, không phải ở hàng đầu, nhưng anh vẫn theo. Quay trở lại Anjinro, Anjisan nói bằng một giọng líu xíu hầu như không thể nào hiểu nổi. Tora Nagasama tôi đi được, tôi súng huấn luyện được, xin lỗi hai việc một lần không được. nách. Và lúc này, Toranaga mỉm cười. Ông nằm đợi mưa dưới bầu trời đầy mây ấm lòng vì có trò chơi bẻ gãy ý chí của Blackthorn. Ông ta là con chim ưng cánh ngắn. Mariko cũng ngoan cường như thế, thông minh như thế, nhưng xuất sắc hơn. Nàng có được sự tàn nhẫn mà ông ta sẽ không bao giờ có được. Nàng như con Peregrine, như Tetsuko. Giỏi thật đấy. Tại sao con diều hâu, con chim ưng cái lại khôn hơn, nhanh hơn, khỏe hơn con đực? luôn luôn tốt hơn con đực tất cả đều là những con diều hâu nàng buntaro iabu omi fujiko ochiba naga tất cả con trai con gái của ta những người phụ nữ chư hầu tất cả kẻ thù của ta tất cả là diều hâu hoặc mồi cho chúng ta phải để naga ở phía trên cao con mồi của mình và để cho nó xả xuống. người đó sẽ là ai? omi hay Iabu? những điều naga nói về Iabu là đúng. hôm thứ hai ông đã hỏi vậy Iabu-san ông quyết định thế nào? thưa đức ông, tôi sẽ không đi osaka chừng nào ngài chưa đi. tôi đã ra lệnh động viên toàn izu rồi. Isido sẽ kết tội ông đấy thưa đức ông ông ấy sẽ kết tội ngài trước nếu Kuanto tô thất thủ izu thất thủ tôi long trọng cam kết với ngài tôi ở phía ngài dòng họ kashiji tôn trọng sự cam kết của họ có ông làm đồng minh tôi cũng vinh dự không kém đấy ông nói dối hài lòng nghĩ một lần nữa iabu đã làm những điều mà ông đã tính trước để lão làm ngày hôm sau Iabu đã tập hợp một đạo quân, mời Toranaga duyệt, rồi trước mặt tất cả các binh lính của mình, lão chính thức quỳ xuống và xin làm chư hầu. Toranaga hỏi: "Ông nhận tôi làm chúa phong kiến của ông ư?" "Vâng, và tất cả mọi người ở Izu thưa chúa công, xin ngài hãy nhận món quà này như là biểu tượng của lòng hiếu tử." Và vẫn quỳ như vậy, Iabu dâng thanh gươm Murasama. Đây là thanh gươm đã giết ông của đức ông. Không thể như vậy được. Iabu đã kể cho ông nghe lịch sử của thanh gươm, làm sao nó lại đến tay lão qua bao nhiêu năm tháng và chỉ mới đây thôi, lão mới khám phá ra lai lịch thật sự của nó. Lão gọi Sugo. Lão già kể lại những điều chính ông khi còn là một đứa trẻ đã được chứng kiến đúng vậy thưa chúa công sugo Kiều hãnh nói không ai nhìn thấy cha của ota ba bẻ gãy gươm và ném nó xuống biển và tôi xin thề trên niềm hy vọng của tôi là được tái sinh là một samurai rằng tôi đã phục vụ ông của đại nhân chúa chikitada tôi phục vụ người trung thành cho đến khi người mất tôi có mặt ở đó tôi xin thề Toranaga nhận thanh gươm. Hình như nó rung lên một cách hiểm ác trong tay ông. Ông vốn diễu cợt những huyền thoại về một số thanh gươm mang sự hối thúc giết chóc trong bản thân nó. Những thanh gươm cần phải nhảy ra khỏi bao để uống máu. Nhưng bây giờ thì Toranaga tin. Ông dùng mình nhớ lại ngày đó. Tại sao những lưỡi gươm Murasama lại căm thù chúng ta? Một lưỡi đã giết chết ông của ta một lễ khác suýt chặt đứt cánh tay ta khi ta lên sáu một tai nạn không giải thích được không có ai ở gần đó nhưng cánh tay cầm kiếm của ta vẫn bị xả ra và chỉ một chút nữa thôi là ta bị chảy máu đến chết lưỡi gươm thứ ba đã chặt đầu đứa con đầu lòng của ta thưa đức ông iabu nói một lưỡi gươm độc địa như vậy ta không nên cho nó được phép sống nách Xin hãy để tôi đem nó ra biển, nhận chìm để ít nhất thanh gươm này không bao giờ còn có thể đe dọa Đức ông hoặc con cháu Đức ông." "Phải, phải." Ông lẩm bẩm, "Cảm ơn Iabu đã đề nghị như vậy. Hãy làm ngay bây giờ đi." Và chỉ khi thanh gươm đã bị chìm ở chỗ sâu nhất, được chính người của ông chứng kiến, tim ông mới bắt đầu đập bình thường. Ông đã cảm ơn Iabu, ra lệnh ổn định thuế khóa, 60 phân cho nông dân, 40 phân cho các lãnh chúa của họ. Cho Iabu biển Izu làm thái ấp. Như vậy mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ tất cả mọi quyền ở Izu thuộc Toranaga nếu ông muốn lấy lại. Toranaga trở mình để cánh tay cầm gươm của ông đỡ đau và để cơ thể thoải mái hơn thích thú vì sự gần gũi với đất lấy lại sức mạnh như mọi lần lưỡi gươm đã đi không bao giờ trở lại tốt nhưng hãy nhớ lời ông thầy tàu đã tiên đoán mình sẽ chết vì gươm nhưng gươm của ai và bởi tay ta hay là tay ai khác khi nào biết mình sẽ biết ông tự nhủ không chút sợ hãi bây giờ hãy ngủ đi ca ma là ca ma ngươi hãy thiền hãy nhớ trong sự yên tĩnh cái vô cùng đạo ở trong ngươi không một thầy tu một sự thờ cúng một giáo lý cuốn sách câu nói hay một ông thầy nào đứng giữa ngươi và nó hãy nên hiểu thiện và ác là phi lý ta và ngươi là phi lý nội tại ngoại tại là phi lý sống và chết cũng vậy hãy đi vào vùng không có nỗi sợ. Cái chết cũng không có hy vọng kiếp sau, nơi ngươi thoát khỏi sự trói buộc của cuộc sống và cái cần thiết của sự cứu chuộc. Ngươi chính là ngươi, đạo. Hãy là ngươi, ngay bây giờ, một tảng đá mà những đợt sóng đời xô vào vô vọng. Một tiếng thét khe khẽ đưa Toranaga ra khỏi trầm thư, làm ông nhảy trồm lên Naga chỉ tay về phía tây một cách kích động, mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó. Từ phía tây, một con chim câu đang bay theo đường thẳng về Anjiro. Nó phật cánh ở một cây xa để nghỉ một lát rồi lại cất cánh. Mưa bắt đầu rơi. Sau đó, xa về phía tây là Osaka. Người giữ lòng chim câu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ con chim trong khi Toranaga đang chút bỏ bộ áo quần ướt đẫm. Ông đã phi ngựa dưới trời mưa xối xả. Naga và các samurai khác lo lắng chen chúc trên lối đi nhỏ, bất chấp những dòng nước mưa vẫn còn chút xuống như thác, gõ trống trên mái ngói. Toranaga lau khô đôi tay. Người coi chim đưa con chim câu ra. Hai ống bạc rát nhỏ xíu gắn vào mỗi bên chân nó giá như chỉ một ống thì đó là chuyện bình thường toranaga phải hết sức cố gắng để cho những ngón tay mình khỏi run ông tháo hai chiếc ống ra đem chúng lại chỗ ánh sáng cửa sổ mở xem cái dấu thật kỹ lưỡng ông nhận ra mật mã của kiri naga và những người khác theo dõi một cách căng thẳng ngát mặt ông không biểu lộ gì toranaga không bẻ si ra ngay dù ông hết sức muốn Ông kiên nhẫn đợi cho đến khi chiếc kimono khô được mang tới Một người hầu cầm chiếc ô lớn bằng giấy dầu cho ông Và ông bước vào khu vực riêng trong pháo đài Súp và trà đang đợi Ông nhấm nháp và nghe mưa Khi đã cảm thấy bình tĩnh Ông cắt gác và đi vào phòng trong Còn lại một mình ông bóc xi si. Giấy rất mỏng Chữ viết nhỏ xíu, tin dài và bằng mật mã giải mã rất vất vả khi đã giải xong ông đọc tin rồi đọc lại nó hai lần rồi ông để đầu óc mình xếp loại toranaga suy nghĩ về những sự việc vừa diễn ra ông đã trách mắng Buntaro và bắt hắn phải xin lỗi Blackthorn vì đánh Mariko. Toranaga cảm thấy hài lòng khi mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch của mình. Yabu tập hợp một đạo quân và quỳ xuống xin làm chư hầu cho Toranaga. Để trấn an Yabu và các lãnh chúa, Toranaga giữ nguyên quyền lợi của họ. Sự xuất hiện của con chim bồ câu đưa thư khiến Toranaga thoát khỏi sự trầm tư Toranaga hồi hộp và phấn khích khi nhận được thư từ Yedo. Để biết lá thư sẽ mang đến những thông tin mới nào, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Clavell qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. đã cảm thấy bình tĩnh. Ông cắt gác và đi vào phòng trong. Còn lại một mình, ông bóc xi si, giấy rất mỏng, chữ viết nhỏ xíu, tin dài bằng mật mã. Giải mã rất vất vả. Khi đã giải xong, ông đọc tin rồi đọc lại nó hai lần, rồi ông để cho đầu óc mình xếp loại. Đêm tới mưa tạnh. Ôi Đức Phật Xin để cho mùa màng được tốt, ông cầu nguyện. Đây là bầu vú sữa mùa sau, khi những cánh đồng lúa bị ngập nước và mạ non xanh đang được cấy ở khắp những cánh đồng sạch cỏ. Lúa sẽ được thu hoạch trong khoảng 4 hoặc 5 tháng nữa, phụ thuộc vào thời tiết. Và trên khắp đất nước, kẻ giàu và người nghèo, ê ta và hoàng đế, đầy tớ và samurai, tất cả đều cầu cho có đủ nước mưa, nắng và độ ẩm mỗi người, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều tính từng ngày cho đến vụ gặt hái. Chúng ta cần một vụ lúa lớn năm nay, Toranaga nghĩ. Naga, Nagasan. Con trai ông chạy lại. Dạ thưa phụ thân. Đến giờ đầu tiên sau bình minh, hãy đưa Iabusan và những cố vấn chính của ông ta đến cao nguyên. Cả Buntaro và ba hạm trưởng của chúng ta và Mariko-san mang tất cả đến cao nguyên vào lúc bình minh Mariko-san có thể pha trà Phải, và ta cũng muốn Anjin-san có mặt nơi doanh trại lính gác cách chúng ta 300 bước Thưa phụ thân Vâng ạ à. Naga tuân lệnh quay đi Không thể cầm lòng được Anh ta nói buột. Có phải có chiến tranh, có phải không ạ à? Toranaga đang cần người loan báo tin lạc quan đi khắp pháo đài, nên ông ta đã rầy con trai vì sự hỗn láo, vô kỷ luật. Ừ, ông nói. Ừ, nhưng theo điều khoản của ta. Naga đóng cửa Soji và lao ra. Toranaga biết rằng, mặc dù bề ngoài nét mặt và cử chỉ của Naga tỏ ra bình thản, nhưng không có gì có thể che giấu được sự kích động trong dáng đi hoặc ngọn lửa trong đôi mắt anh ta. Như vậy, tin đồn và tin ngược lại sẽ truyền qua Anjiro và lan nhanh khắp Izu và xa hơn nữa, nếu lửa được nhen thích đáng. Ta đã bị ràng buộc. Ông nói với những đóa hoa đứng thanh thản trong Takonawa, những cái bóng lung linh trong ánh đến vui. Kiri viết, thưa đại nhân, thiếp cầu xin đức phật cho đại nhân được bình yên đây là con chim câu cuối cùng của bọn thiếp bởi vậy thiếp cầu xin đức phật đưa nó đến bên người bọn phản bội đã giết tất cả những con khác đêm qua chúng bắn vào lồng chim chỉ có con này thoát vì nó bị ốm và thiếp đã lén nuôi nó sáng hôm sau chúa suji yama đột nhiên từ chức đúng như kế hoạch nhưng trước khi ông có thể trốn thoát thì đã bị xa bẫy ở ngoại ô Osaka bởi bọn Ronin của Isido. Không may, một số người trong gia đình trong Sujiyama cũng bị bắt cùng với ông. Thiếp nghe nói, ông ấy bị một người trong gia đình phản bội, có tin đồn là Isido có đề nghị một thỏa hiệp. Nếu chúa Sujiyama hoãn việc từ chức cho đến khi hội đồng nhất chính họp vào ngày mai, như vậy đại nhân có thể bị khét tội một cách hợp lệ. Để đáp lại, Isido đảm bảo rằng hội đồng sẽ chính thức cho Sujiima tất cả vùng Kuanto. Và để tỏ thiện trí, Isido sẽ thả ông cùng gia đình ngay tức khắc. Sujiima từ chối không phản bội đại nhân. Ngay lập tức, Isido ra lệnh cho Eta thuyết phục ông ấy. Họ hành hạ các con của Sujiima, dù đến ái thiếp của ông ngay trước mặt ông nhưng ông vẫn không từ bỏ đại nhân tất cả đều bị những cái chết tồi tệ cái chết của ông cái chết cuối cùng là rất tồi tệ tất nhiên không có nhân chứng cho sự phản bội này tất cả đều chỉ là nghe nói nhưng thiếp tin tất nhiên isido không thừa nhận hay biết gì về vụ giết chóc hoặc tham gia việc đó hắn thề sẽ truy lùng những sát nhân Lúc đầu Isido tuyên bố Suji Yama thực sự không bao giờ từ chức cả. Vì vậy, theo ý ông ta, hội đồng vẫn có thể họp. Thiếp đã gửi những đề nghị xin từ chức của Suji Iyama cho các nhiếp chính quan khác là Kiyama, Ito, Onoshi và công khai gửi một bức nữa tới Isido và lưu hành bốn bức trong các daimyo. Đại nhân thật khôn ngoan, Toranaga, người đã biết là cần những bản thêm. Vậy là từ hôm qua, đúng như đại nhân đã phải kế hoạch cùng với Sujihima, hội đồng không còn hợp pháp nữa. Đại nhân đã hoàn toàn thắng lợi cho việc này. Tin tức tốt lành Chúa Mogami đã an toàn trở lại ngoài đô thành cùng tất cả gia đình và samurai của mình. Bây giờ ông ấy công khai là đồng minh của đại nhân. Vậy là sườn phía bắc của đại nhân được an toàn. Các lãnh chúa, Maeda, Kukushima, Asano, Ikeda và Ohudera, tất cả đã lặng lẽ rút khỏi Osaka đêm qua và an toàn. Cả Oda, lãnh chúa, cơ đốc giáo nữa. Tin không hay là hôm qua, Zataki, người anh em cùng mẹ khách cha của đại nhân, lãnh chúa của Shinano, đã công khai tuyên bố với thí tử thừa kế Iaemon, chống lại đại nhân buộc tội đại nhân câu kết với Sujima để lật đổ hội đồng nhất chính bằng cách gây hỗn loạn. Bởi vậy biên giới đông nam của đại nhân bị thủng, Zataki và 50.000 người cuồng tín của ông ta sẽ chống lại đại nhân. Tin không hay là không ít bạn bè và đồng minh của đại nhân tức giận, đại nhân đã không cho họ biết trước chiến lược của đại nhân để họ có thể chuẩn bị một đường rút quân bạn cũ của đại nhân lãnh chúa Shimazu vĩ đại là một. Thiếp nghe nói trưa nay, ông đã chính thức đòi tất cả các lãnh chúa phải được hoàng đế ra lệnh quỳ trước mặt cậu bé Iaemon. Tin không hay là Ochiba phu nhân đang trăng mạng nhện, hứa cấp thái ấp và tặng tước hiệu, phẩm hàm cho các lãnh chúa không thuộc phe phái Toranaga. Thật hết sức đáng tiếc, bà không ở phía đại nhân mà là một kẻ thù xứng đáng chỉ một mình Iodoko nhân là ủng hộ và giữ bình tĩnh nhưng không ai nghe phu nhân ochiba muốn đẩy nhanh chiến tranh ngay lúc này trong khi bà ta cảm thấy đại nhân yếu và bị cô lập hết sức xin lỗi chúa công nhưng chúa công đang bị cô lập và thiết nghĩ bị phản bội tệ hơn hết là bây giờ những nhiếp chính quan theo cơ đốc giáo kima và onoshi công khai liên kết và kịch liệt chống lại chúa công họ đã công bố một tuyên bố chung sáng nay trên án tội đào ngũ của Sujima, nói rằng hành động của ông đã đẩy cả vương triều và tình trạng lộn xộn rằng tất cả chúng ta đều phải mạnh vì đế quốc các nhiếp chính quan có trách nhiệm cao chúng ta phải cùng nhau sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một hoặc nhóm lãnh chúa nào muốn xóa bỏ ý nguyện của tai cô hoặc sự kế tục hợp pháp phải chăng điều đó có nghĩa là họ định họp làm hội đồng gồm bốn nhếp chính quan? Một trong những gián điệp theo đạo của chúng ta trong bản xoanh áo dài đen ở đây đã thì thầm là thầy Tu Sukusan đã bí mật rời Osaka năm hôm trước. Nhưng bọn thiếp vẫn không biết ông ấy đi Iedo hay Nagasaki, nơi tàu đen đang đợi. Chúa Công có biết là nó tới rất sớm mùa này Không có lẽ trong vòng 20 hoặc 30 ngày. Thưa đại nhân, thiếp bao giờ cũng do dự khi đưa ra những ý kiến nhanh căn cứ trên những điều nghe được, những lời đồn, bọn gián điệp hoặc trực giác của một phụ nữ. Đó, đại nhân thấy không, Tô Ra Chan, thiếp đã học tập được người. Nhưng thời gian ngắn và có thể thiếp sẽ không nói chuyện được cùng đại nhân nữa, trước hết là có quá nhiều gia đình bị bẫy ở đây. Isido sẽ không bao giờ cho họ đi, cũng như ông ta sẽ không bao giờ cho bọn thiếp đi. Những con tin này là một mối nguy hiểm cực kỳ đối với đại nhân. Ít vị lãnh chúa nào có được tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của Sujima. Thiếp nghĩ, có rất nhiều người bây giờ sẽ đi với Isido, tuy miễn cưỡng, bởi những con tin này. Thứ nữa, thiếp nghĩ là Maeda sẽ phản bội đại nhân, có lẽ cả Asano nữa, Thiếp kiểm điểm lại trong số tất cả hai trăm sáu mươi daimyo trên đất của chúng ta chỉ có hai mươi bốn vị là chắc chắn theo đại nhân bốn mươi vị nữa có thể như vậy là không đủ kima và onoshi sẽ lai chuyển tất cả hoặc hầu hết các daimyo theo cơ đốc giáo và thiếp tin bây giờ họ không theo đại nhân đâu chúa mori giàu nhất và lớn nhất tất cả trực tiếp chống lại đại nhân và cũng như tất cả mọi lần, ông ta sẽ kéo Ansano, Kobai Aqua và có lẽ cả Oda và lưới của mình. Với người anh em khác cha của đại nhân, chúa Zataki chống lại đại nhân, vị trí của người bắp bênh khủng khiếp, thiếp khuyên đại nhân tuyên bố bầu trời đỏ thắm ngay lập tức và đi Kyoto luôn, đó là hy vọng duy nhất của đại nhân. Còn đối với Sazuko phu nhân và bản thân thiếp, bọn thiếp mạnh khỏe và hài lòng cái thai lớn nhanh và nếu ca ma của đứa trẻ là sinh ra đời thì nó sẽ xảy ra như thế bọn thiếp an toàn trong góc của mình ở lâu đài cửa khóa chặt cánh cửa hạ xuống các samurai của chúng ta đầy lòng tận tâm với đại nhân và sự nghiệp của người nếu ca ma của chúng thần là từ giã cuộc đời này thì chúng thần sẽ ra đi thanh thản Phu nhân của đại nhân rất nhớ thương người, rất nhớ thương, còn riêng đối với thiếp, Tô-ra-chan, thiếp mong nhìn thấy người, được cười với người, để thấy người cười. Niềm tiếc hận duy nhất của thiếp đối với cái chết là thiếp sẽ không còn được làm những điều ấy nữa và được chăm nom người. Nếu như còn kiếp sau và nếu chúa Phật hay Kami tồn tại, thiếp hứa bằng cách này hay cách khác, ngả họ về phía đại nhân mặc dù trước hết có thể thiếp sẽ cầu xin họ làm cho thiếp thon thả trẻ trung có hoa trái cho đại nhân nhưng vẫn cho thiếp được hưởng cái thú vui ăn uống ôi thật là thiên đường nếu như vẫn có thể ăn hoài mà mãi mãi vẫn trẻ trung và thon thả thiếp xin gửi đại nhân tiếng cười của thiếp cầu trời phật phù hộ cho đại nhân toranaga đã đọc cho mọi người nghe trừ cái đoạn nói riêng về kiri và sazuko phu nhân khi ông đọc xong tất cả đều nhìn ông và nhìn nhau không phải chỉ vì những điều bức thư nói mà còn bởi vì ông đã công khai tin tưởng tất cả họ ngồi trên chiếu trong một vòng bắn nguyệt chung quanh toranaga giữa cao nguyên không lính gác không bị ai nghe lỏm buntaro iabu igorashi omi naga các hạm trưởng và Mariko lính gác ở cách đó hai trăm bước. Ta cần lời khuyên, Toranaka nói. Các cố vấn của ta ở Iedo, công việc này khẩn cấp. Vì vậy ta muốn các ông đứng ở vị trí của họ. Điều gì sẽ xảy ra và ta nên làm thế nào, Iabu-san? Iabu đang trong cơn sao động. Mọi con đường như đều dẫn tới thảm họa. Trước hết thưa đại nhân, bầu trời đỏ thắm là cái gì ạ? Đó là mật danh cho kế hoạch của trận chiến đấu cuối cùng của ta. Chỉ một cuộc tiến công dũng mãnh với tất cả các binh đoàn của ta vào Kyoto, dựa vào sự cơ động và bất ngờ để chiếm kinh thành từ tay những lực lượng xấu đang vây quanh nó. Giành lại con người hoàng đế từ bàn tay bẩn thỉu của những kẻ đã lừa bịp người do Isido cầm đầu. Một khi người con của thiên tử đã an toàn thoát khỏi nanh vuốt của chúng, lúc đó mới thỉnh cầu người hủy bỏ sự ủy trị cho hội đồng hiện nay, rõ ràng là đã phản phúc hoặc do những kẻ phản phúc thống trị. Trao sự ủy trị cho ta để thành lập một hội đồng biết đặt quyền lợi của vương triều và công tử thừa kế trước tham vọng cá nhân. Ta sẽ dẫn 80 đến 100 nghìn người để mặc đất đai của ta không người bảo vệ Sườn của ta không người gác và đường tháo lui không đảm bảo. Toranaga thấy mọi người chố mắt nhìn ông kinh hoàng. Ông không nhắc tới đội ngũ samurai tuyệt hảo được bí mật cài ở nhiều lâu đài và các tỉnh quan trọng từ nhiều năm. Họ sẽ bùng lên cùng một lúc để tạo ra sự rối loạn cần thiết cho kế hoạch. Yabu buột miệng. Nhưng đại nhân sẽ phải chiến đấu từng bước đi. Ikawa Jikyu đã bóp nghẹt Tokaido trong vòng 100 lý, rồi những dinh lũy của Isido ngự trị những miền còn lại. Phải, nhưng ta có kế hoạch tràn vào Tây Bắc dọc theo Kaido rồi thọc xuống Kyoto, tránh vùng duyên hải rồi. Ngay lập tức, rất nhiều người lắc đầu và bắt đầu nói, nhưng Yabu át họ đi. Nhưng thưa đại nhân, Bức thư nói, người anh em của đại nhân là Jatakisan đã sang phía địch. Bây giờ tuyến đường phía bắc của đại nhân cũng bị chắn. Tỉnh của ông ấy xiên chéo Kosu Kaido. Đại nhân sẽ phải chiến đấu suốt cả Sinano. Đó là vùng núi rất gian khổ. Và quân tướng của ông ấy trung thành một cách cuồng tín. Đại nhân sẽ bị cắt thành từng miếng nhỏ trong những vùng núi ấy. Đó là cách duy nhất của ta, ta đồng ý là có quá nhiều quân địch ở miền Duyên Hải. Iabu liếc nhìn Omi, ao ước giá như lão có thể tham khảo với anh, căm ghét bức thư và cả mớ hổ lốn Osaka. Ghét việc mình đã nói đầu tiên và hoàn toàn căm ghét cái thân phận trư hầu mà lão đã chấp nhận theo lời khẩn cầu của Omi. Đó là dịp duy nhất của ngài Yabu-sama. Omi đã thúc giục cách duy nhất để ngài có thể tránh được cái bẫy của Toranaga và để ngài rộng chỗ tập luyện. Igurashi ngắt lời một cách giận dữ. Tốt hơn là hãy xông vào Toranaga ngay ngày hôm nay khi ông ta chỉ có một ít quân ở đây. Tốt hơn là hãy giết ông ta và đem nộp cho Isido trong khi hãy còn thời gian. Tốt hơn là hãy đợi. Tốt hơn là hãy kiên nhẫn, ngộ nhỡ toranaga ra lệnh cho chủ chúng ta phải từ bỏ izu thì sao igurashi đã hét lên với tư cách là lãnh chúa đối với chư hầu toranaga có quyền đó ông ấy sẽ không bao giờ làm việc đó đâu lúc này ông ấy cần chủ của chúng ta hơn bao giờ hết izu chấn ngự cửa phía nam của ông ấy ông ấy không thể để izu trở thành thù địch ông ấy phải có chủ của chúng ta ở phía thế ngộ ông ấy ra lệnh cho chúa Iabu phải đi khỏi thì sao chúng ta sẽ nổi loạn chúng ta sẽ giết Toranaga nếu ông ấy ở đây hoặc đánh bại cánh quân nào do ông ấy phái đến để chống lại chúng ta nhưng ông ấy không bao giờ làm như vậy ông không thấy sao Toranaga phải bảo vệ chư hầu của mình Iabu để họ tranh luận và cuối cùng lão đã thấy sự khôn ngoan của Omi Tốt lắm, ta đồng ý, và dâng cả thanh gươm Murasama của ta cho vững chắc, Omisan. Lão hả hê bị cuốn hút vào cái kế hoạch quỷ quyệt đó. Phải, thiên tài, lưỡi gươm Yoshimoto của ông ta quá đúng chỗ, và tất nhiên bây giờ ta có giá trị đối với Toranaga hơn bao giờ hết. Omi nói đúng, Iwurashi ạ, à, ta không còn sự lựa chọn nào khác từ nay ta gắn bó với Toranaga, một chư hầu. Omi cố ý nói, cho đến khi chiến tranh nổ ra. Tất nhiên, tất nhiên là chỉ đến khi chiến tranh nổ ra thôi. Lúc đó có thể đổi phía đứng nhà hoặc làm hàng chục thứ khác Omi san. Một lần nữa nhà ngươi lại đúng. Omi là cố vấn tốt nhất cho ta, lão tự nhủ, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Omi đủ thông minh để chiếm lấy Izu nếu ta chết. Nhưng có sao? Tất cả chúng ta đều chết kia mà. Ngài đã bị chẹn hoàn toàn rồi. Lão nói với Toranaga. Ngài bị cô lập. Còn phương sách nào không? Toranaga hỏi. Xin lỗi đại nhân, Omi nói. Nhưng phải mất bao lâu để chuẩn bị sẵn sàng cuộc tiến công này? Nó đã sẵn sàng. Izu cũng sẵn sàng, thưa đại nhân, Iabu nói: Một trăm năm mươi ngàn của đại nhân, mười sáu nghìn của tôi, cùng với trung đoàn hỏa Mai, như vậy có đủ không ạ? À? Không, bầu trời đỏ thắm là một kế hoạch tuyệt vọng, tất cả phải liều vào một trận tiến công. Đại nhân có phải liều ngay sau khi mùa mưa hết, chúng ta có thể khai chiến? Iabu nhấn mạnh: Đại nhân còn có thể có sự lựa chọn nào nữa không? Isido sẽ thành lập một hội đồng mới ngay tức khắc. Họ sẽ có sự ủy trị. Như vậy, đại nhân sẽ bị khép tội hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Tại sao còn chờ đợi để bị nuốt chửng cơ chứ? Xin hãy nghe. Có lẽ trung đoàn có thể phá một con đường qua núi. Hãy để nó là bầu trời đỏ thắm. Quăng tất cả mọi người vào cuộc tấn công lớn. Đó là con đường của người chiến binh. Nó xứng đáng với Samurai, thưa Toranaga-sama. Súng, súng của chúng ta sẽ hất ra ta khỏi con đường của chúng ta. Và cho dù đại nhân thành công hay thất bại, điều ấy có, có gì là quan trọng đâu. Sự việc sẽ sống mãi. Naga nói, đúng, nhưng chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng. Một vài hạm trưởng gật đầu đồng ý, nhẹ nhõm vì chiến tranh đã tới. Omi không nói gì toranaga nhìn buntaro và hỏi thế nào thưa chúa công xin phép chúa công cho tôi được nói lên ý kiến của mình tôi và quân của tôi sẽ làm bất cứ cái gì người đã quyết định đó là nhiệm vụ duy nhất của tôi ý kiến của tôi không có giá trị gì đối với chúa công bởi vì tôi chỉ làm điều do chúa công quyết định thôi ạ bình thường ta chấp nhận điều đó nhưng hôm nay thì không vậy thì chiến tranh Điều Yabu-san nói là đúng, chúng ta hãy tới Kyoto, hôm nay ngày mai khi mưa ngừng, bầu trời đỏ thắm, tôi đã mệt vì chờ đợi rồi. Thế còn Omisan? Toranaga hỏi. yabu sama nói đúng thưa đại nhân, Isido sẽ bẻ quẹo ý nguyện của tai cô và sẽ sớm chỉ định một hội đồng mới. Hội đồng mới sẽ có được sự ủy trị của hoàng đế kẻ thù của đại nhân sẽ do dự và như vậy sẽ phản bội đại nhân. Rồi hội đồng mới sẽ kết tội đại nhân ngay lập tức. Rồi... Vậy thì bầu trời đỏ thắm, Yabu ngắt lời. Nếu chúa Toranaga ra lệnh, thì đó là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ là lệnh kết tội có chút giá trị gì. Ta có thể quên điều đó đi. Tại sao? Toranaga hỏi tất cả mọi người đều chú ý đến ô mi. Thưa đại nhân, tôi đồng ý với đại nhân, Isido xấu, nết và các Daimyo đồng ý phục vụ ông ta cũng xấu như vậy. Những người chân chính biết Isido như thế nào, và cũng biết hoàng đế lại bị lừa bịp. Ô mi khôn khéo bước qua vùng cát lún, mà anh biết có thể nuốt chừng anh. Tôi nghĩ ông ta đã phạm một sai lầm vĩnh viễn là sát hại lãnh chúa Sujima. Vì sự giết chóc bẩn thỉu đó, tôi nghĩ tất cả các daimyo đều ngờ tới sự phản phúc của Isido. Và rất ít người ở bên ngoài sự kiềm tỏa trực tiếp của Isido chịu sự cúi đầu nghe theo mệnh lệnh hội đồng của ông ta, đại nhân sẽ an toàn được trong một thời gian. Trong một thời gian bao lâu? mưa còn ở với chúng ta chừng hai tháng. Khi mưa ngừng, Isido sẽ có kế hoạch phái Akawa, Jikyu, chúa Zataki cùng đồng thời chống lại đại nhân. Ép đại nhân trong gọng kìm và đại quân của Isido sẽ yểm hộ họ trên đường Tokaido. Trong thời gian đó, cho đến khi mưa ngừng, mỗi daimyo có hiềm thù với một daimyo khác sẽ chỉ ủng hộ xuông cho đến khi ông ta tiến hành bước đầu tiên. Tôi thiết nghĩ, họ sẽ quên ông ta và tất cả sẽ trả thù, chiếm cứ đất đai theo ý thích của họ. Đế quốc này sẽ bị xẻ tả tơi như tình hình trước lúc tay cô. Nhưng thưa đại nhân, giữa Iabusan và đại nhân kết hợp với nhau lại, và nếu may mắn, các đại nhân có đủ sức mạnh để giữ các vị trí sung yếu tới Kuanto và Izu, chống lại làn sóng đầu tiên và đánh bại nó tôi không nghĩ rằng Isido lại có thể tổ chức một cuộc tiến công khác không thể có một cuộc tiến công lớn khi Isido và những người khác đã giải được lực lượng của họ ra thì đại nhân và chúa Iabu có thể tiến quân một cách thận trọng từ sau các dãy núi của chúng ta và dần dần nắm lấy cả đế quốc vào tay mình bao giờ có thể như vậy được thưa đại nhân đến thời các con của đại nhân Ông nói làm cuộc chiến tranh phòng ngự à? Iabu hỏi một cách khinh bỉ. Tôi nghĩ kết hợp lại, cả hai đại nhân đều an toàn sau núi, thưa Toranagasama. Đại nhân hãy đợi, đại nhân hãy đợi cho đến khi có thêm đồng minh. Đại nhân nắm giữ được những chỗ sung yếu, điều đó có thể làm được. Tướng Isido xấu, nhưng không ngu đến nỗi dốc toàn lực lượng vào một cuộc chiến đấu đâu. Ông ta sẽ lẩn lút trong Osaka. Vì vậy hiện nay chúng ta không nên dùng trung đoàn của mình vội, chúng ta phải thắt chặt an ninh và giữ nó như một vũ khí bí mật trong tư thế sẵn sàng cho đến khi đại nhân từ sau núi đi ra. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ rằng tôi thấy họ phải động dụng. Umi nhận biết được những cặp mắt theo dõi anh, anh cúi chào Toranaga, "Thưa đại nhân, xin xá tội cho những lời lẽ dài dòng của tôi." Toranaga ngắm nghĩa Omi rất kỹ, rồi ông liếc nhìn con trai mình. Ông thấy chàng thanh niên đang cong người kích động và biết đã đến lúc quẳng cho anh chàng con mồi của mình. Nagasan. Những điều Omi-san nói là đúng ạ, Naga nói ngay, vẻ hài hê. Hầu hết những điều đó, nhưng tôi nói dùng hai tháng để tập hợp đồng minh, cô lập Isido hơn nữa, và khi mưa rừng hãy tấn công không báo trước, bầu trời đỏ thắm. Toranaga hỏi, anh không đồng ý với ý kiến của Omisan về một cuộc chiến tranh lâu dài ư? Không, nhưng phải chăng Naga dừng lại. Nói tiếp đi Naga-san, cứ nói thoải mái. Naga ngậm miệng, mặt anh ta trắng bệnh. Anh được lệnh tiếp tục nói. Dạ, thưa đại nhân, Tôi thấy là... Anh lại ngừng rồi nói một mạch. Phải chăng đây là một cơ hội lớn cho đại nhân để trở thành Shogun? Nếu đại nhân lấy được Kyoto và có được ủy trị, tại sao không thành lập một hội đồng? Tại sao không thỉnh cầu hoàng đế phong đại nhân làm Shogun? Như vậy là tốt nhất đối với người và vương triều. sau khi nhận được thư từ Yedo, Toranaga cho tập hợp tướng lãnh và đồng minh để bàn thảo kế hoạch sắp tới. Toranaga dự định tổ chức một cuộc tấn công dũng mãnh, bất ngờ vào thành Kyodo để cứu hoàng đế. Yabu cho rằng kế hoạch này rất khó thực hiện vì người anh em của Toranaga là Zataki đã sang phía địch, khiến tuyến đường phía bắc bị chặn lại omi đưa ra ý kiến không nên tấn công thành kyoto thời điểm này mà thực hiện chiến thuật phòng ngự, trở thêm những đồng minh mới. naga nói rằng cuộc chiến này là cơ hội để toranaga trở thành shogun. để biết toranaga sẽ quyết định như thế nào, các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết shogun của nhà văn người mỹ james clavell qua giọng đọc phát thanh viên hải yến. Toranaga ngắm nghía Omi rất kỹ, rồi ông liếc nhìn con trai mình. Ông thấy chàng thanh niên đang cong người kích động và biết đã đến lúc quẳng cho anh chàng con mồi của mình. Thế còn Nagasan? Những điều Omisa nói là đúng, Naga nói ngay, vẻ hả hê. Hầu hết những điều đó, nhưng tôi nói dùng hai tháng để tập hợp đồng minh, cô lập Isido hơn nữa. Và khi mưa rừng, hãy tấn công không báo trước, bầu trời đỏ thắm. Toranaga hỏi, anh không đồng ý với ý kiến của Omisan về một cuộc chiến tranh lâu dài? Không, nhưng phải chăng... Naga dừng lại. Nói tiếp đi Nagasan, cứ nói thoải mái. Naga ngậm miệng, mặt anh ta trắng bệnh. Anh được lệnh tiếp tục nói. Dạ, thưa đại nhân, tôi thấy là anh lại ngừng rồi nói một mạch. Phải chăng đây là một cơ hội lớn của đại nhân để trở thành Shogun? Nếu đại nhân lấy được Kyoto và có được ủy trị, tại sao không thành lập một hội đồng? Tại sao không thỉnh cầu hoàng đế phong đại nhân làm Shogun? Như vậy là tốt nhất đối với người và vương triều. Naga cố gắng xua nỗi sợ khỏi giọng nói của mình, bởi vì anh đang nói những điều phản phúc chống lại Iaemon và hầu hết các samurai ở đây, Iabu, Omi, Igurashi và đặc biệt là Buntaro, những người rõ ràng là trung thành. Tôi nói đại nhân nên làm Shogun. Anh quay sang những người khác đề phòng. Nếu để cho dịp này qua mất. Omisan, ông đã nói đúng về cuộc chiến tranh lâu dài. Nhưng tôi nói chúa Toranaga phải nắm quyền, phải được trao quyền. Một cuộc chiến tranh lâu dài sẽ tàn phế cả đế quốc này, xẻ nó ra thành muôn nghìn mảnh. Ai muốn điều đó chứ? Chúa Toranaga phải làm shogun tặng đế quốc này cho Iaemon. Chúa Iaemon, vương triều vì được bảo đảm trước đã, sẽ không bao giờ còn có một cơ hội thứ hai. Giọng nói của anh kéo dài, anh co lưng lại, sợ hãi, vì đã nói điều đó, nhưng cũng sung sướng vì đã nói công khai những điều anh vẫn hằng nghĩ. Toranaga thở dài. Ta chưa bao giờ đi tìm chức shogun, không biết ta phải nói điều đó bao nhiêu lần rồi. Ta ủng hộ cháu Iemon của ta và ý nguyện của Taiko. Ông nhìn tất cả mọi người lần lượt từng người một, cuối cùng đến Naga. Chàng thanh niên co rúm người lại, nhưng Toranaga nói một cách nhân hậu, gọi anh lại mồi nhự. Chỉ riêng lòng nhiệt thành và tuổi trẻ của ngươi cũng đủ để tha thứ cho ngươi. Bất hạnh thay. Nhiều người có tuổi hơn và khôn ngoan hơn ngươi lại nghĩ đó là tham vọng của ta. Không phải thế, chỉ có một cách giải quyết sự phi lý này, đó là để chúa Iaimon lên nắm quyền, và đó cũng là điều ta định làm vâng thưa phụ thân cảm ơn phụ thân cảm ơn naga thất vọng trả lời toranaga đưa mắt nhìn igurashi thế còn lời khuyên của ông là thế nào người samurai một mắt nói tôi tôi chỉ là một người lính chứ không phải là cố vấn nhưng tôi không khuyên thực hiện kế hoạch bầu trời đỏ thắm ngay dù chúng ta có thể khai chiến như những điều khoản của chúng ta như Omisan nọ nói. Tôi đã từng chiến đấu ở Sinano nhiều năm trước. Đó là một vùng tồi tệ. Ấy là lúc Chúa Zataki còn ở phía chúng ta. Tôi không muốn chiến đấu ở Siano nữa. Và sẽ không bao giờ như vậy nếu Zataki là thù địch. Và nếu như Chúa Maeda còn ngờ vực. Vâng. Tại sao Ngài có thể dự định một trận chiến nếu như đồng minh lớn nhất của Ngài có thể phản bội Ngài? Chúa Isido có thể đưa hai ba trăm nghìn người tấn công ngài mà vẫn để lại một trăm ngàn giữ Osaka. Mặc dù có súng, chúng ta vẫn không đủ người để tấn công, nhưng ở phía sau núi và với súng ống, ngài có thể giữ được mãi mãi nếu thế sự xảy ra như Omisan nói. Chúng ta có thể giữ những vị trí sung yếu, ngài có đủ gạo, phải chăng vùng Kuanto đã cung cấp cho nửa đế quốc này? Vâng, ít nhất thì cũng là một phần ba. Và chúng tôi có thể cung cấp đủ cá cho ngài. Ngài sẽ an toàn, cứ để chúa Isido và quỷ Jikyu tới chỗ chúng ta nếu sự việc phải xảy ra như Omisan nói. Chẳng bao lâu, kẻ địch sẽ phải ăn thịt lẫn nhau. Nếu không, hãy chuẩn bị sẵn sàng bầu trời đỏ thắm. Mỗi người chỉ có thể chết cho Chúa của mình một lần trong cuộc đời này. Có ai có ý kiến gì thêm nữa không?" Toranaga hỏi. Không ai trả lời. "Thế còn Mariko-san?" "Thưa đại nhân, không phải chỗ của tôi để nói ở đây." nàng trả lời. "Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi điều nên nói đều đã được nói ra cả rồi, nhưng tôi xin phép hỏi tất cả các vị cố vấn của đại nhân ở đây, các vị nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Toranaga chọn từ một cách cố ý. Ta tin là những điều Omisan nói sẽ xảy ra, trừ một ngoại lệ. Hội đồng sẽ không bất lực. Hội đồng sẽ có đủ ảnh hưởng để tập hợp một lực lượng đồng minh bất khả chiến thắng. Khi mưa ngừng, lực lượng đó sẽ được ném vào Guanto, băng qua Izu Quanto sẽ bị nuốt chửng rồi đến Izu, chỉ sau khi ta chết, các daimyo mới bắt đầu đánh nhau. Nhưng tại sao ạ, à, thưa đại nhân?" Omi đánh liều hỏi. "Bởi vì ta có quá nhiều kẻ thù. Ta làm chủ Quanto, ta đã chiến trận hơn 40 năm và chưa thua trận nào. Tất cả bọn họ đều sợ ta. Ta biết trước tiên những con kền kền đó sẽ xúm lại để tiêu diệt ta. Sau đó, họ sẽ tiêu diệt nhau nhưng trước hết họ sẽ kết liên để tiêu diệt ta nếu họ có thể làm được tất cả các ông hãy hiểu rõ ta là mối đe dọa duy nhất cho iaemon mặc dù ta không phải là mối đe dọa gì hết đó mới là sự chớ trêu tất cả đều tin là ta muốn làm shogun còn ta thì không đây là một cuộc chiến tranh khác không cần thiết một chút nào hết naga phá vỡ sự yên lặng thưa đại nhân vậy người sẽ làm gì ạ hả người sẽ làm gì rõ ràng là bầu trời đỏ thắm toranaga nói nhưng đại nhân nói là họ sẽ nuốt chúng ta họ sẽ nếu ta cho họ thời gian nhưng ta sẽ không cho họ một chút thời gian nào hết chúng ta sẽ bước vào chiến tranh ngay lập tức nhưng còn những cơn mưa những cơn mưa thì sao ạ chúng ta sẽ đến kyoto ướt nóng được hôi thối và ướt át bất ngờ cơ động táo bạo và thời điểm sẽ giành được thắng lợi nick yabusan nói đúng đấy. súng sẽ bạt một con đường xuyên qua núi trong một tiếng đồng hồ họ thảo luận kế hoạch và sự thuận lợi của một cuộc chiến tranh rộng lớn trong mùa mưa một chiến lược chưa hề được nghe nói đến sau đó naga cho họ giải tán trừ Mariko. Ông bảo Naga ra lệnh cho Anjin San đến. Bề ngoài tất cả đều tỏ ra hăm hở khi quyết định được công bố, đặc biệt là Toranaga và Buntaro. Chỉ có Omi là rẻ dặt suy tư và không bị thuyết phục. Toranaga loại trừ Igurashi vì ông biết, một cách đúng đắn, người lính này sẽ chỉ làm những điều Iabu ra lệnh. Ông đã cho Iabu lui coi ông ta như vật đem cầm chắc chắn là phản phúc nhưng vẫn là vật đem cầm. Omi là người duy nhất có giá trị, ông nghĩ thế. Ta tự hỏi không hiểu anh ta có phán đoán được điều ta thực sự định làm không. Mariko-san, hãy khéo léo tìm hiểu xem hợp đồng của người kỹ nữ đó đáng giá bao nhiêu. Nàng chớp mắt. Kikusan, thưa đại nhân, phải bây giờ thưa đại nhân ngay bây giờ tối nay là tuyệt vời ông nhìn nàng một cách dịu dàng hợp đồng của thị không nhất thiết là cho ta có lẽ là cho một trong các tướng của ta tôi nghĩ giá cả còn tùy thuộc ở người nào thưa đại nhân ta chắc vậy nhưng hãy đặt một giá tất nhiên cô gái đó có quyền từ chối nếu cô ta muốn khi tên của Samurai được nhắc tới. Nhưng hãy nói với Mama-san của cô ta là ta không nghĩ cô gái lại sắc sược, không tin sự lựa chọn của ta cho cô ấy. Hãy nói với bà chủ rằng Kiku là phu nhân loại một của Mishima, chứ không phải là Iedo, Osaka hay Kyoto. Toranaga nói thêm một cách vui vẻ. Vì vậy, ta sẽ trả theo giá của Mishima chứ không phải là giá của Iedo, Osaka hoặc Kyoto. Dạ thưa đại nhân, vâng tất nhiên rồi ạ. Toranaga nhích vai cho đỡ đau và di chuyển những thanh gươm. Xin để tôi xoa bóp cho đại nhân thưa ngài, hay để tôi gọi Sugo ạ? À? Không, cảm ơn, ta sẽ gặp Sugo sau. Toranaga đứng lên, tiểu tiện một cách hết sức khoan khoái, rồi lại ngồi xuống ông mặc một chiếc kimono lụa nhẹ ngắn màu xanh và đi đôi dép rơm giản dị chiếc quạt của ông màu xanh được trang trí bằng tiêu ngữ của ông mặt trời ở dưới thấp những đám mây mưa kéo nặng trời đời sống thật là vĩ đại ông nói một cách sung sướng ta gần như nghe được từng cơn mưa đợi ra đời vâng nàng nói Toranaga suy nghĩ một lúc, rồi ông nói như thơ. Bầu trời, bị mặt trời đun cháy, khóc, những giọt nước mắt sinh sôi. Mariko để tâm trí chơi trò thơ phú với ông, trò chơi rất phổ biến đối với hầu hết các samurai, họa lại bài thơ của ông. Sau một lát, nàng đáp lại. Những cánh rừng, gió làm bị thương, khóc, lá rụng. Hay lắm, phải, rất hay. Toranaga hài lòng nhìn nàng. Thích cái, ông đã nhìn thấy. Nàng mặc kimono màu xanh nhạt trang trí hình lá tre, giải lưng theo màu xanh sẫm, còn ô màu da cam. Mái tóc đen dưới chiếc mũ rộng vành. Ông nhớ lại một cách lưu luyến khi tất cả bọn họ, ngay cả nhà độc tài Goroda cũng ao ước nàng và cha nàng akechi jinsai đã giới thiệu cô con gái đầu lòng của mình tại triều đình goroda và nakamura vị tai cô tương lai đã van xin nhà độc tài cho ông ta cô con gái goroda cười và công khai gọi ông ta là ông tướng khỉ nhỏ bé bất kham của mình và đã nói với ông ta hãy cứ bám lấy chiến trận nông dân đừng đấu tranh để bám lấy những lỗ quý tộc akechi jinsai đã công khai khinh miệt nakamura kẻ cạnh tranh ân sủng của goroda đó cũng là lý do chính vì sao nakamura rất muốn đập tan ông ta và cũng chính vì thế mà nakamura thích thú nhìn thấy buntaro quằn quại nhiều năm buntaro người đã được trao cho cô gái để gắn chặt khối liên minh giữa goroda và toda hiromatsu ta không hiểu Toranaga tự hỏi một cách nghịch ngợm. Nếu Buntaro chết, liệu nàng có bằng lòng làm thiếp của ta không? Toranaga luôn thích những phụ nữ có kinh nghiệm, vợ quá, những người đã ly dị, nhưng không quá đẹp hoặc quá thông minh, quá trẻ hay quá cao sang. Toranaga cười một mình. Ta sẽ không bao giờ hỏi nàng, bởi vì nàng là tất cả những gì ta không muốn có ở một người thiếp chỉ trừ tuổi tác của nàng là tuyệt vời. Thưa đại nhân, nàng hỏi. Ta đang nghĩ về bài thơ của nàng đấy, Mariko San. Ông nói càng vui vẻ hơn rồi thêm. Tại sao giá băng, mùa hè, đến và rơi, mùa thu huy hoàng? Mariko đáp lại. Nếu tôi có thể dùng từ như những chiếc lá rơi, thơ tôi sẽ kết một ngọn lửa mừng toranaga cười và cúi chào với một vẻ khiêm nhường nhạo báng tôi xin nhường thắng lợi mariko san phần thưởng sẽ là gì nhỉ một chiếc quạt hay là một cái khăn choàng tóc nàng cảm ơn đại nhân nàng trả lời vâng bất cứ cái gì đại nhân vừa ý mười nghìn cô cu hàng năm cho con trai nàng nhé Ôi thưa đại nhân, chúng tôi không xứng đáng một ân sủng như vậy đâu ạ. À. Nàng đã giành thắng lợi, thắng lợi và nhiệm vụ cần phải được tặng thưởng. Saruji bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 15 gần 15 ạ. À. à phải rồi, nó đã đính hôn với cháu gái nội của Chúa Kiyama mới đây phải không? Vâng thưa đại nhân, vâng, đó là tháng 11 năm ngoái, tháng xương trắng hiện nay cháu đang ở osaka cùng với chúa kiyama tốt mười nghìn cô cô bắt đầu ngay thức khắc ngày mai ta sẽ gửi thư cho chính quyền thôi thơ ca như thế đủ rồi xin cho ta biết ý kiến của nàng đi thưa đại nhân ý kiến của tôi là tất cả chúng tôi đều an toàn trong tay người cũng như đất nước này an toàn trong tay người ta muốn nàng nói nghiêm chỉnh cơ thưa đại nhân tôi rất nghiêm chỉnh đấy ạ xin cảm ơn người vì ân sủng đối với con trai tôi điều đó thật là hoàn hảo tôi tin tất cả những gì người làm đều là đúng có đức phải có đức mẹ đồng trinh tôi thề là tôi tin như thế tốt nhưng ta vẫn muốn nghe ý kiến của nàng ngay lập tức marico đáp lại một cách thoải mái như hai người ngang hàng trước tiên Ngài nên bí mật đưa chúa Zataki trở về phía của Ngài. Tôi ước đoán hoặc Ngài đã biết cách làm thế nào rồi. Hay có lẽ đúng hơn, Ngài đã có một thỏa thuận bí mật với người anh em của mình. Và Ngài bày ra sự phản bội huyền bí trước tiên để đưa Isido vào một tình thế giả. Sau nữa, Ngài sẽ không bao giờ tiến công trước. Ngài không bao giờ. Ngài vẫn luôn luôn khuyên kiên nhẫn. Và Ngài chỉ tiến công khi đã chắc thắng vì vậy công khai ra lệnh bầu trời đỏ thắm chỉ là một sự đánh lạc hướng khác tiếp nữa thời cơ ý kiến của tôi là đại nhân nên làm cái mà đại nhân sẽ làm giả vờ ra lệnh bầu trời đỏ thắm nhưng không bao giờ thực hiện điều này sẽ đẩy isido lâm vào tình thế bối rối bởi vì rõ ràng bọn gián điệp ở đây và iedo sẽ báo cáo kế hoạch của đại nhân và Isido sẽ phải phân tán lực lượng như một đàn gà gô trong thời tiết xấu, chuẩn bị cho một sự đe dọa không bao giờ có thật. Trong thời gian đó, đại nhân sẽ để hai tháng tới tập hợp đồng minh, phá hoại đồng minh của Isido và đập vỡ khối liên minh của ông ta bằng mọi cách. Đại nhân phải làm được việc này. Và tất nhiên, đại nhân phải nhử Isido ra khỏi lâu đài Osaka. Nếu ngài không làm như vậy, thưa đại nhân, ông ta sẽ thắng. Hay ít nhất là ngài cũng mất Shogun. Toranaga sẵn giọng không còn vui vẻ nữa. Ta đã nói rõ ràng về chuyện đó rồi, và nàng đã quên mất địa vị của mình rồi đấy. Mariko nói một cách bất cần và vui vẻ. Hôm nay, tôi phải nói những điều bí mật thưa đại nhân, nhưng vì con tin, họ là một lưỡi dao trong tim đại nhân đấy. Họ thế nào? Thưa đại nhân, Xin người hãy kiên nhẫn với tôi, có thể tôi sẽ không bao giờ có thể nói được với đại nhân như Anjin San gọi là cách nói riêng cởi mở của người Anh. Đại nhân sẽ không bao giờ còn lại một mình như chúng ta trong lúc này. Tôi xin lỗi đại nhân vì thái độ sắc sược của mình. Mariko lấy lại nghị lực và khôn ngoan tiếp tục nói như một người ngang hàng. Ý kiến dứt khoát của tôi là Nagasan nói đúng, đại nhân phải trở thành Shogun nếu không đại nhân sẽ không làm được nhiệm vụ của mình đối với hoàng đế và dòng họ Minowara. Tại sao nàng dám nói một điều như vậy? Mariko vẫn bình thản. Rõ ràng cơn giận của Toranaga không động chạm chút nào tới nàng. Tôi khuyên đại nhân hãy lấy Ochiba phu nhân. Tám năm nữa, Iaemon mới đủ lớn. Về mặt pháp luật, để thừa hưởng. Đó là cả một thiên thu. Ai biết đâu cái gì sẽ xảy ra đến trong 8 tháng, nói gì đến 8 năm. Cả gia đình của nàng có thể bị xóa bỏ trong 8 ngày đấy. Vâng, thưa đại nhân, nhưng điều đó không liên quan gì tới đại nhân và nhiệm vụ của người và vương triều. Và với một vẻ nghiêm trang nhạo báng, nàng nói thêm, "Và bây giờ, người cố vấn trung thành của đại nhân có thể tự sát hay để sau đó ạ?" À? Mariko giả vờ ngất xỉu. Toranaga ngẩn ngơ chố mắt trước sự trơ tráo không thể nào tin được của nàng. Rồi ông gầm lên cười, lấy nắm tay đấm xuống đất. Khi đã có thể nói được, ông nói nghẹn cả giọng: "Ta sẽ không bao giờ hiểu được nàng Mariko-san." "À nhưng thưa đại nhân, người hiểu đấy ạ." Nàng vừa nói, vừa gạt những giọt mồ hôi khỏi trán đại nhân đã nhân từ cho kẻ chư hầu tận tụy này làm cho đại nhân cười nghe những yêu cầu của nó nói những điều cần phải nói xin đại nhân tha thứ cho sự hỗn láo của tôi tại sao vậy hả tại sao toranaga mỉm cười ân cần vì những con tin thưa đại nhân nàng nói một cách đơn giản à họ toranaga trở nên nghiêm chỉnh vâng tôi phải đi osaka phải, ông nói, ta biết mà. Có Naga đi kèm. Blackthorn lê bước phiền muộn xuống đồi tiến về phía hai bóng người ngồi trên tấm chăn giữa vòng lính gác. Phía xa là dặn núi vút lên phía chân trời mây phủ. Trời oi bức. Đầu anh đau nhức nhối vì nỗi đau buồn mấy hôm vừa rồi. Lo lắng cho Mariko, và đã từ lâu không thể nói chuyện được gì hết ngoài tiếng Nhật. Giờ đây, anh đã nhận ra rằng một chút đau khổ đã hết. Đã nhiều lần anh tới nhà Omi để tìm Mariko hoặc để hỏi thăm về nàng. Các samurai luôn luôn xua anh đi, lịch sự nhưng cương quyết. Omi đã nói với anh như một Tomodaski, Một người bạn là nàng vẫn khỏe mạnh, đừng lo Anjin-san. Ông có hiểu không? Có, anh đã nói hiểu, nhưng chỉ có điều anh không thể gặp được nàng. Rồi anh đã được Toranaga gọi đến và đã muốn nói với anh rất nhiều, nhưng vì anh thiếu từ nên chẳng thể làm nổi được những điều gì, chỉ làm cho Toranaga bực bội. Fujiko đã đi thăm Mariko nhiều lần, khi nàng trở về, nàng luôn nói Mariko vẫn khỏe mạnh và nói thêm lần nào cũng giống lần nào. Đừng lo, đại nhân hiểu không? Đối với Buntaro, dường như đã không có chuyện gì xảy ra. Họ chào hỏi mấy lời lịch sự khi gặp nhau ban ngày. Ngoài việc thỉnh thoảng dùng nhà tắm, Buntaro giống như bất cứ một samurai nào khác ở Anjiro, không thân mật, cũng chẳng ra lạnh nhạt. Từ sáng sớm đến tối mịt, Blackthorn bị săn đuổi bởi cuộc tập ngày một khẩn trương. Anh đã phải cố nén nỗi buồn chán của mình để cố gắng dạy, cố gắng học tiếng. Đến tối, anh luôn thấy kiệt sức, nóng, mồ hôi, nước mưa ướt đẫm và cô đơn. Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như thế, cảm thấy một cách sâu sắc làm mình không thuộc cái thế giới xa lạ này. Rồi là nỗi kinh hoàng bắt đầu ba hôm trước đây đó là một ngày ẩm ướt một ngày dài vào lúc chẳng vạng anh mệt mỏi cưỡi ngựa về và lập tức cảm thấy có điều gì không hay tràn ập vào nhà mình fujiko chào mừng anh một cách sợ hãi nan densuka nàng trả lời lặng lẽ dài dòng mắt cúi nhìn xuống nakare -mesen. tôi không hiểu nanesuka anh hỏi lại mất kiên nhẫn cơn mệt mỏi làm anh cáu bẳn rồi nàng vẫy tay anh ra vườn nàng chỉ lên mái nhà nhưng anh thấy mái không sao hết lại nói lại ra hiệu và cuối cùng anh trở hiểu ra là nàng chỉ lên nơi anh treo con gà lôi ồ tôi quên khuấy mất chuyện đó watashi nhưng anh không nhớ ra từ anh nhún vai một cách mệt mỏi tôi hiểu con gà lôi làm sao các đầy tớ nhìn anh từ các cửa và cửa sổ rõ ràng là sợ đến hóa đá nàng lại nói anh tập trung nghe nhưng những từ của nàng không có ý nghĩa gì wakari fujiko san tôi không hiểu fujiko san nàng hít một hơi dài rồi lảo đảo bắt trước người đem con cả lôi khiêng đi chôn bắt đầu có mùi à anh hỏi vì anh không biết từ tiếng nhật nên anh bịt mũi và bắt trước mùi hôi thối nàng bắt trước tiếng của lũ ruồi và bằng tay nàng vẽ bức tranh của đàn ruồi bay lên trước đây thì anh đã xin lỗi và nếu anh biết từ thì anh đã nói tôi xin lỗi vì điều bất tiện đó nhưng anh chỉ nhún vai cựa mình cho khỏi đau vai và lẩm bẩm SIGATA ganai chỉ muốn tuồn vào nhà tắm và xoa bóp niềm vui duy nhất có thể làm cho cuộc sống này chịu nổi mặc sát nó anh nói bằng tiếng anh và quay đi nếu tôi ở nhà hẳn tôi đã nhận thấy rồi mặc sát nó jojo SAN shigata ganai anh nhắc lại to hơn Ai lấy nó đấy? Uekia. Ồ, cái lão thủ dâm đó. Uekia, người làm vườn. Ông già móm tốt bụng. Người chăm nom những cây cối với bàn tay âu yếm và làm cho vườn của anh đẹp. Tốt, gọi ông ta đi. Fujiko lắc đầu, mặt nàng trở nên trắng bệnh. Nàng thì thào. Uekia, Sida, Desu, Sinda, Desu. Thế nào? Tại sao, tại sao ông ta chết? Tay nàng chỉ lên chỗ con gà lôi trước đây và nói những lời rất dịu dàng. Sau đó, nàng bắt trước lưỡi gươm chặt. Trời đất ơi! Nàng đã giết chết ông già đó chỉ vì một con gà lôi thối đáng nguyền rủa đó ư? Ngay lập tức, tất cả các đầy tớ chạy ùa ra vườn quỳ xuống. Họ dập đầu xuống đất và trở thành băng giá cả những đứa con nhỏ của những người làm bếp nữa. Có cái chuyện gớm ghiếc gì thế này?" Blackthorn điên cuồng hỏi. Fujiko chờ đợi một cách can đảm cho đến khi tất cả mọi người đều có mặt, rồi cả nàng cũng quỳ xuống cúi chào như một samurai, chứ không phải là một nông dân. "Gomen nasai, dozo gomen na. Cái đồ mắc dịch với cái gomen nasai nhà cô. Cô có quyền gì mà làm điều đó hả? anh bắt đầu chửi rủa nàng thậm tệ. Tại sao? Cô không hỏi tôi trước đã, hả? Sau cuộc họp với các tương lãnh, Toranaga giữ Mariko để nói chuyện riêng Mariko dũng cảm nói chuyện thẳng thắn với Toranaga về những toan tính bí mật của ông. Mấy hôm nay, Blackthorn lo lắng cho sức khỏe của Mariko. Nhiều lần anh tới nhà Omi để tìm Mariko, nhưng đều bị các samurai ngăn cản. Anh đành cố giảm bớt sự buồn chán của mình bằng việc học và nói tiếng Nhật. Chưa bao giờ Blackthorn lại thấy cô đơn ở đất nước xa lạ này như thế. Rồi một chuyện tồi tệ nữa xảy ra khi anh trở về nhà của mình chỉ vì một con gà chết mà fujiko đã giết chết ông già làm vườn để biết blackthorn xử lý sự việc tồi tệ này ra sao các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết shogun của nhà văn người mỹ james curveil qua giọng đọc phát thanh viên hải yến Blackthorn cố gắng tự kiềm chế mình. Biết rằng tất cả gia nhân nhà anh hiểu anh có quyền băm nhỏ Fujiko và tất cả bọn họ thành từng mảnh ở ngay trong vườn này vì họ đã làm phật ý anh. Hoặc không vì lý do gì hết và ngay cả Toranaga cũng không có quyền gì can thiệp việc anh giải quyết công việc nhà anh. Anh nhìn thấy một em bé run lên vì kinh hoàng và hốt hoảng. Chúa Giêsu trên trời hãy cho con sức mạnh. Anh giữ lấy cái cọc cho khỏi loạn choạng. Không phải lỗi của cháu. Anh nghẹt thở, nhận ra là không phải mình đang nói tiếng Nhật. Lỗi tại cô ta, của cô đồ chó cái sát nhân. Fujiko chậm chạp nhìn lên. Nàng nhìn thấy ngón tay buộc tội và sự căm ghét trên nét mặt anh. Nàng thì thào ra lệnh cho Nigatsu, người đầy tớ của nàng. Nigatsu lắc đầu và bắt đầu van xin. Ima! Cô hầu chạy đi. Cô quay lại với một thanh gươm, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Fujiko cầm thanh gươm đưa cho Blackton bằng cả hai tay. Nàng nói và mặc dầu anh không hiểu tất cả mọi từ, anh biết là nàng nói. Thiếp chịu trách nhiệm, xin hãy kết liễu đời thiếp vì đã làm cho đại nhân không vừa ý. Anh nắm lấy thanh gươm và quăng nó đi. Nàng tưởng như vậy sẽ đem nổi Uê Kia trở lại cuộc đời này được ư? Rồi đột nhiên, anh nhận ra điều gì anh đã làm và điều anh đang làm lúc này. Ôi lạy chúa! Anh rời họ. Trong cơn tuyệt vọng, anh ra mua đất ngoài làng, gần miếu thờ bên cạnh cây bách già và anh khóc anh khóc bởi vì một người tốt đã chết một cách vô lý và bởi vì bây giờ anh biết là chính anh đã giết ông ta. Đức Chúa hãy tha thứ cho con. Trách nhiệm ở con chứ không phải là ở Fujiko. Chính con đã giết ông ấy. Vì con đã ra lệnh, ngoài con ra không ai được động tới con chim đó. Và vì con đã hỏi nàng là mọi người đã hiểu điều đó chưa? Và nàng trả lời là có. Con đã ra lệnh với vẻ nghiêm chỉnh nhạo báng, Nhưng bây giờ thôi cũng không sao. Con đã ra lệnh, biết luật pháp của họ và biết phong tục của họ. Ông già ấy đã phá vỡ cái luật ngu xuẩn của con và Fujiko-san còn biết làm thế nào được nữa. Tội đáng trách. Cuối cùng, nước mắt đã cạn. Bây giờ đêm đã khuya, anh quay về nhà. Fujiko vẫn đợi anh như thường lệ, nhưng có một mình. Thanh gươm đặt ngay trong lòng nàng, nàng dâng cho anh. Dojo, dojo anjin san. Ie, nàng nói và cầm lấy thanh gươm giống như phong tục Ie, Fujiko san, Shigata ganai nek, kama nek. Anh chạm vào nàng, xin lỗi anh biết nàng đã phải chịu đựng khổ sở bởi sự ngu xuẩn của anh Đứng mắt nàng trào ra arigato arigato gogo go, jimashita anjinsan nàng nói tiếng vỡ ra gomen nasai tim anh thương cảm phải bởi lách suy nghĩ với nỗi buồn thống thiết phải thế đó nhưng vẫn không lấy đi được sự nhục nhã của nàng, hoặc đem Uekia trở lại với cuộc đời. Ngươi là kẻ đáng trách, đáng lý, ngươi phải hiểu biết hơn chứ. Naga nói, Anjin San. Vâng, Naga San. Anh cố lôi mình ra khỏi điểm ân hận, nhìn xuống người thanh niên đang đi bên cạnh anh. Xin lỗi, ông nói sao? Tôi nói tôi hy vọng làm bạn ông. Vâng cảm ơn ông. Vâng, có lẽ ông... Tiếp theo là những tiếng nói líu xíu bởi Lecton không hiểu gì. Thưa ông... Dạy... Nách... Hiểu dạy... Dạy về thế giới. À vâng, hết sức xin lỗi. Dạy cái gì cơ chứ? Về những đất nước khác, những đất nước bên ngoài thế giới. Nách... À, bây giờ mới hiểu. Vâng, cố gắng họ đã tới gần những người khác. Bắt đầu ngày mai, Anjin-san, bạn, Nek. Vâng, Nagasan, cố gắng. Tốt, rất hài lòng. Naga gật đầu. Khi họ tới gần những người samurai, Naga ra lệnh cho họ tránh sang bên, ra hiệu cho họ. Blackthorn vào một mình. Anh vâng theo, cảm thấy mình rất đơn độc trong vòng người. Ohio Toranagasama Ohio, Mariko-san Anh vừa nói vừa đến bên họ Ohio, Anjin-san Jojo Sugaru Chào Anjin-san mời ngồi Mariko mỉm cười với anh Ohio, Anjin-san Ikaga Desuka Yodomo Blackton nhìn nàng Anh sung sướng được gặp lại nàng sự hiện diện của nàng làm cho tôi vui sướng, vô cùng vui sướng. Anh nói bằng tiếng Latin. Cả chàng nữa, được gặp chàng thật là điều tốt đẹp, nhưng chàng có bóng u ám, tại sao vậy? Có chuyện gì thế? Toranaga hỏi. Nàng kể cho ông nghe những điều đã được nói. Toranaga gầm gừ rồi ông nói. Chủ thiếp nói trông chàng lo phiền Anjinsan. Thiếp cũng phải đồng ý ngài hỏi cái gì đang làm chàng bận tâm vậy? Ồ, không có cái gì cả, không có gì hết. Nan ra, Toranaga hỏi trực tiếp. Nan ra, Blackthorn đáp lại ngoan ngoãn. Ue kia, anh nói vô vọng. Hai, Ue kia. Asodesu, Toranaga nói rất dài với Mariko. Chủ của thiếp nói là Ông không cần phải buồn vì ông lão làm vườn Ngài bảo thiếp nói với chàng tất cả đã được giải quyết một cách chính thức Ông lão làm vườn hoàn toàn hiểu điều ông ta làm mà Tôi không hiểu Vâng, rất khó giải thích để anh hiểu Nhưng anh có thấy không An Jin San Con gà lôi bị thối giữa trong nắng ruồi bâu kinh khủng Sức khỏe của anh, vợ anh, của toàn thể gia đình anh đang bị đe dọa Và xin lỗi, cũng có vài lời kêu ca rất thận trọng của người phụ trách các gia nhân, nhà Omisan và những người khác. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của chúng tôi là cá nhân không bao giờ làm phiền đến các hoa, sự hài hòa của cả một nhóm anh nhớ không? Vì vậy, cần phải làm một việc gì đó. Anh thấy đó, hôi thối, mùi hôi thối rất khó chịu đối với chúng tôi. Đó là cái mùi tồi tệ nhất trên đời đối với chúng tôi. Xin lỗi, tôi đã định nói với anh, nhưng mà, vâng, đó là một trong những điều làm chúng tôi hơi phát điên. Người phụ trách gia nhân của anh. Tại sao không có một người nào đó đến tôi ngay? Tại sao không ai bảo tôi?" Blackton hỏi. "Con gà lôi đối với tôi là vô nghĩa. Nói cái gì được chứ? Anh đã ra lệnh ai là chủ gia đình. Họ không biết phong tục của anh." Hoặc phải làm gì hơn là giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan theo phong tục của chúng tôi? Nàng nói với Toranaga một lát, giải thích những điều Blacktham nói, và rồi lại quay lại. Điều đó làm anh đau đớn không? Anh có muốn em nói tiếp không? Có, Mariko-san xin em nói tiếp đi. Anh có chắc vậy không? Có. Vậy, người phụ trách gia nhân người đầu bếp răng nhỏ triệu tập một cuộc họp các đầy tớ của anh, Anjin San, Mura xã trưởng, được yêu cầu tham dự chính thức. Cuộc họp quyết định không thể yêu cầu Eta trong làng đem đi. Đây là một vấn đề gia đình. Một trong những người đời tớ phải mang nó đi chôn. Mặc dù anh đã ra lệnh tuyệt đối không được ai chuyển nó đi cả và không được ai động đến nó, rõ ràng vợ anh có nhiệm vụ phải để cho mệnh lệnh của anh được tuân theo ông lão làm vườn yêu cầu được phép mang nó đi gần đây lúc thức cũng như khi ngủ ông bị đau đớn khủng khiếp ở vùng bụng ông cảm thấy lúc quỳ lúc làm cỏ khi trồng cây là rất mệt nhọc và không thể làm công việc của mình như ý mình mong muốn người nấu bếp thứ ba cũng đề nghị như vậy anh ta nói rằng mình còn rất trẻ, ngu ngốc và đời anh chẳng đáng kể gì đối với công việc trọng đại như vậy. Nhưng cuối cùng, ông lão làm vườn được vinh dự đó. Sự thực, đó là một niềm vinh dự lớn an dinh san. Với một sự long trọng lớn lao, tất cả đều cúi chào ông, và ông cũng cúi chào lại, sung sướng đem cái vật đó đi chôn trước sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Khi trở về, Ông đến thẳng Fujiko-san, nói với nàng việc ông đã làm, là ông đã không tuân theo luật của anh, Nek. Nàng cảm ơn ông vì đã từ bỏ được mối nguy hiểm đó, rồi bảo ông đợi. Công việc đã được làm một cách chính thức. Em nói với nàng là em không biết Anjin-san. Em hỏi Butaro-san, nhưng ông ấy cũng không biết. Vì anh mọi chuyện thật là phức tạp vì thế Buntaro hỏi chính thức Chúa Toranaga. Chúa Toranaga đích thân gặp vợ anh. Mariko quay về phía Toranaga và nói lại với ông, nàng đã kể đến chỗ nào như ông yêu cầu. Toranaga nói nhanh. thon nhìn họ, người đàn bà nhỏ nhắn đáng yêu và người đàn ông gọn gàng rắn như đá, thắt lưng chặt quanh bụng to. Toranaga không nói bằng tay như nhiều người, mà để hai bàn tay yên, tay trái đặt ở đùi, tay phải luôn nắm đốc kiếm. Hai, Toranaga Sama hai. Mariko liếc nhìn Blackton và tiếp tục một cách hình thức. Chúa công của em yêu cầu em giải thích. Xin lỗi anh, nếu anh là người Nhật thì sẽ không có gì là khó khăn, Anjin-san ông lão làm vườn đó lẽ ra chỉ việc đi ra nghĩa địa để lĩnh nhận sự giải thoát nhưng xin tha lỗi cho em anh là người ngoại quốc mặc dù chúa toranaga đã phong cho anh là hatamoto một trong những chư hầu riêng của người và đó là một vấn đề quyết định xem anh có chính thức là một samurai hay không em lấy làm vinh dự báo để anh biết anh đã là một samurai và anh có quyền của một samurai vì vậy mọi sự đã được giải quyết ngay tức khắc và trở nên dễ dàng một tội lỗi đã mắc phải lệnh của anh đã bị cố tình không tuân theo luật pháp đã rõ ràng không còn sự lựa chọn nào khác nhưng chúa toranaga biết anh hay xúc động đối với sự giết chóc như vậy để tránh cho anh nỗi đau đớn người đã đích thân ra lệnh cho một samurai của người đưa ông lão làm vườn vào cõi mênh mông nhưng tại sao không có ai hỏi tôi trước cái con gà lôi ấy có ý nghĩa gì đối với tôi đâu cơ chứ con gà lôi không dính dáng gì tới chỗ này an dinh san nàng giải thích anh là chủ gia đình luật pháp nói rằng không một ai trong gia đình anh có thể là không tuân theo anh ông lão làm vườn cố tình phá vỡ luật pháp cả thế giới này sẽ tan ra từng mảnh nếu người ta được phép coi thường luật pháp toranaga chen vào nói với nàng nàng lắng nghe trả lời một vài câu hỏi rồi toranaga ra hiệu cho nàng tiếp tục nói hai chúa toranaga muốn em bảo đảm với anh là chính người ta đã thấy ông lão làm vườn đã có một cái chết nhanh chóng không đau đớn và vinh hạnh mà ông xứng đáng thậm chí người còn cho gã samurai mượn thanh gươm của người thật sắc và xin nói để anh biết ông lão làm vườn rất kiêu hãnh là trong những ngày tàn ông đã có thể giúp đỡ cho ngôi nhà của anh anjin san kiêu hãnh là ông đã có thể giúp đỡ để dựng địa vị samurai trước tất cả mọi người trên hết ông kiêu hãnh vì vinh dự dành cho ông sự hành quyết công khai không được áp dụng anjin san Chúa Toranaga muốn em nói rõ điều này với anh như vậy. Cảm ơn Mariko San. Cảm ơn vì đã làm mọi sự rõ ràng. Blackthorn quay lại Toranaga, cúi chào theo đúng phép tắc. Jomo Toranaga Sama, Jomo Arigato, Wakari samu, Domo. Toranaga chào lại vẻ hài lòng. Tốt, thôi đừng lo nữa. "Hả? Ông có thể làm được việc gì?" "Không được gì cả." Blackthorn trả lời câu hỏi Toranaga hỏi anh về việc huấn luyện súng hỏa mai, nhưng tất cả những điều họ nói đều không lọt tới anh. Đầu óc anh còn quay cuồng với câu chuyện anh đã được nghe kể. Anh đã lăng mạ Fujiko trước mặt tất cả các gia nhân và đã lăng mạ lòng tin của cả gia đình trong khi Fujiko chỉ làm những điều đứng đắn, tất cả mọi người khác nữa cũng vậy. Fujiko không có lỗi gì, tất cả mọi người đều không có lỗi gì trừ ta. Ta không thể không làm những cái đã được làm, cả đối với Uekia cũng như đối với nàng hoặc đối với họ. Tại sao ta có thể sống nổi với nỗi hổ thẹn này? anh ngồi xếp bằng trước mặt Toranaga gió biển nhẹ nhẹ khẽ lay chiếc kimono gươm dắt thắt lưng anh nghe và trả lời một cách lờ mờ không có gì quan trọng chiến tranh sắp tới nàng đang nói bao giờ anh hỏi lại sắp đến nơi rồi nàng trả lời bởi vậy anh phải đi ngay với em anh sẽ đi cùng với em một đoạn đường Anjinzan bởi vì em sẽ đi Osaka nhưng anh đi tiếp iedo bằng đường bộ để chuẩn bị tàu của anh cho chiến tranh đột nhiên sự yên lặng gần như tuyệt đối rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển anh cảm thấy phổi mình như sắp vỡ tung ra mỗi đường gân thớ thịt trong người anh đều kêu lên kinh hoàng anh cố gắng đứng lên nhưng không thể được anh thấy tất cả những người khác cũng bất lực như vậy Toranaga và Mariko dùng cả hai tay hai chân bám chặt lấy đất một cách tuyệt vọng. Tiếng gầm rung chuyển đầy tai ương phát ra từ mặt đất và bầu trời. Nó bao vây lấy họ, lớn lên, lớn mãi cho đến khi tai họ như sắp vỡ toác. Họ trở thành một phần của sự mê loạn. Trong một khoảnh khắc, sự mê loạn dừng lại, cơn choáng váng vẫn tiếp tục. Anh thấy sự nôn nao tăng lên. trí óc không thể nào tin được của anh kêu thét lên đây là đất vững chắc và an toàn, không phải là biển, nơi thế giới trao đảo từng lúc. Anh nhổ ra để xuôi đi cái vị tẩm lợm, nắm chặt lấy mặt đất rung chuyển, ở mãi, ở mãi. Một thác đá ở núi phía bắc bắt đầu gầm rú lao xuống thung lũng bên dưới, thêm vào với sự hỗn loạn. Một phần doanh trại của các samurai biến mất. Anh bò bằng tay và đầu gối. Toranaga và Mariko cũng làm như vậy. Anh nghe thấy mình la lên, nhưng không một âm thanh nào dường như thoát ra từ đôi môi của anh hoặc của hai người kia. Sự chấn động dừng lại. Mặt đất lại vững chắc trở lại, vững chắc như nó vẫn từng vững chắc, vững chắc như nó luôn phải như vậy. Bàn tay, đầu gối và cả người anh run lên không sao kiềm chế nổi anh cố gắng giữ cho chúng yên và lấy lại hơi thở rồi mặt đất lại gầm réo trận động đất thứ hai bắt đầu nó dữ dội hơn lần trước rồi đất nứt toác ở phía cuối cao nguyên vết nứt toác này xô lại phía họ với một tốc độ không thể nào tin được cách đó chừng năm bước và toác nứt tiếp Đôi mắt không tin được là thật của anh, nhìn thấy Toranaga và Mariko bập bênh trên bờ vực nứt, nơi trước đây là mặt đất vững chắc. Như trong một cơn ác mộng, anh thấy Toranaga gần miệng vực nhất. Ông bắt đầu nhào xuống đó. Anh chợt tỉnh khỏi cơn bằng hoàng lao lên, bàn tay phải của anh nắm lấy đai lưng của Toranaga, mặt đất lắc lư như là một chiếc lá trong gió. Vết nứt sâu hai mươi bước rộng 10 bước và toát lên mùi tử khí. Bùn và đá chút xuống lôi theo Toranaga và cả anh xuống. Blackthorn vật lộn tìm chỗ, biếu tay, biếu chân, lao vào Toranaga để cứu. Lúc này, ông đã bị kéo xuống vực. Vẫn còn chưa hết choáng váng. Toranaga móc ngược chân vào mặt tường và Blackthorn nửa kéo, nửa khiêng ông ta. Cả hai nằm thở hổn hển ở chỗ an toàn. Lúc đó, lại có một chấn động nữa. Mặt đất lại nứt. Mariko kêu thét. Nàng cố bò đi, nhưng vết nứt mới này đã nuốt lấy nàng. Blackthorn điên cuồng bò lên mép, cú choáng làm cho anh mất thăng bằng. Trên bờ vực, anh nhìn xuống, nàng đang run rẩy bám vào vách đá ở dưới sâu vài phút. Mặt đất trao đảo. Vực sâu chừng 30 bước, rộng 10 bước, miệng vực vỡ dưới chân anh một cách bệnh hoạn anh trườn người xuống bùn và đá làm cho anh mù cả mắt anh nắm lấy nàng kéo nàng an toàn vào một vách đá khác cả hai cùng cố giữ thăng bằng và lại một chấn động nữa vắt đá gần lở ra cả hai tuột đi rồi bàn tay sắt của toranaga chộp lấy đai lưng của anh ngăn họ khỏi rơi vào địa ngục Lạy chúa tôi! Blackthorn kêu lên. Hai cánh tay anh dường như tung ra, trong khi anh cố giữ lấy nàng và tìm chỗ bám bằng chân và tay kia. Toranaga nắm lấy anh, cho đến khi họ dừng lại được trên một bãi hẹp. Đai lưng đứt. Giây phút yên tĩnh đã cho Blackthorn có thời giờ để đưa nàng vào bãi đất. Đất đá vụn mưa xuống người họ. Toranaga nhảy vào chỗ an toàn, hét anh nhanh lên. Miệng vực gầm réo và bắt đầu khép lại. Blackthorn và Mariko vẫn ở dưới đường hẻm. Toranaga không còn có thể giúp đỡ họ được gì nữa. nỗi kinh hoàng của Blackthorn đã tạo cho anh một sức mạnh phi thường và bằng cách nào đó anh đã nhấc được Mariko ra khỏi nấm mồ đó, đẩy nàng lên. Toranaga nắm lấy cổ tay nàng, kéo lên khỏi miệng vực Blackthorn leo lên sau, nhưng ngã lăn ra vì phần tường của anh bị lở. Mảnh tường phía xa kêu rít trong khi nó tiến lại. Bùn và đá lở ra tung tóe. Trong một giây lát, anh đã tưởng bị sập, nhưng anh bùng lên, mò mẫm thoát ra được một nửa nấm mồ. Anh nằm trên bờ, miệng bấp máy, phổi phập phồng, không thể bỏ tiếp. Hai chân trong đường nứt, khoảng cách khép lại, rồi nó dừng. Miệng vực rộng sáu bước, sâu tám bước. Tất cả sự rùng rình dừng lại. Mặt đất lại vững chắc, yên lặng trở về. Họ bò bằng tay và đầu gối một cách vô vọng, chờ đợi sự rùng rợn bắt đầu trở lại. Blackton bắt đầu leo lên, mồ hôi ròng ròng. Toranaga ra hiệu cho anh cứ ở đó, mặt ông nham nhở, một vết cắt dài và sâu trên trán chỗ đầu ông đập vào một tảng đá. Tất cả đều thở hồng hộc, ngực phập phồng, miệng đắng chát. Những người gác đang kéo họ lên, một số người bắt đầu chạy về phía Toranaga. Ông hét to, "Đợi đã!" Họ tuân theo và lại bò bằng tay và đầu gối. Sự chờ đợi dường như là vĩnh viễn. Rồi một con chim kêu rít trên cây và vừa bay lên không vừa kêu, một con chim khác bay theo. Blackthorn bắt đầu hất những giọt mồ hôi khỏi mắt anh. Anh nhìn những ngón tay bị dập nát nắm lấy những túm cỏ, rồi trong cỏ, một con chim chuyển động, một con nữa, rồi một con nữa, chúng bắt đầu lục lọi. Vẫn còn kinh hoàng, anh ngồi xổm rồi nói, khi nào thì an toàn nhỉ? Mariko không trả lời. Nàng bị thôi miên vì vết nứt trên đất. Anh bỏ lại bên nàng. Em có làm sao không? Không sao, không sao. Nàng nói không ra hơi. Mặt nàng bết bùn. Kimono của nàng rách toạc và bẩn thỉu. Cả hai chiếc dép và một chiếc tất bị mất. Cả chiếc dù của nàng nữa. Anh đỡ nàng khỏi mép vực. Nàng vẫn còn tê dại. Rồi anh nhìn Toranaga. Ikaga Desuka. Toranaga không thể nói được. Ngực ông đau nhói, tay chân dập nát. Ông chỉ tay, vết nứt suýt nuốt trừng ông, bây giờ chỉ còn là một vết nhỏ trên đất. Ở phía bắc, hào toác thành một hẻm núi, nhưng nó không rộng và cũng không sâu. Blackton nhún vai. Kama, Toranaga ẹ lớn rồi khạc nhổ và lại ẹ. Nó làm cho ông nói lên được. Rồi một chàng những lời chửi rủa tuôn ra. Ngón tay trùng trục của ông chỉ xuống hào. Mặc dầu Blackthorn không hiểu được tất cả mọi từ. Những lời của Toranaga là Cà ma cái chết tiệt. Động đất chết tiệt. Cái hào chết tiệt. Ta đã mất mấy thanh gươm của ta và thật là đồ chết tiệt. Blackthorn bật phá lên cười sự khoan khoái được sống và sự ngu xuẩn của tất cả mọi chuyện choáng ngợp con người anh. Một lúc sau, Toranaga cũng cười, sự vui nhộn của họ lan sang Mariko. Toranaga đứng dậy trao đảo, rồi ấm lên vì niềm vui của cuộc đời. Ông bắt đầu làm hề, chế giễu mình và trận động đất. Ông dừng lại ra hiệu cho Blackthorn theo, rồi cưỡi lên cái hào, ông vạch khố lại cười vang ông bảo Blackthorn cũng làm theo như vậy. Blackthorn vâng lời, rồi cả hai cố đi tiểu vào cái hào nhưng không được, một giọt cũng không ra. Họ hết sức cố, càng làm cho tính cười của họ tăng lên. Cuối cùng họ đã thành công. Blackthorn ngồi xuống lấy lại sức, hai tay chống xuống đất. Khi anh đã hồi sức được một chút, anh quay về phía Mariko. "Động đất này đã hết hẳn chưa hả Mariko-san?" Vâng, cho đến khi nào có trận tiếp theo. Nàng tiếp tục gạt bùn ra khỏi đôi tay và áo kimono. Nó luôn luôn như thế này sao? Không, thỉnh thoảng nó rất nhẹ. Đôi khi có một loạt chấn động nữa sau một đoạn thời gian hoặc một ngày, hoặc nửa đoạn hay nửa ngày. Đôi khi chỉ có một chấn động thôi. Không sao, có thể biết được Anjin-san à. Nó hết cho đến khi nó lại bắt đầu trở lại. Kama, Nek. Những người lính gác nhìn họ không nhúc nhích. Tất cả đều đợi lệnh của Toranaga. Phía bắc, lửa đang hoàn hành. Các samurai đang cố dập tắt lửa, đào những thác đá để tìm những người bị vùi. Phía đông, Iabu, Omi và Buntaro đứng cùng với những người gác khác ở phía cuối đoạn nứt không bị sao hết, trừ những vết thâm tím, cũng đang chờ để được gọi. Còn Igorasi đã biến mất. Đất đã nuốt anh ta. Blackton chưa hết bàng hoàng vì cái chết của người làm vườn. Anh đến gặp Mariko mong được giải thích những thắc mắc của mình. Trong lúc Blackthorn, Mariko và Toranaga đang nói chuyện, thì một trận động đất lớn đã xảy ra. Ba người chút nữa thì bị rơi xuống kẽ nứt. Việc thoát chết trong gan tấc khiến mối quan hệ của ba người gần nhau hơn. Để biết trận động đất bất ngờ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Toranaga hay không, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ Jim Covell qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. để mình trôi nổi. Sự tự khinh bỉ bình đã mất. Anh cảm thấy hoàn toàn trong sáng và hoàn hảo. Giờ đây, tâm trí anh đầy hãnh diện được làm samurai. Anh sẽ đi Edo, con tàu của anh, chiến tranh và con tàu đen, rồi lại là samurai. Anh liếc nhìn Toranaga và đáng lẽ anh đã hỏi ông hàng chục câu hỏi. Nhưng anh để ý thấy vị Daimyo đang mê đắm trong suy nghĩ và anh biết làm phiền ông sẽ là một điều vô lễ. Còn khối thời gian, anh nghĩ một cách hài lòng và nhìn sang Mariko. Nàng đang trang điểm lại tóc và mặt, vì vậy anh không ngắm nhìn. Anh nằm duỗi thẳng nhìn lên trời, đất ấm dưới lưng anh và chờ đợi một cách kiên nhẫn. Toranaga nói lúc này rất nghiêm chỉnh. Domo Anjinsanek. Domo. Thưa Toranaga-sama không có gì, nhiệm vụ. Rồi biết mình không đủ từ và muốn cho chính xác, Blackthorn nói. Mariko-san, xin em giải thích dùm tôi. Bây giờ tôi dường như hiểu nàng định nói gì. Và chúa Toranaga nói gì về Kama, về sự ngu ngốc lo lắng, về cái hiện tại. Nhiều thứ dường như rõ ràng hơn. Tôi không biết vì sao, có lẽ bởi vì không bao giờ bị kinh hoàng như vậy có thể nó đã làm sáng láng cái đầu tôi tôi dường như suy nghĩ được rõ ràng hơn đó là vâng giống như ông lão làm vườn vâng lỗi ở tôi tất cả tôi thành thực xin lỗi đó là một sai lầm không phải do tôi cố ý đúng thế bởi vậy không còn cách gì khác chỉ một phút trước tất cả chúng ta chúng ta chỉ chút nữa là chết hết bởi vì tất cả những nỗi đau buồn đau lòng chỉ là một sự hao phí phải thế không kama phải bây giờ tôi hiểu kama em hiểu không vâng nói rồi nàng dịch cho toranaga ngài nói là tốt anjinsan à kama là sự mở đầu của tri thức sau đó là kiên nhẫn kiên nhẫn rất quan trọng người khỏe là những người kiên nhẫn anjinsan Kiên nhẫn là giữ được cho mình khỏi bảy điều xúc động, ghét, yêu, mừng, lo, giận, buồn, sợ. Nếu anh không bị bảy điều ấy, tức là anh đã kiên nhẫn. Chẳng bao lâu, anh sẽ hiểu tất cả mọi việc và hài lòng cùng với cõi vĩnh hằng. Thế em có tin điều ấy không hả Mariko San? Vâng, tin lắm. Em cũng cố gắng kiên nhẫn nhưng rất là khó. Tôi đồng ý đó cũng là hoa cái hài hòa của mình cái tĩnh tại của mình nết vâng hãy nói với người là tôi chân thành cảm ơn người vì những điều người đã làm cho ông lão làm vườn trước đây tôi đã không nghĩ như vậy không từ đáy lòng mình hãy nói dùng tôi điều ấy không cần đâu an xin san trước đây người đã biết là anh chỉ vì lịch sự làm sao người biết em đã nói với anh, người là người khôn ngoan nhất cuộc đời này đấy. Anh cười. Đó, nàng nói, tuổi tác đã lại rời bỏ anh. Và nói thêm bằng tiếng Latin, anh lại là mình và tốt đẹp hơn trước. Nhưng em thì vẫn đẹp như bao giờ. Đôi mắt nàng ấm lại và nàng tránh nhìn Toranaga. Blackthorn nhìn thấy điều ấy và để ý tới sự thận trọng của nàng. Anh đứng lên nhìn xuống miệng hố nham nhở. Anh thận trọng nhảy xuống và biến mất. Mariko San líu díu đứng lên, một thoáng sợ hãi. Nhưng Blackthorn đã nhanh chóng lên bờ. Trong tay anh là một thanh gươm của Fujiko. Nó vẫn còn ở nguyên trong bao, mặc dù lấm bùn và sứt sẹo thanh gươm ngắn để đâm của anh đã biến mất anh quỳ trước mặt toranaga dâng thanh gươm của mình đúng quy cách như một thanh gươm phải được dâng rojo toraga sama anh nói một cách đơn giản kara samurai ni samurai nek xin chúa toranaga của một samurai dâng cho một samurai phải thế không domo -anjin san Vị chúa của tô nhận thanh gươm và nhét vào đai lưng, rồi ông mỉm cười, nghiêng người về phía trước, nắm lấy vai Blackthorn rất mạnh. "Thomonic, bạn phải không?" "Domo." Blackthorn nhìn đi. Nụ cười của anh tắt. Một đám khói bốc lên phía xa. "Chắc là làng." Ngay lập tức, anh xin phép Toranaga được đi để xem Fujiko có an toàn không. Người nói được An Zin San và chúng ta sẽ gặp người ở pháo đài vào lúc mặt trời lặn để dùng bữa tối. Có một vài điều người muốn nói với anh. Blackthorn đi về phía làng. Làng hoang tàn, con đường đi bị uốn đi, không nhận ra được nữa. Mặt đất vỡ toát, nhưng những con thuyền an toàn, nhiều ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Những người dân làng đang khiêng những xô cát và những xô nước anh rẽ vào góc. Nhà của ô mi siêu vẹo như say rượu, nghiêng về một bên. Nhà của anh là một đống cháy rụi. Fujiko bị thương. Nigatsu đầy tớ của nàng đã chết. Trận động đất đầu tiên đã làm đổ sập những cột chính của ngôi nhà, làm đổ tung tất cả những than trong bếp. Fujiko và Nigatsu bị sập bởi một cái dầm nhà rơi xuống và lửa biến Nigatsu thành một bó đuốc. Fujiko được lôi ra. Một trong những đứa con của người nấu ăn cũng bị chết. Nhưng những người còn lại chỉ bị thâm tím mình mẩy mà thôi. Tất cả đều hết sức vui mừng khi thấy Blackthorn còn sống và mạnh khỏe. Fujiko đang nằm trên chiếc đệm được cứu thoát khỏi đám cháy, nửa mê man. Khi nàng thấy Blackthorn không bị thương tích gì, nàng suýt khóc. Thiếp cảm ơn Đức Phật, đại nhân được yên ổn an diên san. Nàng nói yếu ớt. Vẫn hãy còn choáng, nàng cố gắng nhòm dậy, nhưng anh bảo nàng chớ có động đậy. Hai chân và phía sau lưng bị bỏng nặng. Một bác sĩ đã chăm nom nàng, đắp nước chè và thuốc bằng các loại lá quanh đùi cho đỡ nhức. Blackthorn cố giấu nỗi lo lắng và đợi cho đến khi bác sĩ làm xong rồi nói riêng. Fujiko-san, Ioka, Fujiko phu nhân sẽ khỏi chứ? Ông bác sĩ nhún vai. Hai, đôi môi ông co lại, chìa hàm răng hô. Kama, Nek. Hai, Blackthorn đã từng chứng kiến nhiều thủy thủ bị bỏng chết anh biết một vết bỏng nặng là nguy hiểm như thế nào. Vết thương toác miệng, luôn luôn bị thối trong vòng vài ngày và không có gì có thể ngăn nổi nhiễm trùng lan ra. Tôi, tôi không muốn phu nhân chết. Rô, rô. Anh nói điều đó bằng tiếng Nhật. Ông bác sĩ lắc đầu và bảo với anh là phu nhân chắc chắn sẽ khỏi, bà còn trẻ và khỏe. Shigata Tanai, Bác sĩ nói và ra lệnh cho các đầy tớ lúc nào cũng phải để cho băng ướt, cho cả thon thuốc đắp vào những chỗ xây xước. Ông nói với anh sẽ quay lại ngay rồi vội vã lên đồi đến ngôi nhà siêu vẻ của Omi. thon đứng ở cổng chính, trước cổng vẫn còn nguyên vẹn những mũi tên của Buntaro vẫn còn cắm ở cột phía trái. Anh lơ đãng sờ vào một mũi. Kama thay nàng đã bị bỏng. Anh nghĩ buồn bã. Anh quay lại với Fujiko và anh ra lệnh cho một người đầy tớ gái mang trà. Anh giúp nàng uống, cầm tay nàng cho đến khi nàng ngủ hoặc có vẻ như là ngủ. Gia nhân của anh đã cứu tất cả những gì có thể cứu được. Được dân làng giúp đỡ, họ làm việc rất mau lẹ. Họ biết là mưa sắp tới bốn người đang cố dựng chỗ chú tạm thời. Rojo Anjin San, người đầu bếp dâng trà mới, cố gắng không để lộ sự đau khổ trên nét mặt. Đứa con gái nhỏ bị chết là đứa con cưng nhất của ông. Romo, Blackthorn đáp lại. Sumimasen, tôi xin chia buồn. Arigato Anjin San, Kama, Nick. gật đầu, nhận trà, làm ra vẻ không chú ý tới nỗi đau buồn của người đầu bếp, sợ ông xấu hổ. Sau đó một samurai tới, đem lời của Toranaga nói cho Blackton biết. Anh và Fujiko sẽ ngủ trong pháo đài cho đến khi nhà được xây dựng lại. Hai chiếc kiệu tới. Blackthorn nâng nàng lên nhẹ nhàng, cử vài người đời tới đi theo anh cho cựu của anh về và nói sẽ đi theo sau mưa bắt đầu rơi nhưng anh không chú ý anh ngồi trên một phiến đá trong khu vườn đã cho anh bao nhiêu là sung sướng bây giờ nó chỉ là một mớ hỗn loạn chiếc cầu nhỏ đã gãy ao tan hoang dòng suối nhỏ đã tan biến không sao anh không nói với một ai cả những tảng đá không chết Uekia đã từng nói với anh, một khu vườn cần phải được đặt những tảng đá ở chung quanh, nếu không có chúng thì mảnh vườn sẽ trống trơ, chỉ là một mảnh đất để trồng trọt. Một trong những tảng đá ấy lởm chởm và bình thường, nhưng Uekia đã đặt nó một cách nào đó, để khi nhìn thật lâu và kỹ vào lúc mặt trời lặn, ánh đỏ hồng chiếu ra từ những đường vân và pha lê ẩn phía trong, ta có thể nhìn thấy cả một dạng núi với những ngọn đồi đọng lại và những hố sâu. Xa xa, một chân trời xâm sầm, đêm đọng lại nơi đây. Blackthorn chạm vào tảng đá. Ta đặt tên ngươi, Uekia Sama. Anh nói. Điều này làm anh vui và anh biết nếu Uekiya còn sống, ông già hẳn cũng rất vui. Dù ông ấy đã chết, có lẽ ông sẽ biết. Blackthorn tự nhủ, có lẽ kami của ông ở đây lúc này. Những người theo Shinto tin là khi họ chết, họ sẽ trở thành một kami. Kami là cái gì hả Mariko-san? Không thể giải thích được Anjin-san ạ. À? Nó giống như hồn ma nhưng lại không phải, như một linh hồn nhưng cũng không phải. Có lẽ nó là cái tính chất không có hình hài của vật hay người. Anh nên biết, một con người trở thành một kami sau khi chết, nhưng một cái cây, một tảng đá, một thảo mộc, một bức họa cũng có một kami như vậy. Kami được tôn kính nhưng không được thờ phụng. Nó tồn tại giữa vùng trời đất và viếng thăm mảnh đất này của các vị thần linh hay rời nó tất cả cùng một lúc. Thế còn Shinto Shinto là cái gì? À, cái đó cũng không thể giải thích được. Xin lỗi, nó giống như một tôn giáo nhưng cũng không phải. Lúc đầu thậm chí nó còn không có tên. Chúng tôi chỉ gọi nó là Shinto đạo của Kami một nghìn năm trước đây để phân biệt với Busudo, đạo của Phật. Nhưng tuy nó không định nghĩa được. Shinto là tinh túy của nước Nhật. Mặc dù nó không có một thần học hay một thần tượng hoặc một niềm tin hay một hệ thống đạo đức học, nhưng nó chính là minh chứng của chúng về sự tồn tại. Shinto là sự tôn thờ tự nhiên những cổ tích và huyền thoại. Không ai tin một cách trọn vẹn, nhưng mọi người đều tôn kính hoàn toàn. Một người là Shinto cũng như anh ta sinh ra là người Nhật. Nàng cũng là Shinto cũng như là người theo đạo cơ đốc. Ồ vâng, đúng là như thế, tất nhiên. Blackthorn lại chạm vào tảng đá. Tôi xin Kami của Uekia, xin hãy ở lại trong vườn của tôi. Rồi không kể trời mưa, anh để mắt của mình đưa mình vào trong tảng đá, đi qua những thung lũng tươi tốt, sum xuê và những hồ nước trong vắt tới chân trời xanh sẫm, nơi đêm đọng lại. Đôi tay anh bảo anh quay trở lại. Anh nhìn lên. Ô mi đang ngắm nhìn anh. Anh ta ngồi xổm kiên nhẫn. Trời vẫn còn mưa. Ô mi mặc một chiếc kimono mới và chiếc áo mưa bằng sơm. Một chiếc nón lá rộng. Tóc anh ta vừa mới gội. Kama Anjin San. Anh nói và chỉ vào đống tàn cho đang bốc khói âm ỉ. Hai Ikaga Desuka. Blackthorn gạt nước mưa khỏi mặt. Yoi, Omi chỉ lên ngôi nhà của mình. Nhà tắm của tôi chưa bị hư hỏng, ngài có muốn dùng nó không? Hết sức biết ơn, Blackthorn đi theo Omi lên con đường ngoằn ngoèo vào trong sân. Các gia nhân và thợ thủ công trong làng dưới quyền kiểm soát của Mura đã bắt đầu cưa, đục và sửa chữa. Những cột trung tâm đã được đặt vào chỗ, mái gần như đã được lợp xong. Bằng sự ra hiệu và những từ đơn giản, bằng lòng kiên nhẫn, Omi đã giải thích là các gia nhân của anh đã dập tắt được lửa kịp thời. Trong vòng một hoặc hai ngày, anh ta nói với Blackthorn, căn nhà sẽ được dựng lại tốt đẹp như trước. Vì vậy đừng lo, một tuần sau nhà sẽ được dựng lại, Anjinsan đừng lo. Fujiko san là người quản lý giỏi bằng mọi giá nàng sẽ thu xếp với mua ra và căn nhà của ngài sẽ lại đẹp hơn bao giờ hết tôi nghe nói phu nhân bị bỏng vâng điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng không lo các bác sĩ của chúng tôi rất giỏi điều trị những bệnh bỏng họ phải như vậy nếch vâng Anjin-san. đó là một trận động đất khá lớn nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại những cánh đồng lúa hầu như không sao, và hệ thống thủy lợi chủ yếu cũng không hư hỏng gì. Thuyền bè cũng không bị hư hỏng, và điều đó cũng rất quan trọng. Chỉ có 154 samurai bị chết trong đá lở, như vậy là không nhiều. Nách. Còn đối với làng thì chỉ một tuần, người ta không còn biết đã từng có một trận động đất. Năm nông dân bị chết và một vài trẻ em. Không có gì hết. Anjiro rất may mắn, nếch. Tôi nghe nói, ngài đã kéo Toranaga Sama khỏi cái chết. Tất cả chúng tôi đều mang ơn ngài Anjin-san. Hết sức, nếu chúng tôi mất người. Chúa Toranaga nói, người nhận thanh gươm của ngài, ngài thật may mắn, đó là một niềm vinh dự to lớn. Vâng, Kama của ngài mạnh, rất tốt, rất giàu. Vâng, chúng tôi hết sức cảm ơn Ngài, thưa Ngài. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau khi Ngài tắm xong. Tôi sung sướng được làm bạn với Ngài. omi gọi to những người chịu trách nhiệm nhà tắm. Isoji, nhanh lên! Những gia nhân dẫn Blackthorn tới nhà tắm dựng trên lùm cây thích, nối với khu nhà chính bằng một lối đi ngoằn ngoèo, gọn ghẽ, có mái tre nhà tắm này sang trọng hơn nhà tắm của anh nhiều. Một mảnh tường bị vỡ nặng, nhưng dân làng đã gắn chát lại. Mái còn tốt, mặc dù vài hòn ngói bị mất. Mưa rột đây đó, nhưng không sao. Blackthorn cởi quần áo và ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu. Các gia nhân sát xà phòng và gội đầu cho anh trong mưa. Khi người đã sạch, anh vào trong và dìm mình trong làn nước bốc khói tất cả những nỗi lo buồn của anh tan biến. Fujiko sẽ khỏi, ta là một người may mắn, may mắn đã lôi được Toranaga ra, may mắn là đã cứu được Mariko, và cũng may mắn ông ấy đã ở đó để kéo được chúng ta ra. Phép thần của Suho đã làm anh mới mẹ trở lại như thường lệ. Sau đó, anh để Suho băng bó những vết xây xước, mặc chiếc khố sạch kimono và tabi đã để sẵn cho anh. Mưa đã tạnh. Một nhà trái tạm thời đã được dựng lên ở một góc vườn trên cái nền gọn ghẽ với những tấm đệm sạch. Trong nhà, một bình nhỏ cắm một bông hoa. Omi đang đợi anh cùng với một bà già móm, nét mặt khắc khổ. Xin mời ngài ngồi ăn riêng Omi nói. Cảm ơn ngài, và cảm ơn đã cho quần áo. Anh trả lời bằng thứ tiếng Nhật ấp úng. Xin đừng nhắc tới chuyện đó. Thế ngài thích trà hay là sake? Trà. Blackthorn quyết định. Anh nghĩ nên để đầu óc sáng láng cho cuộc phỏng vấn với Toranaga. Cảm ơn. Đây là mẹ tôi. Omi nói một cách long trọng. Rõ ràng bà là thần tượng. Blackthorn cúi chào bà già cười màu mè hít hơi đây là niềm vinh dự của tôi anjin san bà cụ nói cảm ơn cụ nhưng tôi là người được vinh dự blackthorn nhắc lại một cách máy móc phép tắc lịch sự mà Mariko đã dạy anh anjin san chúng tôi rất lấy làm buồn thấy nhà của ngài đã bị cháy người ta có thể làm được gì đó là kama nek vâng ca ma bà già quay đi và cau mặt nhanh lên an jin san muốn trà nóng người con gái đứng bên cạnh người hầu mang khay làm bới lách thon bàng hoàng không nhớ nổi rồi anh nhớ ra nàng phải chăng đó là cô gái anh đã gặp đi cùng ô lần đầu tiên khi anh đi qua quảng trường làng bên đường đi tới trước ga lê đây là vợ tôi ô nói ngắn gọn rất hân hạnh, Blackthorn nói khi nàng ngồi vào chỗ quỳ và cúi chào. Ngài hãy tha thứ cho sự chậm chạp của nó, mẹ của Omi nói. Trà có đủ nóng không ạ? À? Cảm ơn cụ, rất ngon ạ. À. Blackthorn để ý thấy bà cụ không dùng tên của người vợ như lý ra nên dùng. Nhưng rồi anh không ngạc nhiên bởi vì Mariko đã nói với anh về địa vị thống trị của bà mẹ chồng trong xã hội Nhật Bản. Cảm ơn Chúa, ở châu Âu không như thế, anh đã nói với nàng, một bà mẹ chồng không thể sai lầm Anjin san, cha mẹ chọn vợ cho con và người con bao giờ cũng hỏi ý kiến của người mẹ. Tất nhiên, người con dâu phải vâng lời và người con trai luôn luôn phải làm những điều mẹ và cha anh ta muốn luôn luôn à luôn luôn thế lỡ người con trai từ chối thì sao không thể được mọi người đều phải tuân theo người chủ của gia đình nhiệm vụ đầu tiên của người con trai là đối với bố mẹ mình tất nhiên những người con trai được mẹ của họ cho tất cả mọi thứ đó là cuộc sống cái ăn sự âu yếm sự che chở bà giúp đỡ con trai mình suốt cuộc đời của họ vì vậy nhiệm vụ của người con trai là phải chú ý đến những nguyện vọng của mẹ mình. Người con dâu là phải vâng lời, đó là nhiệm vụ của chị ta. Ở chúng tôi không như thế. Rất khó làm một người con dâu hiếu thảo, rất khó. Mình phải hy vọng sống lâu đủ để có con trai và trở thành mẹ chồng. Thế mẹ chồng của nàng thì sao? À, bà mất rồi An Jin San. Bà chết từ nhiều năm trước. Tôi không hề biết bà. Chúa Hiro Matsu rất khôn ngoan, không lấy vợ khác. Thế Buntaro-san là con trai độc nhất của ông ấy à? Vâng. Chồng tôi có năm chị em, nhưng không có người anh em trai nào. Nàng nói đùa. Đứng về một mặt nào đó, bây giờ chúng ta là họ hàng với nhau Anjin-san. Fujiko là cháu gái của chồng tôi. Có chuyện gì vậy hả Anjin-san? Ồ, tôi chỉ ngạc nhiên là em ấy không hề nói với tôi thế thôi. À vâng, sự việc nó phức tạp an san. Rồi Mariko giải thích sự thật. Fujiko là con gái nuôi của Numata Akinora, người đã lấy em út của Buntaro và cha thật của Fujiko là cháu nội của nhà độc tài Goroda, con của người thiếp thứ tám. Fujiko đã được Numata nhận nuôi khi còn bé tí theo lệnh của tay cô, bởi vì tay cô muốn có mối quan hệ gần gũi hơn giữa con cháu của Hiro Matsu và Goroda. Cái gì? Blackthorn hỏi. Mariko cười và nói với anh là đúng, quan hệ gia đình của Nhật Bản rất phức tạp, bởi vì nhận làm con nuôi là bình thường. Các gia đình trao đổi con trai và con gái luôn luôn, ly hôn, tái giá, lấy lẫn nhau xảy ra thường xuyên. Với tình trạng nhiều thê thiếp chính thức và ly hôn dễ dàng, đặc biệt là theo lệnh của lãnh chúa, tất cả các gia đình trở nên rằng buộc không thể tưởng tượng nổi. Để nói cho hết mối liên quan gia đình của chúa Toranaga thì phải mất nhiều ngày ăn dinh san à. Hãy nghĩ đến sự phức tạp này. Hiện tại, người có 7 người thiếp chính thức còn sống các bà này đã cho người năm con trai và ba con gái. Một số các bà thiếp đã quá phụ, hoặc trước đã có chồng có con trai và con gái riêng. Toranaga nhận một số, một số khác thì ông không nhận. Ở Nhật Bản, người ta không bao giờ hỏi một người là con đẻ hay là con nuôi. Sự thực thì, điều đó có gì là quan trọng đâu. Thừa kế luôn luôn theo ý thích của người chủ gia đình. Bởi vậy, con nuôi hay không cũng thế thôi nếch ngay cả mẹ của toranaga cũng ly dị sau đó bà tái giá và có thêm ba con trai và hai con gái với người chồng thứ hai tất cả bây giờ đã có vợ có chồng người con trai đầu của đời chồng thứ hai của bà là jataki chúa sinano blackthorn suy nghĩ điều đó rồi anh lại nói ở chúng tôi không thể ly dị được, không thể được. Cha bể trên cũng nói với chúng tôi như thế, hết sức xin lỗi, nhưng như vậy là không hợp lý an Zin san. Sự sai lầm xảy ra, lòng người thay đổi, đó là kama ma, Tại sao một người chồng lại phải chịu đựng một người vợ xấu xa? Hoặc người vợ phải chịu đựng một ông chồng xấu xa? Đàn ông đàn bà gắn bó với nhau mãi mãi là điều ngu xuẩn, nếch vâng đối với vấn đề này chúng tôi rất khôn ngoan và cha bề trên không khôn ngoan đây là một trong hai lý do lớn tai cô không theo cơ đốc giáo cái sự ngu xuẩn này về sự ly hôn và lời răn thứ sáu con không được giết đức giám mục đã phải trình về la mã xin miễn trừ cho người nhật về chuyện ly hôn nhưng đức giáo hoàng rất khôn ngoan đã không chấp thuận nếu được Đức Giáo Hoàng đồng ý, thì em tin là tay cô đã cải đạo rồi. Các Daimyo hẳn đã đi theo niềm tin chân chính lúc này. Và mảnh đất này sẽ là đất của cơ đốc giáo. Vấn đề giết chóc hẳn là không quan trọng, bởi vì thực ra không ai thực sự chú ý đến điều đó. Những người đi đạo càng không một chút nhượng bộ nho nhỏ cho đại sự. Nách. Đúng, Blackthorn nói ở đây chuyện ly hôn dường như là hợp lý tại sao quê hương mình lại là một tội lỗi bị tất cả các thầy tu dòng christendom cơ đốc tin lành nhân danh chúa phản đối trong phần tiếp tiểu thuyết Stogun của nhà văn người Mỹ James Covell, nhân vật Blackthorn tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước những khó khăn, nguy kịch. Khi trận động đất xảy ra, anh không những cứu được chúa Toranaga mà còn là chỗ dựa tinh thần của cả Mariko và Fujiko. Chứng kiến cảnh hoang tàn của làng mạc và căn nhà đổ nát sau cơn động đất, Blackthorn vẫn điềm tĩnh và tràn đầy niềm lạc quan. Sau khi động viên người vợ bị bỏng, và hối thúc thầy thuốc chăm sóc cho nàng. Blackthorn vui vẻ nhận lời tới nhà tắm của Omi, thanh tẩy cơ thể sau cơn thiên tai. Tại đây, người hoa tiêu ngẫm lại những sự việc đã qua. Trong cái rủi, có cái may. Những người thân thiết với anh đã qua cơn nguy hiểm. Blackthorn cũng đã củng cố được niềm tin với chúa Turanaga. Rồi đây những thử thách nào còn chờ đợi Blackthorn phía trước anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự từng trải của một hoa tiêu văn minh dày dạn kinh nghiệm ra sao. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Cavell, bản dịch của Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Ở đây chuyện ly hôn dường như là hợp lý Tại sao quê hương mình lại là một tội lỗi Bị tất cả các thầy tu dòng Christendom Cơ đốc, tin lành, nhân danh chúa phản đối Thế bà vợ của Toranaga như thế nào? Anh hỏi, muốn cho nàng tiếp tục nói Nói chung, nàng tránh những chuyện về Toranaga Về lịch sử của gia đình ông Mà Blackthorn thì cần phải biết mọi chuyện một nét u ám thoáng qua nét mặt của Mariko. Bà đã chết. Bà là người vợ thứ hai của ông. Bà đã chết cách đây 10 hay 11 năm gì đó. Bà là chị em nuôi của tay cô. Chúa Toranaga không bao giờ thành công đối với các bà vợ của mình Anjin San. Tại sao vậy? Ồ, bà thứ hai già nua mệt mỏi và keo cú. Chỉ thờ có vàng mặc dù vẫn giả vờ là không để ý y như là chính tay cô vậy không có con tính tình khó chịu tất nhiên đây là một cuộc hôn nhân chính trị tôi đã phải làm một trong những thị nữ của bà trong một thời gian không có gì có thể làm bà vừa ý và không một chàng thanh niên hoặc người đàn ông nào có thể mở được cái mấu của bà trong kim lâu cái gì cơ cái cổng ngọc của bà đó mà anjin san với cái đầu rùa của họ những cái cần bốc hơi của họ chàng không hiểu à cái cái ấy của bà ấy mà ồ tôi hiểu phải rồi không ai có thể mở được cái mấu của bà có thể thỏa mãn được bà ngay cả toranaga nữa à ông không bao giờ chăn gối với bà anjin san nàng nói hoàn toàn choáng váng tất nhiên là sau đám cưới ông không dính dáng gì tới bà cả ngoài việc cho bà một lâu đài những người hầu và chìa khóa kho tàng của ông tại sao lại như vậy nhỉ bà ta đã rất già bà đã lấy chồng hai lần trước đó nhưng anh của bà là tai cô đã phá bỏ những cuộc hôn nhân đó một người đàn bà khó chịu bậc nhất mọi người đều hết sức nhẹ nhõm khi bà đi vào cõi vĩnh hằng ngay cả tai cô cũng vậy. Cùng tất cả con dâu nuôi của bà, tất cả các thế thiếp của Toranaga thầm thắp nhang với nỗi vui mừng khôn xiết kể. Thế còn người vợ đầu tiên của Toranaga thì sao? À, phu nhân Tachibana, đó là một cuộc hôn nhân chính trị khác. Chúa Toranaga lúc đó 18 tuổi, bà 15. Bà lớn lên trở thành một phụ nữ khủng khiếp hai mươi năm trước đây toranaga đã ghép bà vào tội chết bởi vì bà đã lén lút âm mưu giết chết lãnh chúa của họ nhà độc tài goroda người bà căm ghét cha tôi thường nói ông nghi là tất cả họ đều đã rất may mắn còn giữ được cái đầu của mình toranaga nakamura và tất cả các tướng lĩnh bởi vì goroda là người rất tàn nhẫn không biết thương xót ai bao giờ và nghi ngờ tất cả những người thân cận nhất của ông người đàn bà ấy hẳn đã làm hại tất cả dù họ có vô can thế nào vì âm mưu của bà chống lại chúa goroda nên người con trai độc nhất của bà là nobunaga bị tội chết anjinsan bà đã giết con trai mình thử nghĩ coi buồn quá khủng khiếp quá tội nghiệp nobunaga đó là đứa con trai được Toranaga yêu nhất và là người thừa kế chính thức của ông, dũng cảm, một vị tướng bẩm sinh và tuyệt đối trung thành. Chàng vô can, nhưng bà vẫn lôi kéo chàng và âm mưu của mình. Chàng mới 19 tuổi khi Toranaga ra lệnh cho chàng tự vẫn. Thế Toranaga đã giết con trai của mình và cả vợ mình nữa? Vâng, ông đã ra lệnh cho họ vì ông không còn làm cách nào khác được nữa Jin San. Nếu ông không làm thế, chúa Goroda sẽ có lý do để cho rằng chính Toranaga cùng tham gia vào âm mưu này và hẳn đã ra lệnh cho ông mổ bụng. Vâng, Toranaga đã may mắn thoát cơn thịnh nộ của Goroda và đã khôn ngoan nhanh chóng đưa bà vợ đi khi bà chết. Con dâu của bà và tất cả thê thiếp của Toranaga đều ở trong một trạng thái ngây ngất. Con trai của bà đã phải đưa người vợ thứ nhất của mình về một cách ô nhục theo lệnh mẹ. Vì một cái lỗi nho nhỏ tưởng tượng ra sau khi đã đẻ cho chàng hai con. Người con gái tự sát. Em đã nói với anh rồi đấy, phụ nữ tự sát bằng cách rạch cuống họng. Anjin San chứ không phải mổ bụng như nam giới nhưng cô gái chết một cách biết ơn sung sướng được thoát khỏi cuộc đời đầy nước mắt người vợ thứ cũng cầu được chết cuộc đời của nàng cũng bị bà mẹ chồng làm cho đau khổ không kém và bây giờ nhìn bà mẹ chồng của Midori nước chè chảy ròng ròng xuống cằm bà ta Blackton hiểu cái mụ già này có quyền sinh quyền sát quyền bắt ly hôn hay nhục mạ đối với Midori, miễn là chồng bà, người chủ gia đình đồng ý. Và bất cứ họ quyết định điều gì, Omi đều đồng ý. Ôi thật là khủng khiếp thay, anh tự nhủ. Midori duyên dáng mà trẻ trung bao nhiêu, thì mụ già ngược lại chừng ấy. Nét mặt nàng trái xoan, mớ tóc óng mượt, nàng đẹp hơn cả Mariko, nhưng không có ngọn lửa và sức mạnh của Mariko. Midori dễ uốn như cây dương và dễ vỡ như tơ nhện. Thức ăn đâu? Tất nhiên Anjin-san đang đói. nếch, bà già nói. Ôi xin lỗi. Midori trả lời ngay. Mang lên ngay. Nàng nói với người hầu gái. Nhanh lên, hết sức xin lỗi Anjin-san. Bà già lại nói. Hết sức xin lỗi Anjin-san. Xin đừng xin lỗi. Black nói với Midori. Anh hiểu ngay đó là một sai lầm. Phép lịch sự buộc anh chỉ nói với bà mẹ chồng thôi, đặc biệt khi bà ta đã có tiếng là khó tính. Hết sức cảm ơn anh nói, tôi không đói, tối nay tôi ăn với chúa Toranaga. À, Sodesu, à ra vậy, à. chúng tôi nghe nói là ngài đã cứu chúa công. Ngài nên biết chúng tôi tất cả chư hầu của chú công rất biết ơn, bà già nói. Đó là nhiệm vụ. Tôi không làm gì hết. Ồ không, ngài đã làm tất cả Anjin San, Omisan San và chúa Iabu đánh giá cao hành động của ngài cũng như tất cả chúng tôi. Blackthorn thấy bà già đang nhìn con trai bình. Ta ao ước có thể đo lòng dạng mụ, mụ già khốn kiếp. Anh nghĩ, mụ có độc ác như mụ Tachibana không nhỉ? Omi nói, mẹ ạ. À, con may mắn được làm bạn với Anjin San ấy. Bà ta lại nói, tất cả chúng tôi đều may mắn. Không, tôi không may mắn, Blackton trả lời. Tôi may mắn có được gia đình của Kashiji Omisan là bạn. Tất cả chúng ta đều đang nói dối, Blackton nghĩ. Nhưng ta không hiểu vì sao các người lại như vậy. Ta nói dối để tự bảo vệ và bởi vì đó là phong tục nhưng ta không bao giờ quên hãy đợi đã nói thành thật phải chăng đó là ca ma phải chăng mình không làm những điều ômi đã làm từ lâu lắm rồi ở một kiếp trước nết bây giờ nó trở thành vô nghĩa một nhóm người cưỡi ngựa đi lên dốc naga đi đầu anh ta xuống ngựa rảo bước vào vườn tất cả dân làng đều dừng công việc và quỳ xuống anh ta ra hiệu cho họ cứ tiếp tục. Hết sức xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng chúa Toranaga sai tôi. Xin ông, ông không làm phiền gì tôi hết. Xin mời ngồi cùng với chúng tôi. Omi nói. Midori lập tức rời đệm. Cúi chào rất thấp. Đại nhân dùng trà hay là sake thưa Nagasama? Naga ngồi xuống. Không gì cả, xin cảm ơn, tôi không khát. Omi ép anh một cách lịch sự, qua không biết bao nhiêu là thủ tục lịch sự cần thiết, mặc dù rõ ràng là Naga đang vội. Chúa Toranaga có được khỏe không? Rất khỏe Anjin San. Ông đã làm cho chúng tôi một việc to lớn. Vâng, tôi xin đích thân cảm ơn ông. Ồ, đó là nhiệm vụ Naga San. Nhưng mà tôi làm rất ít. Chúa Toranaga cũng kéo tôi khỏi, kéo tôi lên khỏi đất cơ mà. Đúng, nhưng đó là sau, tôi cảm ơn ông rất nhiều. Nagasan, tôi có thể làm được điều gì cho chúa Toranaga không? Omi hỏi, phép lịch sự cuối cùng đã cho phép anh ta đi thẳng vào vấn đề. Người muốn gặp ông sau bữa ăn tối sẽ có một cuộc họp toàn thể tất cả các sĩ quan. Tôi được vinh dự. Anjin-san, xin mời ông đi cùng tôi bây giờ nếu ông vui lòng. Tất nhiên, tôi rất lấy làm vinh dự. Lại cúi chào một chậm, rồi Blackthorn lên ngựa và họ phi xuống đồi. Khi đoàn Samurai tới quảng trường, Naga gò cương ngựa. Anjin San Hai Tôi xin cảm ơn ông với tất cả tấm lòng của tôi vì ông đã cứu chúa Toranaga, cho phép tôi được làm bạn của ông và nói vài từ nữa nhưng Blackthorn không hiểu được. Xin lỗi, tôi không hiểu. À, xin lỗi, một người khác như là mắc nợ. Ông có hiểu món nợ là gì không? Nợ à? Nảy ra trong đầu Blackthorn. Asodesu, Wakarimasu. Tốt, tôi chỉ nói là tôi nợ ông một món nợ Ồ, oh, đó là nhiệm vụ của tôi mà, Neck. Vâng, nhưng dù thế nào thì tôi nợ ông một cuộc đời. Toranaga-sama nói là tất cả súng đại bác và đạn dược đều để lại trên tàu của ông ở Anjiro này, Anjisan, trước khi nó rời đi Iedo. Người hỏi anh phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đưa nó ra khơi được. Còn tùy thuộc vào tình trạng của nó, nếu sửa chữa và chăm sóc nó cột buồm đặt lại chúa toranaga có biết hiện nay tàu như thế nào không con tàu dường như là tốt người nói nhưng người không phải là thủy thủ vì vậy người không chắc người không đến xem từ khi nó được đưa về cảng iodo và người đã ra lệnh phải chăm sóc nó giả như tàu có thể đi biển được nếch người hỏi anh là phải mất bao nhiêu để có thể chuẩn bị cho nó ra trận tim blackthorn thót lại tôi ra trận đánh ai người hỏi anh thích đánh ai năm nay là con tàu đen blackthorn trả lời ngay tức thì anh làm một quyết định đột ngột mong muốn một cách tuyệt vọng đây là thời cơ đúng để đặt ra trước toranaga kế hoạch mà anh đã bí mật hoạch định trong nhiều ngày anh đã đánh một canh bạc cho rằng cứu sống toranaga sáng nay đã cho anh được một đặc quyền có thể giúp cho anh qua được cái đoạn khó khăn đó. Mariko kinh ngạc nói: "Cái gì? Con tàu đen, hãy nói với Chúa Toranaga, chỉ cần người cho tôi giấy được phép hành động, tôi sẽ làm phần tiếp theo. Với con tàu của tôi và một chút giúp đỡ, chúng ta sẽ chia hàng hóa, tất cả lụa và bạc nén." Chủ của tôi nói rằng như vậy là một hành động chiến tranh không thể nào tha thứ được, chống lại một nước bè bạn Bồ Đào Nha là nước thiết yếu đối với Nhật Bản. Vâng, họ như vậy lúc này, nhưng tôi tin họ là kẻ thù của người cũng như tôi. Dù họ có giúp gì đi chăng nữa, nhưng chúng tôi có thể làm được tốt hơn mà phí tổ lại ít hơn. Người nói có lẽ như người không tin Trung Quốc sẽ buôn bán với các ông, cả người Anh lẫn người New Zealand đều không đủ sức mạnh ở châu Á, mà hiện nay chúng tôi đang cần lụa và một nguồn cung cấp liên tục. Tất nhiên, người nói đúng, nhưng trong một hoặc hai năm nữa, điều đó sẽ thay đổi, và lúc ấy người sẽ có bằng chứng. Và một đề nghị nữa, chúng tôi đã chiến tranh với người Bồ Đào Nha, bên ngoài giới hạn ba dặm là vùng biển quốc tế. Đứng về mặt luật pháp, với giấy phép hành động, tôi có thể chiếm con tàu đưa nó đến bất kể hải cảng nào bán nó cùng với hàng hóa của nó với con tàu của tôi và một thủy thủ đoàn tôi làm việc đó dễ dàng trong vài tuần hoặc vài tháng tôi có thể đưa con tàu đen và tất cả mọi thứ ở trong đó tới iedo tôi có thể bán nó ở iedo một nửa giá trị sẽ là của người một thuế cảng Người nói cái gì xảy ra ở biển giữa anh và kẻ thù của anh. Biển thuộc về mọi người, nhưng mảnh đất này là của chúng tôi. Và ở đây, luật pháp của chúng tôi thống trị, và luật pháp của chúng tôi không thể bị vi phạm. Vâng. Blackthorn biết phương hướng của anh là nguy hiểm, nhưng trực giác của anh nói với anh đó là thời cơ hoàn hảo, và Toranaga chắc sẽ bắt mồi, cả Mariko nữa. Đấy chỉ là một ý kiến đề nghị. Người hỏi tôi, tôi muốn chiến tranh với ai? Xin tha lỗi cho tôi. Nhưng thỉnh thoảng vạch kế hoạch đối phó với tình huống có thể xảy ra là điều hay. Trong điểm này, tôi tin rằng lợi ích của Toranaga là lợi ích của tôi. Mariko dịch điều này cho Toranaga nghe. Toranaga gầm gừ và nói ngắn gọn. Mariko dịch lại. Chúa Toranaga đánh giá cao những đề nghị hợp lý San như quan điểm của anh về hải quân, nhưng cái này thì thật là buồn cười. Ngay cho dù lợi ích của hai bên có giống nhau đi nữa, thì làm sao anh và chín người của anh có thể tấn công được một con tàu khổng lồ với gần một nghìn người bên trong bong? Không phải như vậy. Tôi phải thành lập một thủy thủ đoàn mới Mariko San, tám mươi hoặc chín mươi người những thủy thủ và những tay súng được tập luyện. Tôi sẽ tìm thấy họ ở những con tàu bồ đồng nha ở Nagasaki. Thon giả vờ không chú ý tới nàng thở hít vào hoặc chiếc quạt trong tay nàng ngừng lại. Sẽ phải có vài ba người Pháp, một hoặc hai người Anh nếu tôi may mắn, vài người Đức hoặc Hà Lan, hầu hết đều là kẻ phản bội hoặc bị ép buộc lên tàu tôi cần phải có giấy thông hành tới nagasaki một sự che chở một ít bạc hoặc vàng bao giờ cũng có những thủy thủ trong những hạm thuyền của địch sẵn sàng đổi lấy tiền mặt hoặc mong nhận được phần thưởng chủ tôi nói là bất cứ một người chỉ huy nào lại đi tin vào những vật thối tha đó trong một cuộc tấn công là điên rồ rồi tôi đồng ý nhưng tôi phải có một đội thuyền ra khơi người hỏi là liệu có thể huấn luyện các samurai và những người đi trên biển của chúng tôi trở thành những tay súng và thủy thủ được không ôi rất dễ dàng nếu có thời gian nhưng như vậy phải mất hàng tháng họ có thể sẵn sàng cho năm tới năm nay thì không có hy vọng đối đầu với tàu đen rồi chúa toranaga nói không có kế hoạch tấn công tàu đen của bồ đào nha năm nay hoặc năm tới họ không phải là kẻ thù của tôi và tôi không gây chiến với họ tôi biết nhưng tôi có chiến tranh với họ xin tha lỗi tất nhiên đây chỉ là một cuộc thảo luận thôi nhưng tôi phải kiếm một số người để ra khơi để phục vụ chúa toranaga nếu người muốn họ ngồi trong khu nhà riêng của toranaga trông ra vườn pháo đài hầu như không ảnh hưởng bởi trận động đất đêm ẩm ướt và đứng gió khói hương uốn lượn uể oải để đuổi mũi Chủ tôi muốn biết nếu bây giờ anh có thuyền và một số người đến với anh, anh có đi Nagasaki để kiếm thêm người anh cần không? Không. Như vậy sẽ quá là nguy hiểm. Tôi sẽ có quá ít người và bọn bồ đầu nha sẽ tới bắt tôi. Tốt hơn là phải kiếm được người trước đã, đưa họ trở về vùng biển của nước nhà, về Iedo, Nek, một khi tôi có đủ thủy thủ và vũ khí bọn địch sẽ không hòng đụng được tới tôi ở những vùng biển đó đâu người không nghĩ là anh và 90 người có thể lấy được tàu đen tôi có thể vượt nó và nhận chìm nó bằng tàu eramos tất nhiên mariko san tôi biết tất cả chỉ là ước đoán nhưng nếu tôi được phép tấn công kẻ thù của tôi ngay khi tôi có đủ thủy thủ tôi sẽ lên đường ra khơi tới nagasaki nếu tàu đen đã ở cảng, tôi sẽ kéo cờ chiến và bao vây nó ở ngoài khơi. Chờ nó buôn bán xong khi gió thuận, nó sẽ lên đường về quê hương. Tôi sẽ vờ là cần nguồn cung cấp và để nó tuồn ra khỏi bến cảng. Tôi sẽ đuổi kịp nó khi nó vượt ra được vài hải lý và đại bác sẽ yểm hộ cho chúng tôi. Khi nó đã bị trúng đạn, tôi sẽ cho nhóm thủy thủ thiện chiến ào lên và đưa nó trở lại Iedo. Nó chở phải khoảng 3 hoặc 4 tấn vàng nén trên tàu này. Nhưng tại sao thuyền trưởng đó không cho tàu của mình trốn chạy nếu nó bị tấn công trước khi các ông lên được tàu của họ? Thường thường Blackhand định nói, thường thường thì thủy thủ nổi loạn nếu thuyền trưởng là một kẻ cuồng tín. Nhưng tôi chưa biết một người nào điên rồ đến như vậy. Hầu hết mọi trường hợp, người ta có thể thương lượng với thuyền trưởng không giết chóc, cho họ một phần nhỏ và an toàn xuống một cảng gần nhất. Nhưng lần này, tôi sẽ phải đương đầu với Rodriguez. Tôi biết anh ta, tôi biết anh ta sẽ làm gì. Nhưng Blackthorn suy nghĩ lại, không nên tiết lộ tất cả kế hoạch của mình. Tốt hơn hết là cứ để những kẻ mọi rợ với lối suy nghĩ mọi rợ của họ. Và anh đã nói khác đi thường thường thì con tàu bại trận đầu hàng marico san đó là một phong tục một trong những phong tục của chúng tôi trong chiến tranh ngoài khơi để tránh những thiệt hại không cần thiết về người chúa toranaga nói xin lỗi anjin san đó là một phong tục chúng tôi không thể chấp nhận nếu ông có tàu thì sẽ không có sự đầu hàng marico san nhấp thêm một chút nước trà rồi nói tiếp Thế nếu tàu chưa ở bến thì sao? Thì tôi sẽ quét làn đường biển để bắt nó ở cách vài hải lý ngoài vùng biển quốc tế. Nó chở hàng nặng, dễ bắt hơn, nhưng cũng khó đem nó tới Iedo hơn. Khi nào nó vào bến tàu? Chúa của tôi không biết, người nói, có lẽ trong vòng 30 ngày, năm nay tàu sẽ đến sớm. Blackthorn hiểu mình đã gần kề thắng lợi, rất gần. Vậy thì bao vây nó, chiếm lấy nó vào cuối mùa. Nàng dịch lại. Blackton nhìn thấy chút thất vọng thoáng trên nét mặt của Toranaga. Anh ngưng lại, như để cân nhắc mọi phương án rồi nói tiếp. Nếu đây là châu Âu, thì sẽ có một cách khác. Ta có thể đi ban đêm rồi cưỡng chế nó, một cuộc tấn công bất ngờ. Bàn tay Toranaga nắm chặt đốc kiếm, Người nói là tại sao ông dám tiến hành chiến tranh trên mảnh đất của chúng tôi để chống lại kẻ thù của các ông? Môi Blackthorn khô lại. Không, tất nhiên đây vẫn chỉ là ước đoán thôi. Nhưng nếu xảy ra tình trạng chiến tranh giữa người Bồ Đồng Nha, nếu chúa Toranaga muốn họ bị thiệt hại, thì đó sẽ là cái cách để làm. Nếu có thủy thủ đoàn, khoảng hai hoặc ba trăm chiến sĩ có kỷ luật và con tàu Eremas thì có thể sẽ dễ dàng kèm con tàu đen và nhảy lên, kéo nó thẳng ra biển. Người có thể chọn giờ tấn công bất ngờ, nếu đó là châu Âu. Một thời gian yên lặng kéo dài. Chúa Toranaga nói, đây không phải là châu Âu và không có tình trạng chiến tranh, không bao giờ có tình trạng chiến tranh xảy ra giữa người và Bồ Đào Nha. Ồ, tất nhiên, một điểm cuối cùng Mariko San, Nagasaki không thuộc địa hạt kiểm soát của chúa Toranaga đúng không? Đúng, Anjin-san. Chúa Harima làm chủ hải cảng và nội địa. Nhưng phải chăng bọn Jesuit thực tế là kiểm soát hải cảng và toàn bộ thương mại? Blackthorn chú ý thấy sự lưỡng lự của nàng khi dịch, nhưng anh vẫn tăng thêm áp lực. Phải chăng đó là sự thật Mariko-san? Và phải chăng chúa Harima là người đi đạo. Hầu hết Kyushu là người đi đạo. Và do đó, phải chăng tất cả những người Jesuit ở chừng mực nào đó khống chế toàn bộ bán đảo? Cờ đốc giáo là một tôn giáo. Các Daimyo kiểm soát đất đai của họ Anjinsan, San, Mariko tự nói. Nhưng tôi nghe nói là Nagasaki thực sự là một mảnh đất bồ đào nha. Tôi nghe nói họ làm như vậy, có phải cha chúa Harima bán đất cho bọn Jesuit không? Giọng Mariko đanh lại. Phải, nhưng tay cô đã lấy lại đất. Bây giờ không một người ngoại quốc nào được phép có đất ở đây. Nhưng phải chăng tay cô đã để cho sắc lệnh của mình mất hiệu lực. Vì vậy ngày nay không có gì xảy ra ở đó mà không có sự đồng ý của Jesuit. Phải chăng Jesuit kiểm soát tất cả các tàu bè ở Nagasaki và mọi việc thương mại? Phải chăng giê thương lượng với việc buôn bán cho các vị và làm những người môi giới? Ông biết rất nhiều về Nagasaki Anjin-san, nàng nói trực diện. Có lẽ chúa Toranaga nên kiểm soát cảng từ tay kẻ thù. Có lẽ... Họ là kẻ thù của ông Anjin-san, không phải của chúng tôi, nàng nói cuối cùng đã bị mắc mồi. Nhưng Jesus là... Là nan gia. Nàng quay lại phía Toranaga, vẻ xin lỗi và giải thích điều hai người vừa nói. Khi nàng nói xong, Toranaga nói nghiêm khắc, rõ ràng là một của mắng. Hai... Nàng nói đi nói lại nhiều lần, cúi đầu xin lỗi. Mariko nói. Chúa Toranaga đã nhắc nhở cho tôi biết là những ý kiến của tôi vô giá trị. Và một người phiên dịch chỉ nên phiên dịch thôi, nếch, xin tha lỗi. Trước đây, Blackthorn hẳn đã xin lỗi vì đã đưa nàng vào bẫy. Giờ đây, điều này không dễ đến với anh. Nhưng vì anh đã có quan điểm như vậy, anh cười và nói. Đúng vậy, thưa phu nhân phiên dịch xinh đẹp. Mariko mỉm cười cượng gạo, giận mình đã để bị mắc bẫy. Chị óc nàng bị mâu thuẫn vì sự trung thành đã bị phân chia. "Yoi Anjin-san." Toranaga nói lại vui vẻ trở lại. "Mariko xinh đẹp hơn ông phiên dịch già nhiều có phải thế không và ngát hương hơn nhiều." Toranaga cười. Hai mariko đỏ bừng mặt và rót nước trẻ hơi nguôi nguôi một chút rồi toranaga nói nghiêm chỉnh chủ của chúng tôi nói tại sao ông hỏi nhiều câu hỏi hoặc nói nhiều về chúa harima và nagasaki như vậy ồ đó là chỉ để chứng minh bến cảng nagasaki thực tế là do người nước ngoài kiểm soát do người bồ đào nha và theo luật của tôi tôi có quyền tấn công kẻ thù ở bất cứ nơi đâu trong những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Shogun, nhà văn người Mỹ James Covell tiếp tục đi sâu việc phản ánh nếp sống tinh thần của người Nhật. Qua cuộc trò chuyện giữa Blackthorn và Mariko, chúng ta hiểu sâu hơn về những lề luật, những định kiến tồn tại ngàn đời nay ở xứ sở Hoa Anh Đảo những chuyện thâm cung bí sử trong gia đình, những câu chuyện về các bà vợ của chúa Toranaga lần lượt được Mariko tiết lộ cho Blackthorn. Cũng qua tiếp xúc với mẹ và vợ của Omi, Blackthorn hiểu hơn về lễ giáo phong kiến, về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, gánh nặng trên vai người phụ nữ và thân phận phụ thuộc ê trẻ khi về làm dâu trong gia đình quý tộc Nhật Bản. Hơn ai hết, Blackthorn thể hiện sự xót thương số phận người phụ nữ và khó hiểu trước những mối quan hệ chằng chịt trong gia tộc cũng như những điều hoàn toàn xa lạ với một người phương Tây như anh. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Stogun của nhà văn người Mỹ James Cavell, bản dịch của Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Toranaga cười. Hai. Mariko đỏ bừng mặt và rót nước chè, hơi nguôi nguôi một chút. Rồi Toranaga nói nghiêm chỉnh. Mariko dịch lại. Chủ của chúng tôi nói tại sao ông hỏi nhiều câu hỏi hoặc nói nhiều về chúa Harima và Nagasaki như vậy. Ồ, chỉ để chứng minh bến cảng Nagasaki thực tế là do người nước ngoài kiểm soát, do người Bồ Đào Nha và theo luật của tôi, tôi có quyền tấn công kẻ thù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng đây không phải là bất cứ nơi đâu. Ông nói, đây là mảnh đất của các vị thần linh và một cuộc tấn công như vậy là không thể nghĩ tới. Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu Chúa Harima trở thành thù địch, hay nếu bọn Jesuit lãnh đạo người Bồ Đào Nha trở thành thù địch, thì đó là cái cách để săn bọn chúng chúa toranaga nói người cũng như bất cứ một daimyo nào không cho phép một cuộc tấn công của một dân tộc ngoại quốc và một dân tộc khác trên đất nước nhật hoặc sự giết chóc của họ đối với bất cứ một người nào của đất nước chúng tôi còn đối với kẻ thù của hoàng đế thì đó lại là vấn đề khác còn về việc thu thập lính chiến đấu và thủy thủ đoàn điều này dễ dàng để một người muốn thu thập bao nhiêu cũng được nếu anh ta nói tiếng nhật có rất nhiều hoa cô ở Kyushu. Hoa cô à, Mariko-san? Ồ, xin lỗi, chúng tôi gọi những người cướp biển là hoa cô Anjin-san à? Trước đây, họ có rất nhiều hang ổ ở chung quanh Kyushu, nhưng hầu hết đã bị tai cô quét sạch. Không may là vẫn còn có thể tìm được những người sống sót. Hoa cô đã khủng bố bờ biển của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ vì qua cô mà Trung Quốc đã đóng hải cảng của họ đối với chúng tôi. Dù nàng giải thích với Toranaga những điều nàng đã nói, ông nói lại nhấn mạnh hơn. Người nói người không bao giờ cho phép ông lập kế hoạch, có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mặt đất. Mặc dù cướp bóc kẻ thù của nữ hoàng của ông ở ngoài khơi là đúng Người nhắc lại, đây không phải là nơi nào đây là mảnh đất của các vị thần linh, ông phải biết kiên nhẫn như người đã nói với ông trước đây. Vâng, tôi cũng có ý định kiên nhẫn như kiểu của người, tôi chỉ muốn đánh kẻ thù bởi vì chúng là kẻ thù, tôi tin với tất cả tấm lòng của mình, chúng cũng là kẻ thù của người. Chúa Toranaka nói rằng, người Bồ Đào Nha nói với người, ông là kẻ thù của họ. Từ Xu San và Đức Sáng Mục đều hoàn toàn chắc chắn điều đó. Nếu như tôi có thể bắt được con tàu đen ngoài biển và đem nó về Iedo như một phần thưởng hợp pháp dưới lá cờ của Anh Quốc, thì tôi có thể được phép bán nó với tất cả những thứ ở trong đó tại Iedo này, theo như phong tục của chúng ta không? Chúa Toranaga nói, cái đó thì còn tùy. Thế nếu chiến tranh xảy ra tôi có được phép tấn công kẻ thù kẻ thù của chúa toranaga theo cách tốt nhất của tôi có thể làm được không người nói đấy là nhiệm vụ của một hatamoto một hatamoto tất nhiên là lúc nào cũng chịu mệnh lệnh trực tiếp của người chủ của tôi muốn nói rõ ràng là sự việc ở nhật bản phải được giải quyết theo cách của nhật bản vâng tôi hoàn toàn hiểu tôi xin cung kính nói Tôi càng biết nhiều vấn đề của người, tôi càng có thể giúp đỡ người được nhiều hơn. Người nói là nhiệm vụ của một hatamoto là luôn luôn giúp đỡ chúa công của mình Anjin-san. Người nói, tôi sẽ trả lời bất cứ những câu hỏi hợp lý nào của ông sau này. Ồ, tôi xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi người, người có muốn có một đội hải quân của mình không, như tôi đã đề nghị trên thuyền lê đó? Người đã nói, người thích một đội hải quân, một đội hải quân hiện đại, Anjin San, thuộc quyền của chúa công. Một Daimyo nào không muốn như vậy chứ? Vậy, xin hãy nói điều này. Nếu tôi có đủ may mắn để chiếm được tàu của kẻ địch, tôi sẽ mang nó đến Iedo để chỉnh đốn lại và đếm thưởng tôi sẽ chuyển nửa số vàng nén sang tàu Eramos và bán lại con tàu đen cho bọn bồ đào nha hoặc dâng Toranaga đại nhân làm quà tặng hoặc là đốt nó. Bất cứ điều gì đại nhân thích. Rồi tôi sẽ rong buồm về quê hương. Trong vòng một năm, tôi sẽ đi một vòng và đem về bốn chiến thuyền như một tặng phẩm của nữ hoàng đức Anh tới chúa Toranaga. Người hỏi, ông có lợi lộc gì trong vấn đề này? hôn tô. Sẽ còn lại rất nhiều thứ cho tôi, Mariko San, khi những con tàu sẽ được nữ hoàng trả tiền. Sau đó, tôi sẽ đem một trong những vị cố vấn đáng tin cậy nhất của người đi cùng tôi như sứ thần trình diện với nữ hoàng của tôi. Một hiệp ước hữu nghị giữa hai nước chúng ta có thể là mối quan tâm của người. Chúa Toranaga nói, nữ hoàng của ông như vậy quả là rộng lượng. Người nói thêm, nếu một điều như vậy xảy ra một cách kỳ diệu và ông trở về cùng với những con tàu mới thì ai sẽ huấn luyện các thủy thủ các samurai và các thuyền trưởng của người để điều hành những con tàu đó blackthorn nói tôi sẽ làm lúc đầu nếu người thích tôi sẽ rất lấy làm vinh dự và những người khác sẽ tiếp nối người nói lúc đầu là thế nào hai năm Toranaga mỉm cười thoáng qua. Chủ của chúng ta nói hai năm không đủ để làm đâu. Lúc đầu... Tuy nhiên người nói thêm tất cả chỉ là một ảo vọng. Người không chiến tranh với người Bồ Đào Nha hoặc chúa Harima của Nagasaki. Người nhắc lại những gì ông làm ở vùng biển bên ngoài Nhật Bản trên con tàu của ông với các thủy thủ của ông thì đó là Kama của ông. Mariko dường như bối rối và nói bên ngoài vùng nước chúng tôi là người ngoại quốc người nói nhưng ở đây ông là samurai vâng tôi biết niềm vinh dự người đã dành cho tôi mariko san cho phép tôi hỏi một người samurai vay tiền như thế nào vay của người cho vay lãi anjin san còn ở đâu khác được chứ vay của một người lái buôn cho vay nặng lãi bẩn thỉu nàng dịch lại cho toranaka rồi hỏi Blackthorn. Tại sao ông lại cần tiền? Có người cho vay lãi ở Yedo không? Ồ có, người cho vay lãi ở khắp mọi nơi, Nick. Phải chăng ở nước ông cũng vậy đấy? Hỏi vợ ông ấy, Anjin San. Có lẽ bà ấy có thể giúp được ông. Đó cũng là một phần bổn phận của bà ấy mà. Em nói chúng ta sẽ đi Edo ngày mai à? Vâng, ngày mai. Không may Fujiko San lúc này lại không thể đi cùng được. Mariko nói với Toranaga. Chúa công Toranaga nói, người sẽ gửi nàng bằng thuyền ga lê, khi nào thuyền đi, người nói anh cần vay tiền để làm gì? Tôi phải thành lập một đoàn thủy thủ mới Mariko-san, để đi khắp nơi, để phục vụ Chúa Toranaga bất cứ khi nào người cần đến, điều đó có được phép không? Một đoàn thủy thủ từ Nagasaki à? Vâng. Người sẽ trả lời khi nào anh tới Iedo. Tomo, Toranaga-sama, Mariko-san, khi tôi tới Iedo, rồi tôi sẽ đi đâu? Ở đấy sẽ có người hướng dẫn tôi không? Ồ, oh, ông không bao giờ nên lo lắng những chuyện như vậy, Anjin-san à. Ông là một trong những Hatamoto của chúa Toranaga đấy. Có tiếng gõ ở cửa trong. Vào đi. Naga mở cánh cửa và cúi chào. Xin phụ thân thứ lỗi. Phụ thân đã dặn khi nào tất cả các tướng lĩnh có mặt thì báo. Cảm ơn con, ta sẽ tới ngay. Toranaga suy nghĩ một lát, rồi ra hiệu cho Blackthorn. Điệu bộ của ông thân mật. Anjin-san, hãy đi cùng với Naga-san. Ông ấy sẽ chỉ cho chỗ của ông. Cảm ơn ông về những ý kiến vừa rồi. Thưa đại nhân, xin tuân lệnh. Xin cảm ơn đại nhân đã nghe. Cảm ơn đại nhân vì những lời vừa rồi. Vâng, tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn và hoàn hảo. Cảm ơn An San. Toranaga nhìn anh cúi chào và ra đi. Khi họ còn lại một mình, ông quay sang Mariko. Thế nào? Bà nghĩ sao? Hai điều thưa đại nhân. Trước tiên, lòng căm ghét của ông ấy đối với những người Jesuit là vô cùng vô tận thậm chí còn hơn cả đối với người bồ đào nha vì vậy ông ấy là người trừng phạt để đại nhân dùng chống lại một trong hai loại đó hoặc là cả hai nếu đại nhân cần một sự trừng phạt chúng ta biết là ông ấy dũng cảm vì vậy ông ấy sẽ dũng cảm bởi bất cứ cuộc tấn công nào ở biển hai là tiền vẫn là mục đích của ông ấy theo chỗ thiếp được biết tiền là phương tiện thật sự duy nhất mà những người rợ có thể đạt được quyền lực vĩnh cửu. Họ mua đất đai và địa vị, ngay cả nữ hoàng của họ cũng là một lái buôn và bán đất cho các vương tước, mua tàu và đất đai. Thưa Chúa Công, ngoài cái đó, họ không hiểu nổi quyền lực, hoặc chiến tranh là cuộc sống và cuộc sống là sự chết. Những người cơ đốc giáo có phải là kẻ thù của ta không? Thiếp không tin là như vậy. Thế còn người bồ đào nha? Thiếp tin là họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, đất đai và giao giảng những lời của Chúa thôi. Thế những người cơ đốc giáo có phải là kẻ thù của ta không? Thưa đại nhân, không. Mặc dù một số kẻ thù của đại nhân có thể là cơ đốc giáo, thiên chúa hoặc là tin lành. À, nàng nghĩ An-jin-san là kẻ thù của ta ư? Không, thưa đại nhân, không. Thiếp tin ông ta kính trọng đại nhân và cuối cùng sẽ trở thành một chư hầu thực sự thế còn những người theo cơ đốc giáo của chúng ta ai là kẻ thù chúa harima Kima, onoshi và tất cả những samurai nào chống lại đại nhân tonadaga cười rồi nói đúng nhưng có phải các thầy tu khống chế họ như anjin san đã nói không thiếp không nghĩ thế Thế ba nhóm đó có chống lại ta không? Thiếp không biết, thưa đại nhân. Trước đây họ vừa thân thiện vừa thù địch với đại nhân, nhưng nếu họ đứng về phía Isido thì thật là tồi tệ. Ta đồng ý, đúng, nàng là một cố vấn có giá trị. Thật khó khăn cho nàng là một người công giáo, kết bạn với một kẻ thù, nghe những ý kiến của kẻ thù. Vâng, thưa đại nhân. Ông ta đưa nàng vào bẫy à? Nách vâng nhưng thực sự thì ông ấy đã đúng thiếp đã không làm như đại nhân ra lệnh thiếp đã đặt mình giữa những ý kiến của ông ấy và đại nhân xin đại nhân thứ lỗi cho sẽ còn tiếp tục khó khăn đấy có lẽ còn hơn thế nữa thưa đại nhân vâng nhưng tốt hơn là nên biết cả hai mặt của đồng tiền nhiều điều ông ta nói đã được thấy là sự thật Chẳng hạn như thế giới đang được tách ra bởi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Về chuyện các thầy tu buôn lậu súng, tuy là không thể tin được. Đại nhân không cần bao giờ phải lo ngại lòng trung thành của thiếp thưa đại nhân. Dù cho có khó khăn đến mấy, thiếp sẽ luôn luôn làm nhiệm vụ của thiếp đối với đại nhân. Cảm ơn nàng. Những điều An Jin San nói rất thú vị, nếch, thú vị, nhưng vô nghĩa. Phải. Cảm ơn nàng Mariko-san. Nàng là một cố vấn có giá trị. Ta sẽ ra lệnh cho nàng ly hôn với Buntaro. Thưa đại nhân, sao? Ôi, được tự do. Tim nàng reo lên. Ôi, đức mẹ, được tự do. Hãy nhớ ngươi là ai, Mariko? Hãy nhớ ngươi là cái gì? Và hãy nhớ tình yêu là một từ mọi rợ. Toranaga ngắm nhìn nàng trong cái yên lặng to lớn. Bên ngoài, đàn mũi bay vòng trong khói hương rồi lao đi tìm lối thoát. Phải, ông nghĩ, nàng là một con chim ưng, nhưng ta tung nàng vào con mồi nào đây? Không, thưa đại nhân. Cuối cùng Mariko nói, cảm ơn đại nhân, nhưng không. Anjin San là một người lạ lùng, nếch. Đầu óc ông ta đầy những mơ mộng nghĩ tới chuyện tấn công bạn bè của chúng ta, những người bồ đào nha hoặc con tàu đen thì thật là nực cười. Tin những điều ông ta nói về bốn con tàu hoặc hai mươi con tàu thì thật là ngớ ngẩn. Mariko do dự nói. Nếu ông ấy nói một đội hải quân là có thể được, thì thiếp tin là có thể được. Ta không đồng ý, Toranaga nhấn mạnh. Nhưng nàng đúng khi nói ông ta là một sự cân bằng với những nhóm khác, ông ta và con tàu chiến của ông ta. Lạ thay, nhưng cũng sáng rõ thay. Chính Ô Mi đã nói, lúc này chúng ta cần bọn rợ để học tập họ, và có rất nhiều điều để học, nhất là ở ông ta. Nét. Đúng ạ. À. Đã đến lúc chúng ta mở đế quốc này ra Mariko-san, Isido sẽ đóng nó chặt như một con sò nếu ta là chủ tịch hội đồng nhiếp chính một lần nữa ta sẽ ký hiệp ước với bất kỳ một quốc gia nào miễn là một hiệp ước hữu nghị ta cử người đi học tập ở những nước khác phải và sẽ cử đại sứ nữ hoàng của cái gã này sẽ là một sự mở đầu tốt đối với một nữ hoàng có lẽ ta sẽ cử một nữ đại sứ nếu người phụ nữ đó đủ khôn ngoan người phụ nữ ấy phải rất khỏe và rất khôn ngoan thưa đại nhân Đúng, nó sẽ là một cuộc hành trình nguy hiểm. Tất cả mọi cuộc hành trình đều nguy hiểm thưa đại nhân, Mariko nói. Đúng, Toranaga lại thay đổi chủ đề không hề báo trước. Nếu như Anjin San ra đi với con tàu chở đầy vàng, liệu ông ta có quay trở về không? Bản thân ông ta ấy. Một lúc lâu sau, nàng trả lời. Thiếp thiếp không biết. Toranaga quyết định không thúc ép nàng lúc này. Cảm ơn Mariko, ông nói thân mật. Ta muốn nàng cũng có mặt tại buổi họp để quyết định những điều ta nói cho Anjin San. Dịch tất cả, thưa đại nhân. Đúng. Và đêm nay khi nàng tới trà thất để mua hợp đồng của Kiku, hãy đem Anjin San đi theo. Nói với vợ ông ấy là thu xếp. Ông ta cần sự thưởng công. Next. Hai. Khi nàng ra đến cửa, Toranaga nói, khi nào câu chuyện giữa ta và Isido giải quyết xong, ta sẽ ra lệnh cho nàng ly dị. Bàn tay nàng nắm chặt khung cửa, nàng gật đầu nhẹ nhẹ nhưng không nhìn lại. Cánh cửa khép sau lưng. Toranaga nhìn làn khói một lúc rồi đi vào vườn, vào nhà vệ sinh ngồi trồm hổm. Ông đang nghĩ tới những con chim ưng, những con diều hâu Ông biết ngay cả những con chim ưng vĩ đại nhất cũng mắc sai lầm. Và Kiri, và Mariko, và Omi, và ngay cả Anjin San nữa. 150 sĩ quan đã gọn gẽ thành hàng ngũ. Yabu, Omi và Buntaro ở hàng đầu. Mariko quỳ bên cạnh. Blackthorn ở bên toranaga bước vào cùng các vệ sĩ của ông và ngồi trên chiếc đệm độc nhất đối diện với mọi người ông đáp lại cái chào của các sĩ quan rồi thông báo ngắn gọn nội dung của thông báo và đặt trước mặt mọi người lần đầu tiên công khai kế hoạch tác chiến tối hậu của ông ông không nói tới đoạn nói về những cuộc nổi dậy bí mật đã được tính toán cẩn thận và thực tế là cuộc tấn công từ phía bắc chứ không phải là con đường biển phía Nam. Và trước sự hoan nghênh chung, bởi vì tất cả các chiến sĩ của ông đều sung sướng, cuối cùng đã chấm dứt được sự hồ nghi. Ông nói với họ là khi mưa tạnh, ông sẽ ra khẩu lệnh bầu trời đỏ thắm, và họ sẽ lao vào cuộc tấn công. Trong khi đó, ta đợi Isidore triệu tập một cách bất hợp pháp một hội đồng nhiếp chính mới Ta đã bị kết tội một cách giả trá. Ta đợi một cuộc chiến tranh được tuyên bố để chống lại ta, ngược với luật pháp. Ông nghiêng người về phía trước, nắm tay trái để lên đùi. Còn tay kia nắm chặt đốc gươm. Hãy nghe đây. Ta ủng hộ di trúc của tay cô và thừa nhận cháu ta là Iaemon, làm Guam-pa-cu và là người thừa kế của tay cô. Ta không muốn đất đai nào khác ta không muốn một danh dự nào khác, nhưng bọn phản tặc tấn công ta thì ta phải tự vệ. Nếu bọn phản tặc lừa bịp Đức Hoàng đế và toan tính thâu quyền trên mảnh đất này, thì nhiệm vụ của ta là bảo vệ Hoàng đế và loại trừ cái ác. Nếch! Tiếng hò reo vang dậy hưởng ứng. Tiếng hát sung trận, Kashiji và Toranaga ầm vang khắp phòng, chấn động cả pháo đài binh đoàn tấn công sẽ chuẩn bị để lên thuyền ga tới Iedo. Toda Buntaro San chỉ huy, Omi san phó chỉ huy. Trong vòng 5 ngày, Chúa Kashiji Iabu làm ơn động viên Izu và ra lệnh cho 6.000 người chấn ở các ải biên giới đề phòng tên phản tạc Ikawa Jikyu nhào vào phía nam, cắt đứt đường giao thông của ta. Khi mưa rừng, Isido sẽ tấn công Kuanto. Omi Yabu và Buntaro tất cả đều yên lặng đồng ý với sự khôn ngoan của Toranaga không thông báo quyết định chiều nay về cuộc tấn công ngay lập tức trong mùa mưa. Điều đó sẽ gây nên một cảm xúc. Omi tự nhủ. Ruột gan anh lộn lạo khi nghĩ tới chiến trận trong mưa qua những dãy núi Shinano. Súng của chúng ta sẽ mở thông đường. Yabu nói một cách hăng say chiều nay. Đúng, Omi đã đồng ý. Anh không tin tưởng ở kế hoạch này, nhưng không có một giải pháp nào được đưa ra cả. Đó là một sự điên rồ. Anh tự nhủ, mặc dù anh lấy làm sung sướng, nhắc lên làm phó chỉ huy. Mình không hiểu tại sao Toranaga lại quan niệm có cơ hội thành công trong đường phía Bắc. Không có cơ hội nào. Anh tự nhủ, hầu như không nghe nữa. Như bưng tai trước những lời hô hào đầy kích động của toranaga để cho phép mình tập trung một lần nữa vào chuyện trả thù của anh chắc hẳn cuộc tấn công vào shinano sẽ cho anh hàng chục cơ hội để đẩy iabu vào tuyến đầu mà không phương hại gì đến mình cả chiến tranh bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng chỉ sẽ có lợi cho mình miễn là không thua cuộc chiến tranh ấy rồi anh nghe tiếng Toranaga nói: "Hôm nay ta suýt nữa bị chết, hôm nay Anjin-san đã kéo ta ra khỏi lòng đất. Đây là lần thứ hai, có lẽ là lần thứ ba ông ấy đã cứu sinh mạng của ta. Cuộc đời của ta không có nghĩa gì đối với tương lai của bộ tộc ta, nhưng không có sự giúp đỡ của ông ấy thì ai có thể nói được ta còn sống hay đã chết. Mặc dù theo con đường võ sĩ đạo" các chư hầu không bao giờ chờ đợi một phần thưởng cho bất cứ một công việc gì, song nhiệm vụ của một lãnh chúa là thỉnh thoảng phải ban ân huệ. giữa những tiếng hoan hô, toranaga nói, anjin san, hãy ngồi dậy, mariko san cả nàng nữa. với lòng ghen ghét, omi nhìn con người cao lớn đứng lên và quỳ ở chỗ toranaga đã chỉ bên cạnh ông. Và trong phòng, không có một người nào không ao ước mình có được Diễm Phúc làm cái điều tên rợ này đã làm. Anjin San sẽ được ban cho một thái ấp gần làng trài Yokohama, ở phía nam Ido trị giá 2.000 koku hàng năm. Có quyền được tuyển mộ 200 samurai, có đầy đủ quyền lợi như một samurai và Hatamoto. Được tới nhà của Yoshitoranaga, Chikitada Minowara. Sau đó, ông ấy sẽ nhận được 10 ngựa, 20 kimono, cùng với những thiết bị đầy đủ để sung trận cho các chư hầu của ông ấy. Cấp bậc của ông ấy là Tổng Đô Đốc và là Hoa Tiêu của Kuanto. Toranaga đợi cho đến khi Mariko dịch xong, rồi ông gọi to, Nagasan. Naga ngoan ngoãn, đem một gói phủ lụa tới. Toranaga hất mảnh lụa phủ ra. Hai thanh gươm, một thanh gươm ngắn, còn thanh kia là một lưỡi gươm để giết. Khi đất nuốt mất gươm của ta, và khi ta không có vũ khí, Anjinsan đã nhảy xuống hố trở lại tìm thanh gươm của mình trao cho ta. Anjinsan, ta cho ông những thanh gươm này để đền đáp lại. Chúng được người thầy Ioria rèn. Hãy nhớ gươm là linh hồn của người samurai. Nếu anh ta quên nó hoặc để mất nó, anh ta không thể được tha thứ. Trước những tiếng gieo hò vang dậy hơn nữa và sự ghen tị ngầm, Blackthorn đỡ lấy gươm, cúi chào đúng phép tắc, rắt vào đai lưng rồi lại cúi chào một lần nữa. Cảm ơn Toranaga-sama, Chúa Công đã ban cho tôi quá nhiều vinh dự Tôi cảm ơn. Anh bắt đầu bước đi, nhưng Toranaga ra hiệu cho anh ở lại. "Không, ngồi xuống đây, bên cạnh ta ăn San. Toranaga nhìn lại những nét mặt chiến đấu cuồng tín của các sĩ quan của ông. "Đồ ngu!" ông muốn hét lên. "Bọn người há không hiểu là cuộc chiến tranh đó, hoặc lúc này, hoặc lúc sau những cơn mưa sẽ chỉ là tai họa ư?" Bất cứ một cuộc chiến tranh nào với Isido, Ochiba, Iaemon và những liên minh hiện nay của họ phải kết thúc bằng sự tàn sát tất cả quân đội của ta, tất cả các ngươi, sự xóa bỏ cả ta và dòng giống của ta. Các ngươi há không hiểu là ta không có một sự lựa chọn nào khác, trừ chờ đợi và hy vọng Isido sẽ tự bóp nghẹt mình ư? Nhưng thay vào đó, ông càng thúc đẩy họ hơn bởi vì cần thiết phải làm cho kẻ thù mất cảnh giác. Hãy nghe đây các samurai, chẳng bao lâu nữa các ông sẽ chứng minh giá trị của mình. Từng người một như cha ông chúng ta đã làm, ta sẽ tiêu diệt Isido và tất cả lũ phản tạc của chúng, trước tiên sẽ là Ikawa Rikyu ta sẽ trao tất cả đất đai của hắn, cả hai tỉnh Suruga và Totomi trị giá 300.000 cô cu cho chư hầu trung thành của ta. Chúa Kashiji Iabu cùng với Izu xác định ông và con cháu của ông trị vì ở đó. Tiếng gieo hò nổi lên như sấm, Iabu rạng rỡ. Omi đấm xuống sàn, gieo hò cuồng nhiệt. Cái phần thưởng này thật vô cùng tận bởi vì theo phong tục người thừa kế của iabu sẽ được thừa hưởng tất cả đất đai của ông ta làm thế nào để giết iabu trước khi chiến tranh xảy ra nhỉ rồi mắt anh ta nhìn vào An San, anh cũng đang hò reo ẩm ý tại sao không để San làm cái việc ấy cho mình nhỉ anh tự hỏi và cười vang trước cái ý nghĩ xuẩn ngốc ấy buntaro nghiêng người nắm lấy vai anh ta hiểu lầm tiếng cười ấy là sự vui mừng đối với phần thưởng cho iabu chẳng bao lâu ông sẽ có được thái ấp ông xứng đáng nết buntaro hét to át những tiếng ồn ào ông cũng xứng đáng được thừa nhận ý nghĩ và lời khuyên của ông có giá trị cảm ơn buntaro sang Các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Stogun của nhà văn người Mỹ James Cavell, bản dịch của Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Chương trình đọc truyện dài kỳ do Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.